Quan thần, hạ tưởng. Tập 111. Từ lúc Phó Tiên Phong ra tay trừng trị Trương Quốc Vĩ, Hạ Tưởng đã biết Phó Tiên Phong đã cho hắn vay một món nợ lớn, là món nợ cần phải hoàn trả gấp bội, nửa năm sau, Phó Tiên Phong rốt cuộc đã để lộ cái đuôi hồ ly. Cho dù Phó Tiên Phong đến đảm nhiệm chức vụ gì ở tỉnh Tương, Hạ Tưởng biết rõ, nếu hắn đến đó đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nếu không cùng một phe với Trịnh Thịnh mà về phe với Phó Tiên Phong, cục diện của tỉnh Tương sẽ có chuyển biến tích cực. Phó Tiên Phong không hề đơn giản chút nào, luôn có tầm nhìn xa, dùng một Trương Quốc Vĩ hết thời để đổi lấy sự ủng hộ cho hắn, đúng là một vốn bốn lời. Đi tỉnh Tương đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Hạ Tưởng thật sự chưa hề nghĩ tới hướng đi đó, Mai Hiểu Lâm cũng ra mặt, như vậy chứng tỏ Mai Hiểu Lâm cũng đồng ý với đề nghị của Phó Tiên Phong, nhưng trong lòng hắn vẫn day dứt, đi tỉnh Tương thì sẽ làm lính dưới quyền Trịnh Thịnh, e rằng chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng nếu liên minh với Phó Tiên Phong đấu lại Trịnh Thịnh thì lại mâu thuẫn với nguồn gốc xuất thân từ đoàn hệ của hắn. Thật khó xử. Vấn đề then chốt còn ở chỗ hắn làm sao có thể nhận lời Phó Tiên Phong. Nhà họ Ngô không gật đầu, Tổng Bí Thư không đồng ý, cứ xem như hắn muốn đi, cũng chưa chắc đã đi được. Hơn nữa, hắn lại không muốn nằm trong vòng vây thế lực của đoàn hệ. Tuy bây giờ hắn đã bị trói buộc với đoàn hệ, nhưng bình tĩnh mà xét thì hắn vẫn chưa thật sự xem mình là người của đoàn hệ. Hạ Tưởng nhìn vẻ chờ đợi của Phó Tiên Phong, xem ra có vẻ rất chân thành, thừa hiểu Phó Tiên Phong cũng chỉ đang lợi dụng hắn, chứ không giống như Tống Chiêu Độ đối với hắn, vừa xem trọng vừa kỳ vọng, cộng tác với Phó Tiên Phong phải luôn luôn biết đề phòng. Tôi vừa mới về Trung ương đoàn chưa bao lâu, nếu tuyên truyền nhiều lần, liệu có để lại ấn tượng không tốt không? Hạ Tưởng nói một câu ra vẻ khờ khạo. Ý hắn là cố ý nói bóng nói gió cho người bên cạnh Mai Hiểu Lâm nghe. Đối với việc Mai Hiểu Lâm ngầm giúp Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng hiểu, Mai Hiểu Lâm chắc có suy tính riêng, chưa chắc là cô đã bị Trịnh Thịnh bày mưu tính kế. Mỗi người đều có một ý riêng, cô ấy chắc chắn không có ý xấu gì với hắn, chỉ sợ chẳng may cô ta làm theo chỉ thị riêng của Trịnh Thịnh thì toi. Nếu hắn đã bị dán nhãn như vậy, giờ lại bắt tay với Phó Tiên Phong, khó tránh khỏi việc gây bất hòa với Trịnh Thịnh. Điều này sẽ khiến người ta nghĩ gì về hắn? Nếu chỉ vì hắn mà khiến cho những kẻ bên ngoài nghĩ rằng nội bộ đoàn hệ đang lục đục thì tội của hắn quả thật là quá lớn. Tuy nói trở thành người của đoàn hệ không xuất phát từ tự nguyện, nhưng đã đảm nhiệm chức bí thư Trung ương đoàn thì phải bảo vệ sự tôn nghiêm của Trung ương đoàn, cho dù hắn có thừa nhận hay không, không ít người đều cho rằng hắn là người của đoàn hệ. Hắn cần phải tự giác ngộ làm một thành viên của đoàn hệ, chí ít cũng phải tỏ ra cùng phe với Trịnh Thịnh. Bởi Trịnh Thịnh là một trong những nhân vật lớn trong đoàn hệ. Có mặt Phó Tiên Phong ở đây, Hạ Tưởng không thể trực tiếp hỏi Mai Hiểu Lâm ý kiến của Trịnh Thịnh như thế nào. Phó Tiên Phong cũng nhìn thấy được sự lưỡng lự của Hạ Tưởng nên cười khà khà rồi nói. Cậu không phải là người có tính cách mập mờ, nói một câu dứt khoát, cậu có thấy hài lòng với vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy không? Hạ Tưởng lắc đầu cười nói. Đều là công việc cả. Dù ở vị trí nào cũng cần phải toàn tâm phục vụ. Lại là một câu nói khách sáo, Phó Tiên Phong đành phải cười giả lả nói tiếp. Vậy nhé, xem như cậu đã đồng ý. Sau đó anh ta khoát tay nói. Tôi đi trước đây, cậu và Mai Hiểu Lâm cứ nói chuyện tiếp nhé. Phó Tiên Phong nói xong thì đi ngay với dáng vẻ tự đắc, để lại Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm. Phó Tiên Phong vừa đi, không chờ Hạ Tưởng lên tiếng hỏi, Mai Hiểu Lâm đã chủ động mở lời. Tôi vô tội, là phó chủ nhiệm phó hẹn tôi trước, ông ta nói muốn anh đi cùng với ông ta đến tỉnh Tương Giang, đúng lúc tôi cũng có việc đến Bắc Kinh Hên đã đồng ý với ông ta là sẽ khuyên anh. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Khuyên tôi thì phỏng có ích gì? Hạ Tưởng biết rằng Mai Hiểu Lâm đang che giấu gì đó, cô ấy không muốn nói, hắn cũng không cần hỏi nhiều. Tôi nói thì tính làm gì? Là cô, sao cô không suy nghĩ kỹ một chút, Phó Tiên Phong đi tỉnh Tương, không thể quan hệ thân thiết với bí thư Trịnh được, ông ta lôi kéo tôi, tất là có ý đồ bên trong. Tôi biết, Mai Hiểu Lâm vuốt vuốt tóc, nhưng tôi vẫn muốn để anh đến tỉnh Tương, thời gian chúng ta cùng làm việc với nhau ở huyện An thật vui. Đàn bà rốt cuộc vẫn là đàn bà, đặc biệt là những người đàn bà thiếu thốn tình cảm, dù quyền lực có cao đến đâu cũng có khi bị tình cảm lấn át lý trí. Hạ Tưởng lắc lắc đầu, với độ tuổi của Mai Hiểu Lâm bây giờ, có một sự nghiệp ổn định, tương lai ngời ngời,
chỉ thiếu duy nhất một điều đó là thiếu một người đàn ông yêu cô ta. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn bây giờ chỉ là cấp phó bộ, còn Mai Hiểu Lâm là phó giám đốc sở, mà có thể tương lai là giám đốc sở, nếu giữa hai người quan hệ gì thì sẽ rất rắc rối. Tất nhiên, nếu có thị phi thì người ngoài cũng không thể có đồn thổi gì, chế độ kiểm tra nghiêm ngặt về tin tức đối với các quan chức từ cấp phó bộ trở lên, làm sao có chuyện vì cuộc sống cá nhân mà bị rớt ngựa được. Hạ Tưởng trầm tư một chốc rồi nói. Môi trường ở tỉnh Tương phức tạp, Phó Tiên Phong lần này đi cũng không biết cụ thể đảm nhiệm chức vụ gì, tốt nhất là tôi không nên tham gia vào. Tùy anh. Mai Hiểu Lâm cũng không biết là đang ở vào trạng thái gì, cô ta xoa xoa hai tay, co chân lại, đột nhiên cảm thấy lạnh buốt. Chúng ta về đi, Phó Tiên Phong tinh thần đang quá phấn khích, cần gió lạnh để tỉnh táo lại, còn chúng ta thì không cần chút nào. Hạ Tưởng cũng có cảm giác rét buốt, nhẹ gật đầu, không nói gì mà cùng Mai Hiểu Lâm lên xe. Mai Hiểu Lâm lái xe, suốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào, nét mặt có vẻ không tốt, không biết là do lạnh hay do tâm trạng không vui. Hạ Tưởng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên an ủi cô ấy như thế nào, dù sao hướng đi của riêng bản thân hắn cũng ảnh hưởng đến quá nhiều phương diện, không thể vì tình cảm cá nhân mà phán đoán lung tung. Hơn nữa nếu thật sự cho dù hắn đồng ý với Phó Tiên Phong, thì cũng chưa có gì gọi là mãn nguyện. Nhưng có một điều rõ ràng là Phó Tiên Phong đã xem như hắn đồng ý, nghĩ kỹ hơn một chút, chắc trước đó đã ra tay can thiệp vào, mặc kệ ông ta vậy, không tin chỉ dựa vào một nhà họ Phó mà có thể xoay chuyển được cục diện. Trước mặt vẫn cứ để như vậy đã. Chỉ có điều Hạ Tưởng không ngờ được rằng, kết quả lại đến sớm hơn so với dự liệu của hắn. Chương 1274, trắc trở, kết quả. Thật ra Phó Tiên Phong lần này đi tỉnh Tương cũng chỉ có chút khả năng nhỏ là sẽ đảm nhiệm chức Phó Bí Thư, cụ thể thế nào đến Phó Tiên Phong cũng chưa nắm rõ, lại còn muốn hắn đi cùng, quả là hơi liều lĩnh. Vì thế Hạ Tưởng cũng không để tâm lắm đến lời nói của Phó Tiên Phong. Gần một tuần sau, Trung ương đã chính thức công bố việc bổ nhiệm của Phó Tiên Phong, thông qua sự phê chuẩn của Trung ương, Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương quyết định đồng chí Phó Tiên Phong đến tỉnh Tương đảm nhiệm chức Phó Bí Thư. Thường ủy, ủy viên tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh tỉnh Tương. Hạ Tưởng giật mình, hắn vốn nghĩ Phó Tiên Phong sẽ làm phó bí thư tỉnh ủy, không ngờ Phó Tiên Phong vừa rời Bắc Kinh đã một bước lên trời, nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu của một tỉnh. Lợi hại thật, nhà họ Phó quả là lợi hại, một Phó Tiên Phong cao thủ. Hạ Tưởng liền gọi điện chúc mừng Phó Tiên Phong. Xin chúc mừng chủ tịch tỉnh Phó, quả nhiên là anh đã tiến một bước rất dài. Ha ha, Hạ Tưởng. Giữa tôi và cậu thì cần gì phải khách sáo. Phó Tiên Phong vẫn như trước đây, ngoài giọng điệu lúc nào cũng vui vẻ ra, thái độ trước mặt Hạ Tưởng luôn luôn ôn hòa, không hề có chút gì tỏ ra đắc ý. Việc cậu đi tỉnh Tương, tôi đang tiến hành, có hy vọng, nhưng không phải dễ. Hạ Tưởng hiểu rõ dụng ý của Phó Tiên Phong, tuy là chủ tịch tỉnh, nhưng e rằng ở tỉnh Tương anh ta sẽ bị cô lập, một chủ tịch tỉnh không có gốc gác vững vàng, đối diện với một bí thư tỉnh ủy đầy quyền lực. Sợ rằng cục diện khó xoay chuyển, tôn tập dân chính là một bài học. Mà trước mắt Hạ Tưởng đang khá nhàn rỗi, tuy là bí thư ban thư ký Trung ương đoàn, nhưng xem ra vẫn điều động dễ dàng nhất, cho nên Phó Tiên Phong một mực muốn điều đến tỉnh Tương, để có thêm một trợ thủ. Hạ Tưởng nghĩ, sợ rằng một hai năm gần đây hắn hợp tác khá thành công với Phó Tiên Phong, có thể đã khiến cho Phó Tiên Phong nghĩ rằng giữa hai người không có khoảng cách gì, có thể thật sự bắt tay với nhau. Hạ Tưởng bật cười. Cứ cố gắng làm việc hết sức mình thôi, mọi việc thuận theo ý trời vậy. Phó Tiên Phong không nói thêm gì nhiều, chắc công việc cũng rất bận rộn, tiếp đón nhiều, nên cũng vội vàng gác điện thoại. Cần phải nói với ông cụ Ngô, cứ im lặng mãi cũng không phải là việc tốt, hắn ở Trung ương đoàn thật sự cũng thấy yên tâm rồi, nhưng yên tâm mà thân chưa mập lên được, điều đó chứng tỏ là vẫn chưa thanh thản được. Đặc biệt là đối với việc Phó Tiên Phong tìm đủ mọi cách để dọn đường cho hắn. Ông cụ Ngô chẳng có động tĩnh gì thì quả là hơi khác thường. Hạ Tưởng đã dọn ra khỏi nhà họ Ngô, sống một mình ở ký túc xá của Trung ương đoàn, vì thế mà gần đây cũng ít có cơ hội gặp ông cụ Ngô. Hạ Tưởng gọi điện thoại cho ông cụ Ngô, ông cụ đối với việc Hạ Tưởng bảo sẽ về nhà ăn cơm, không có chút gì ngạc nhiên, lại còn từ tốn nói thêm một câu. Cũng nên về nhà một chuyến rồi đó. Đúng lúc đó Liên Nhược Hạm cũng vừa về đến. Hạ Tưởng bèn đến sân bay đón Liên Nhược Hạm rồi cùng về nhà. Liên Nhược Hạm gần đây cũng trở nên ít bận rộn hơn,
kế hoạch lớn về tiền tệ cũng tạm thời lắng xuống, cô ấy tiền kiếm được rồi, lại quay trở về bộ dạng như trước, nhưng có một điều là hơn một năm sống chung với Tào Thủ Lệ, Lý Thấm, quan hệ giữa bọn họ ngày càng gắn bó như chị em, ba người phụ nữ rất tâm đầu ý hợp, chỉ có sự quan tâm dành cho Hạ Tưởng là có giảm đi chút ít. Hạ Tưởng lái xe, Liên Nhược Hạm ngồi bên nói không ngớt, nào là mua được công ty nào, tài sản riêng tăng thêm được bao nhiêu, v.v. Nếu là trước đây chắc cô ấy sẽ mặt mày hớn hở lắm, nhưng bây giờ lại thấy rất bình thản, cứ như đang nói chuyện của người khác vậy. Hạ Tưởng chỉ cười cười, nghĩ bụng vợ mình thật là giỏi giang. Ở bên cạnh hắn thì dịu dàng hết mực, nhưng trong lúc cười đùa đó cũng có thể quyết định sự sống chết của một công ty lớn, cũng nắm quyền rất lớn trong tay. Cũng cần phải thừa nhận rằng, Hạ Tưởng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Về đến nhà, cơm canh đã được dọn sẵn. Hôm nay không có nhiều người ở nhà, Ngô Tài Dương, Ngô Tài Hà đều vắng mặt, chỉ có ông cụ Ngô và Ngô Tài Giang, có thêm Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, khiến cho nhà họ Ngô như có thêm sinh khí. Lúc ăn cơm, một Liên Nhược Hạm ngồi trên xe nói không ngớt bỗng biến mất, thay vào đó là một Liên Nhược Hạm thục nữ, đầu cúi thấp thẹn thùng, chỉ ngồi nép sát bên Hạ Tưởng, không nói tiếng nào, lắng nghe Hạ Tưởng nói chuyện với mọi người. Thật ra chỉ có ông cụ Ngô là người nói. Còn Hạ Tưởng và Ngô Tài Giang thì chăm chú nghe. Ngô Tài Giang từ sau khi thôi chức chủ tịch tỉnh, đã lên Bắc Kinh đảm nhiệm một vị trí nhàn hạ không tiếng tăm, mức lương và cấp bậc vẫn được giữ nguyên, không có thực quyền trong tay, là một vị trí trong sạch thật sự, nhân đó dành thời gian để quản lý tài chính và việc nhà họ Ngô. Dường như điều đó cũng làm thay đổi tính cách của một con người, Ngô Tài Giang cười nói huyên thuyên ngày trước không còn nữa, Ngô Tài Giang bây giờ là một người kiệm lời, trầm tĩnh. Ông cụ Ngô nói rất nhiều, nhưng toàn là nói đến những chuyện vô bổ, chứ không hề nói đến chuyện chính. Sau khi ăn xong, cả mấy người ngồi lại uống trà, Liên Nhược Hạm lên lầu một mình. Lúc này phòng khách chỉ còn lại ba người, ông cụ Ngô mới bắt đầu đi vào vấn đề chính. Không phải tôi muốn giấu gì Nhược Hạm, nhưng nó không muốn nghe những chuyện liên quan đến chính trị nên không để nó nghe là tốt hơn hết. Người già thường hay nghĩ đến người khác hơn. Điều mà ông cụ Ngô làm cho Hạ Tưởng cảm động nhất chính là cái tình của ông ấy hơn hẳn Ngô Tài Dương. Tiểu Hạ, ông cụ Ngô từ từ hấp một ngụm trà rồi nói. Nên hành động rồi đó, nếu không đêm dài lắm mộng, nghỉ ngơi quá nhiều rồi, ý chí chiến đấu sẽ bị bào mòn dần. Hạ Tưởng không nói lời nào, đưa mắt nhìn Ngô Tài Giang. Ngô Tài Giang như lạc vào cõi khác, mắt lim dim nói nhỏ một câu. Tuổi trẻ tuy có bốc đồng nhưng chính là sức mạnh, Hạ Tưởng. Cậu hãy nắm lấy thời cơ. Hạ Tưởng không hiểu lắm tình trạng hiện tại của Ngô Tài Giang. Từ góc độ phục tùng cho sự nghiệp của gia tộc mà xem, bản thân y hy sinh một chút cũng là điều nên làm. Đồng thời từ tính cách của y mà xét, tiền đồ cũng không có gì gọi là quá sáng sủa, lui một bước chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa với tính cách của Ngô Tài Giang thì không thể chỉ vì một chút thất bại mà bi quan, tuy nhiên biểu hiện của y bây giờ có gì đó hơi khác lạ. Tình thương tuy tốt nhưng Giang Nam lại là đất lành, là đất anh hùng. Ông cụ Ngô uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Là nơi đất đai màu mỡ, sản vật phong phú, con người sống có tình, nhưng cũng không phải là nơi ở lâu dài, còn tỉnh Tề lại là quê hương của Khổng Mạnh, rất có triển vọng. Ông cụ Ngô có ý chê tỉnh Tương và tỉnh Đông Tam, muốn Hạ Tưởng đến tỉnh Tề, thật ngoài dự liệu của Hạ Tưởng, cho dù đó là địa bàn của gia tộc nhưng trước mắt ở tỉnh Tề không còn chỗ trống nào. Không thể bỏ một người ra để điền hắn vào được. Hạ Tưởng không cắt ngang lời ông cụ Ngô, chăm chú nghe tiếp. Tên phó tiên phong đó gần đây có vẻ quan tâm đến cậu, Tiểu Hạ, cậu chớ có mắc lừa y. Ông cụ Ngô vừa cười vừa nói, trên mặt không biểu lộ gì đang trách cứ phó tiên phong, mà là đang khen ngợi y. Cậu nghĩ thế nào, nói tôi nghe thử xem, cậu có thật sự muốn đi tỉnh Tương không? Hạ Tưởng quyết định trong nháy mắt. Tôi muốn đi tỉnh Tề. Tỉnh Tề là một nơi tốt, tôi thích Đại Minh Hồ. Lý do mà Hạ Tưởng đưa ra có hơi miễn cưỡng, nhưng hắn vừa dứt lời, ông cụ Ngô đã hiểu ý mỉm cười. Tôi không cần biết cậu có nói thật lòng không, xem như cậu đã đồng ý rồi nhé. Sau đó ông vỗ phạch lên ghế sofa rồi đứng dậy nói. Cứ quyết định như vậy nhé, chuẩn bị tốt nhân bánh sủi cảo, tất sẽ có một cái Tết tốt đẹp. Hạ Tưởng đưa ông cụ Ngô về phòng nghỉ ngơi, chờ cho ông cụ đi vào phòng. Hắn mới gật gật đầu với Ngô Tài Giang, đang chuẩn bị lên lầu tìm Liên Nhược Hạm thì Ngô Tài Giang lên tiếng. Tiểu Hạ, tôi có một câu này cần phải nói với cậu.
Hạ Tưởng liền quay người ngồi xuống. Chú ba, xin chú cứ nói. Tiếng gọi, chú ba, khiến cho Ngô Tài Giang thấy dao động, ông ta cố giữ nét mặt bình thản nhỏ giọng nói. Thế lực gia tộc, thế lực bình dân hay đoàn hệ đều được, nhưng phải nhớ một điều, lợi ích của bản thân mình là trên hết. Vào phòng của Liên Nhược Hãm nhưng Hạ Tưởng vẫn còn nghĩ đến câu nói của Ngô Tài Giang. Nếu Ngô Tài Giang chỉ tiện miệng mà nói thì không cần phải để ý làm gì, nhưng ông lại nói với vẻ mặt nghiêm túc lẫn chút đau khổ, như có ẩn tình gì ẩn chứa bên trong khiến hắn cảm thấy hoài nghi và lo lắng. Lẽ nào một nhà họ Ngô với vẻ ngoài hòa khí, bên trong lại ẩn chứa những mâu thuẫn cực kỳ nghiêm trọng. Nghĩ kỹ hơn chút nữa, trước tiên không nên quan tâm đến nội bộ nhà họ Ngô, hắn vốn chẳng muốn can dự vào nội bộ nhà họ Ngô. Nguyên tắc của Hạ Tưởng là dù nhà họ Ngô đối xử tốt đến đâu, ông cụ Ngô có tốt với hắn bao nhiêu, hắn cũng không nhúng tay vào công việc nội bộ của nhà họ Ngô. Nguyên tắc và giới hạn thì không thể nào thay đổi. Đối với việc đồng ý đi tỉnh Tề, bề ngoài Hạ Tưởng đồng ý một cách nhanh chóng, thật ra cũng chỉ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ, đôi khi không có sự lựa chọn nào cũng đau khổ, nhưng có quá nhiều sự lựa chọn lại càng đau khổ hơn. Trên thực tế, nói cho cùng thì về Nam hay Bắc thì không phải mình hắn quyết là được. Nếu ông Ngô đã nói về phía Đông thì chính là phía Đông, kết quả cuối cùng cũng chưa chắc đã như mong muốn của ông cụ Ngô. Liên Nhược Hãm có vẻ như đã ngủ say, thở đều, nằm nghiêng người, không thấy động tĩnh gì. Hạ Tưởng vừa cởi bỏ y phục, chuẩn bị nằm xuống, đã bị Liên Nhược Hãm trèo phóc lên người. Để em xem lâu nay anh có ăn vụng không? Cô ấy cười khúc khích, mắt long lanh, lại nhìn kỹ, quả nhiên không mặc áo lót. 30 tuổi khỏe như sói, 40 tuổi mạnh như hổ. Đàn bà 30 như hổ sói vậy, Hạ Tưởng đã bị sự hấp dẫn của Liên Nhược Hãm quyến rũ. Cũng lạ thật, chỉ có một mình Liên Nhược Hãm mới có thể khơi dậy ham muốn dục vọng trong hắn. Hạ Tưởng xoay người, nằm lên Liên Nhược Hãm, thân thể Liên Nhược Hãm thật đẹp, cô ấy rất kiên trì luyện tập. Cô ấy vốn đã có tố chất thể thao trong người, lúc trẻ đã có một vóc dáng rất chuẩn, đến bây giờ tuy đã hơn 10 năm nhưng vẫn giữ được dáng dấp như ngày nào. Cả Hạ Tưởng và Liên Nhược Hãm đều rất cuồng nhiệt. Sau khi thỏa mãn, Liên Nhược Hãm gối đầu lên tay Hạ Tưởng. Vệ Tân gần đây chẳng kinh doanh gì cả, nếu cô ấy rảnh thì bảo cô ấy đến phụ em một tay. Sau khi Hạ Tưởng đi khỏi Tần Đường, Vệ Tân cũng rời Tần Đường trở về thành phố Yến. Cô ấy không lên Bắc Kinh với Hạ Tưởng, bởi ở Bắc Kinh có quá nhiều con mắt nhòm ngó. Cô muốn chờ Hạ Tưởng xác định bước tiếp theo mới nói. Liên Nhược Hãm nhắc đến việc để Vệ Tân ở bên cạnh phụ mình không chỉ có một lần, nhưng lần nào Hạ Tưởng cũng đều từ chối, nhiều hơn một việc chi bằng giảm đi một việc. Hơn nữa Vệ Tân ở một mình quen rồi, cô ấy không muốn sống chung với người khác. Không ngờ Liên Nhược Hãm như đã có quyết định sẵn. Vài ngày nữa em sẽ đi thành phố Yến một chuyến, bàn bạc với cô ấy thử xem. Cô ấy còn trẻ, không thể sống mãi vậy được. Hạ Tưởng lười không muốn can thiệp vào sự quan tâm của Liên Nhược Hãm đối với Vệ Tân nữa, dần dần ngủ thiếp đi. Vốn tưởng trước Tết âm lịch tin tức sẽ truyền ra ngoài, không ngờ trước Tết, mọi thứ vẫn không có động tĩnh gì. Hạ Tưởng cứ tiếp tục làm tốt công việc của mình, duy chỉ có một cảm giác khác, đó là hình như Thủy Thiên có tình cảm hơn đối với hắn, thường tìm hắn để bàn công việc và tâm sự. Trong nháy mắt thì Tết đến, vào khoảng thời gian Tết, trong một lần gặp mặt lão cổ, Hạ Tưởng cuối cùng đã xác định được hướng đi, nơi đi và chức vụ của hắn, tất cả đều ngoài sự dự liệu của hắn. Chương 1275, Nam Tiến tỉnh Yến không địch thủ. Tết âm lịch năm 2010. Hạ Tưởng vội vàng đi một chuyến về Đan Thành để gặp mặt Chu Duệ Nhạc, cũng chỉ ở lại nhà có mấy ngày thì phải quay về Bắc Kinh, chứ không ở lại ăn Tết ở thành phố Yến. Chu Duệ Nhạc ở Đan Thành căn bản đã từng bước ổn định, dưới sự giúp sức của Bành Dũng, cũng dần nắm được đại cục trong tay, chỉ tội nghiệp cho Trần Khiết Văn thất thế, không chỉ bị sự kềm kẹp của Chu Duệ Nhạc mà còn bị Bành Dũng tính kế bức bách khiến cho chẳng còn sức nào mà đánh trả lại. Hơn nữa các thế lực sau lưng ở trong tỉnh cũng đã mất dần lòng tin đối với bà ta. Trần Khiết Văn đau khổ phát hiện ra rằng bà ta không chỉ không khống chế nổi cục diện ở Đan Thành, mà đến khả năng lùi một bước để có được sự đãi ngộ cho một cấp phó tỉnh cũng khó được. Tương lai trước mắt mù mịt, gần như đã thất vọng hoàn toàn, giờ chỉ chờ được chăng hay chớ. Hạ An dưới sự giúp đỡ của Chu Duệ Nhạc đã đảm nhiệm vị trí bí thư huyện ủy một cách thuận lợi. Tuy nói về chính trị vẫn còn nhiều điểm chưa thành thạo nhưng cũng có thể xem như ổn định. Với tuổi của y,
nếu từng bước khẳng định mình thì việc làm bí thư thành ủy là rất có khả năng. Hạ Tưởng cũng không muốn có quá nhiều sự trợ giúp đối với Hạ An, hãy để cho y làm việc hết sức, có cơ hội thì lên, không có cơ hội thì cũng không đặc biệt sắp xếp cho y. Giúp mạ chóng lớn, đôi khi lại làm hại nó. Bởi vì nếu sau này đấu tranh càng quyết liệt, vị trí của Hạ An càng cao, thì càng dễ dàng trở thành tầm ngắm cho các đối thủ công kích. Vợ chồng Tào Vĩnh Quốc cũng không về thành phố Yên ăn Tết, chỉ đến Đan Thành ở lại một ngày rồi về Bắc Kinh. Cơ bản Tết năm nay phần lớn thời gian Hạ Tưởng đều ở Bắc Kinh. Mọi thứ hình như đều rất ổn, những người cần gặp đều đã gặp cả. Tống Chiêu Độ, Trần Phong, Mã Vạn Chính, Tiền Cẩm Tùng, Diệp Thạch Sinh V.V., thậm chí cả Cổ Thu Thật, Trịnh Thịnh đều có gặp qua, nhưng những người kể trên đều không có ý kiến gì đối với hướng đi của Hạ Tưởng. Điều này cũng khiến Hạ Tưởng hiểu thêm rằng, hoặc là thứ bậc của những người kể trên chưa đủ để biết các thông tin cơ mật, hoặc là sự việc đang được bàn bạc, chưa đi đến kết quả thống nhất. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, bây giờ rốt cuộc hắn vẫn đang lưỡng lự giữa làm việc ở Trung ương đoàn, hay về địa phương, việc hắn ở Trung ương đoàn 3-4 năm cũng là lẽ thường tình. Chỉ có Tống Chiêu Độ có đề cập đến một chút. Trung ương đoàn rốt cuộc dù sao cũng không phải là một nơi có thể ở lâu dài, cậu chắc chắn phải đi, nhưng đi đâu thì tôi không biết được nên không có ý kiến gì. Mà cho dù đi đâu, tôi tin cậu cũng có thể đứng vững được. Những người còn lại chẳng đưa ra ý kiến gì, thậm chí còn có vẻ như đang giữ kín việc gì, khiến Hạ Tưởng hiểu rằng, chắc chắn thế lực phản đối đã ra tay. Đến ngay cả một người ngay thẳng như Cổ Thu Thật khi gặp hắn cũng chỉ vỗ vỗ vai, cười cười. Chúc mừng năm mới. Ngay đến ông cụ Ngô lúc trước nói trước Tết phải quyết định phương hướng cho hắn mới yên tâm ăn Tết, không ngờ ông cụ Ngô vẫn chưa thực hiện được lời nói đó, điều đó cho thấy phe chống đối mạnh đến cỡ nào. Hạ Tưởng nghĩ thầm. Ai nói được quan tâm nhiều là việc tốt cơ chứ? Thật ra cũng không có gì là khó lý giải. Thế lực gia tộc rất ủng hộ hắn, nhưng phe phản đối cũng có thế lực rất mạnh. Còn có một điều then chốt nữa, đó là thủ tướng có lập trường nửa vời, sự ủng hộ của Tổng Bí Thư đối với Hạ cũng chỉ là sự ủng hộ có giới hạn. Bởi dù sao hắn cũng không phải liên quan trực tiếp gì đến Tổng Bí Thư. Vì thế mà tạo nên sự đối lập giữa thế lực gia tộc với sức mạnh của phe phản đối. Tổng Bí Thư và Thủ tướng chỉ phẩy tay đứng nhìn cũng là nhằm tranh được lợi ích lớn nhất. Còn một điểm nữa đó chính là nơi đến do thế lực gia tộc đưa ra không phù hợp với lợi ích của Tổng Bí Thư, nên Tổng Bí Thư mới không thể đưa ra quyết định ủng hộ cho bất kỳ phe nào trong thời điểm then chốt. Ý kiến nhiều bên không thống nhất thì chỉ có thể gác lại đó thôi. May mà lúc gặp Lão Cổ đã xem như là nhìn thấy được chân tướng của sự việc. Mùng 7, Hạ Tưởng cố ý đến thăm Lão Cổ. Hắn đi một mình. Không mang theo tài xế mà tự lái xe đi. Lão Cổ vì chờ Hạ Tưởng mà khước từ không gặp nhiều khách đến thăm. Cổ Ngọc tự tay xuống bếp nấu ăn, cô còn mua một con vịt quay ở Toàn Tụ Đức. Hạ Tưởng thật không còn gì để nói, hắn thật sự không muốn ăn vịt quay, sao lại có sự nhầm lẫn này cơ chứ? Không thể nói ra thì đành im lặng vậy, không còn cách nào khác, việc khó nhất là phụ lòng của người đẹp. Tay nghề làm bếp của Cổ Ngọc có sự tiến bộ nhiều. Chắc gần đây đã bỏ nhiều công sức học hỏi. Gần đây cô cũng không ra nước ngoài, ở lại Bắc Kinh cùng Lão Cổ, xem ra có vẻ thoải mái, không cảm thấy có gì ngại ngùng với Hạ Tưởng nữa. Cổ Ngọc học nhiều về kỹ thuật nấu ăn và thêu thùa, tính tình dường như trầm tĩnh hơn. Lúc nhìn thấy Hạ Tưởng còn mỉm cười, dáng vẻ khuê các, khiến cho Hạ Tưởng muốn ngắm mãi, không ngờ Cổ Ngọc cũng có lúc nữ tính như vậy. Thức ăn cũng rất hợp khẩu vị, Hạ Tưởng ăn mấy miếng. Liền khen Cổ Ngọc vài câu, chủ yếu là xuất phát từ tấm lòng, nên cũng khiến cho hắn thấy cảm động. Hắn cũng biết rõ, người phụ nữ chú trọng đến sắc đẹp mới chỉ là giai đoạn đầu, giai đoạn thứ hai người phụ nữ sẽ vì người đàn ông của mình mà xuống bếp. Một người phụ nữ không thật sự muốn xuống bếp nấu ăn vì người đàn ông của mình chứng tỏ rằng tình yêu của cô ta dành cho người đàn ông đó chẳng được bao nhiêu. Lão Cổ sắc mặt tươi tỉnh, uống mấy ly rượu nhỏ, mặt mày hồng hào cả lên. Bỏ ly rượu xuống, nhấm một miếng vịt quay, rồi nói. Vừa nhiều dầu vừa ngán, khó ăn quá. Hạ Tưởng, sao cậu lại thích ăn thứ này vậy? Cổ Ngọc không vui, đưa đũa gắp một miếng vịt quay, cố ý bắt ép Lão Cổ ăn, không ăn cô ấy sẽ giận. Ông, vịt quay ngon vậy, ông phải ăn một miếng. Ông không ăn cháu không cho ông uống rượu nữa đâu. Lão Cổ không còn cách nào, đành cười khà khập. Trước đây có bao nhiêu người không dám tỏ thái độ tức giận trước mặt ông, cháu thì to gan thật đấy, dám cấm cả ông,
thật là chuyện ngược đời. Lão cổ vừa nói vừa cắn một miếng vịt quay, nhìn thấy Hạ Tưởng đang nín cười bên cạnh. Muốn cười thì cứ cười tự nhiên đi, đều là người nhà cả mà. Lão cổ rót thêm một ly rượu nói. Nào, tiểu Hạ, hai ông cháu ta uống ly nữa, không chừng sau này không có cơ hội ngồi uống với nhau thế này, cùng nhau uống cạn một ly rượu, nam tiến tỉnh yến không đối thủ. Hạ Tưởng nhận ra một điều. Hay là đi về phía nam? E là như thế đấy. Lão cổ đặt ly rượu xuống. Tôi cũng vừa nghe được, thủ tướng và tổng bí thư có lẽ đã chạm trán nhau rồi. Tổng bí thư và thủ tướng nắm quyền phán quyết hướng đi của hắn. Thật ra nếu không có một phe cánh nào khác phản đối, thì ý đồ của ông cụ Ngô hoàn toàn có thể được thực hiện một cách thuận lợi. Trong sự đối đầu giữa nhà họ Ngô và phe chống đối, thái độ của tổng bí thư và thủ tướng sẽ là cán cân để giữ thế cân bằng, cán cân nghiêng về bên nào, chắc chắn bên đó sẽ thắng. Vì thế, lão cổ vừa nói ra, Hạ Tưởng liền nhanh chóng xem xét và rút ra kết luận, sau khi các thế lực giằng co, cuối cùng cũng phá được cục diện bế tắc. Nam Tiến, phạm vi Nam Tiến quá rộng lớn, tỉnh Dự ở phía Nam, lĩnh Nam ở phía Nam, tỉnh Sở cũng ở phía Nam, tỉnh Tương cũng ở phía Nam, biết đi đâu đây? Lão cổ đoán được Hạ Tưởng đang do dự, cười cười lắc đầu. Bây giờ không dễ để lộ ra, hoặc là còn có thay đổi. Trong lòng cậu có tính toán sẵn là được rồi, bây giờ nói nhiều cũng không có tác dụng gì. Được, cho hắn một khoanh tròn để hắn ngắm trăng trong nước. Hạ Tưởng cười nói. Ở tỉnh Sở mới có thể phát huy hay sẽ thành công ở lĩnh Nam. Lão cổ nghe rõ Hạ Tưởng đang thăm dò đi tỉnh Sở tốt hơn hay đi lĩnh Nam tốt hơn bèn cười phá lên. Ông làm sao biết được, ông chỉ là một lão già chỉ biết lấy rượu làm bạn thôi, không quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự. Đúng lúc đó cổ Ngọc trừng mắt nhìn lão cổ. Ông đừng có giả bộ. Lão cổ cười phá lên, Hạ Tưởng cũng bật cười, không khí trở nên vô cùng thân thiết, trong cái ấm của ánh mặt trời cuối đông, còn có sự ấp áp của tình người. Tết năm nay cũng là cái Tết Hạ Tưởng đón một cách thanh thản vui vẻ nhất. Ngày mồng 8 đi làm đã có không ít tin đồn thổi lan đến, thật giả đều có. Điều này khiến Hạ Tưởng hiểu rằng cho dù ở Bắc Kinh, cho dù đến cấp tỉnh, những tin đồn liên quan đến tuyên chuyển công tác đều không thiếu, thậm chí còn có những tin đồn cho rằng Thủy Thiên sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh của một tỉnh nào đó, còn Hà Na sẽ tiếp quản vị trí bí thư thứ nhất của Trung ương đoàn. Hạ Tưởng ngoài cười trừ ra còn biết làm gì nữa. Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn, không phải là thân tín của Tổng Bí thư thì không thể nào đảm nhiệm được. Hắn còn lâu mới trở thành thân cận của Tổng Bí thư được. Qua hết rằm tháng giêng, các bộ phận công tác bắt đầu đi vào nề nếp. Và cũng dần bận rộn hẳn lên. Đồng thời, những tin đồn Hạ Tưởng sắp được điều động càng nhiều, phải chăng có người cố ý phao tin hay vô ý để lộ ra. Dù sao khắp Trung ương đoàn đều biết Hạ Tưởng sắp được thuyên chuyển công tác. Hạ Tưởng ở vào trung tâm của bão, nhưng lại càng bình tĩnh hơn hết. Hắn biết việc gì nên đến sẽ đến, sợ hãi chi bằng ung dung đón nhận, dù sao chờ đợi cũng đã quá lâu rồi. Đi về phía Nam là chắc chắn rồi. Còn rốt cuộc đi đâu vẫn chưa ngả ngũ, cũng đã mấy lần nói chuyện riêng với ông cụ Ngô, nhưng ông cụ Ngô chỉ nói một câu. Đi đâu và làm gì là hai việc, chắc chắc trong đó phải có một việc quyền quyết định là ở tôi. Một tuần sau, Phó Tiên Phong chính thức trở thành chủ tịch tỉnh Tương, hoàn thành bước tiến mang tính quyết định trong sự nghiệp chính trị của ông ta. Từ phó chủ tịch tỉnh lên chủ tịch tỉnh là một lần thăng tiến quan trọng. Vì thế, thực lực nhà họ Phó cũng tăng lên nhiều. Bỏ lại nhà họ Khâu ở phía sau, vững vàng ngồi ở ghế thứ ba. Thậm chí có quyền đối đầu với nhà họ Mai. Không thể không nói rằng, lần này Phó Tiên Phong xoay chuyển từ Phó Chủ tịch tỉnh lên Chủ tịch tỉnh tốc độ rất nhanh, đồng thời nắm được chính quyền tỉnh Tương đã khiến cho không ít người kinh ngạc. Trịnh Thịnh, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương là người của đoàn hệ, nguyên Chủ tịch tỉnh cùng phe với Thủ tướng. Do đã đến tuổi phải về hưu, vốn tưởng rằng có thể sẽ nhờ Thủ tướng để được làm tiếp. Không ngờ sức mạnh của thế lực gia tộc đã chen vào, lấy mất chiếc ghế chủ tịch tỉnh. Như thế, ở tỉnh Tương hình thành cục diện đoàn hệ và thế lực gia tộc cùng nắm quyền, tinh tế mà cân bằng. Nhưng không ai ngờ được rằng, việc thay đổi nhân sự ở tỉnh Tương lại có nhiều biến động như vậy. Tiếp theo đó là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tương được điều đi đảm nhiệm chức ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, chống một vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, khiến bao kẻ dòm ngó. Tỉnh Tương từ sau khi Trịnh Thịnh lên làm bí thư thì được xem như là địa bàn của đoàn hệ. Bây giờ đột nhiên chiếc ghế chủ tỉnh bị Phó Tiên Phong,
con cháu của một gia tộc lớn tranh mất là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nhiều người. Bây giờ việc quan trọng là người ngồi vào vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, sẽ là người của thế lực nào đây? Sau đó, quyết định của Trung ương khiến nhiều người kinh ngạc. Thông qua sự phê chuẩn của Trung ương, ban tổ chức cán bộ Trung ương đồng ý, đồng chí Hạ Tưởng sẽ đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, thường ủy viên tỉnh ủy tỉnh Tương. Lại là Hạ Tưởng, giới truyền thông cả nước đều được một phen kinh ngạc, sao có thể như thế được? Một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh mới 34 tuổi là điều chưa hề xảy ra trong nước, và từ trước đến nay cũng chưa bao giờ có tiền lệ này. Liên tưởng đến việc Hạ Tưởng vừa là người của thế lực gia tộc, vừa có kinh nghiệm công tác ở Trung ương đoàn. Lần này hắn đi tỉnh Tương, đột nhiên khiến cho cục diện ở tỉnh Tương khó bề nắm bắt được. Chương 1276, Núi Cao Đường Hiểm. Trước khi bổ nhiệm chính thức được công bố, Hạ Tưởng đã biết trước kết quả, hơn nữa, đã từng cùng bàn luận vấn đề này với ông cụ Ngô và Ngô Tài Dương. Lần này có thể đến tỉnh Tương nhậm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật là nhờ ông cụ Ngô ra sức giúp đỡ, đến tỉnh Tương đúng thực là ý đồ của Tổng Bí Thư. Mặc dù lực lượng phản đối rất mạnh và kiên quyết nhưng tại thời điểm quyết định, Thủ tướng cũng cẩn thận bày tỏ thái độ ủng hộ, cuối cùng mới nhất trí thông qua. Có điều, đối với việc Hạ Tưởng được đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh khi đó vẫn từng có tranh luận kịch liệt. Phe phản đối nói là, Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, lại chưa từng có kinh nghiệm làm việc ở ủy ban kỷ luật, từ trước đến giờ làm gì có tiền lệ nào cho một người trẻ mới có 34 tuổi, đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh đâu. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh là chức vụ quan trọng, ở trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật có ảnh hưởng rất đặc biệt, hơn nữa còn có tính độc lập tương đối lớn, nắm trong tay quyền lực cũng rất lớn. Đem quyền giám sát và kỷ luật lớn như thế giao vào tay một người mới có 34 tuổi sẽ rất khó phục chúng, hơn nữa sẽ khiến người khác nghi ngờ tính nghiêm túc dùng người của Trung ương. Nghe nói, chẳng những là tranh luận vô cùng kịch liệt, trong lời nói khi đó còn nồng đậm mùi thuốc súng. Hai bên tranh luận, bên nào cũng tự cho mình là đúng, do vậy không ai nhường ai, phe phản đối nhất quyết nắm lấy vấn đề tuổi tác và lý lịch kinh nghiệm của Hạ Tưởng còn ít, tuổi trẻ như vậy. Để một người mới có 34 tuổi đảm nhiệm chức vụ vô cùng quan trọng như chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh thật giống như trò đùa. Phe ủng hộ lại lấy năng lực công tác xuất sắc, tác phong vững vàng cùng với tố chất chính trị của Hạ Tưởng, cộng thêm việc lấy Hạ Tưởng là cán bộ trẻ tuổi nhất trong nước làm đến cấp phó bộ trưởng làm ví dụ chứng minh. Cũng đưa ra tư tưởng chỉ đạo chọn lựa cán bộ ở thời đại mới của Tổng Bí Thư, đối chọi gay gắt với phe phản đối. Đến khi tranh luận lên đến cao trào, Tổng Bí Thư rốt cục mới lên tiếng. Hạ Tưởng tuy trẻ tuổi, lại ít kinh nghiệm nhưng cũng không nên lấy đó làm chướng ngại cản trở cán bộ thăng tiến. Có một số đồng chí không hiểu rõ việc Hạ Tưởng được đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật ở tỉnh Tương, lại nói là đề nghị cầu thả, tôi chỉ nói một câu, đó là tôi hoàn toàn yên tâm với năng lực khảo sát cán bộ của ủy ban kỷ luật Trung ương, cho dù còn trẻ tuổi, cũng hoàn toàn có thể đảm đương được trọng trách. Tổng Bí Thư nói chuyện ngữ điệu tuy thong thả giống nhau nhưng mỗi lời nói ra lại mạnh mẽ, dứt khoát vô cùng, khiến cho tất cả những kẻ phản đối đều á khẩu, không nói được câu nào. Điều mà ai cũng không ngờ đến, đó là, năm đó, Hạ Tưởng sau khi trải qua chỉnh đốn, vượt qua thử lửa, tôi luyện thành một khối kim loại cứng chắc, giúp cho Hạ Tưởng bước lên vai của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, mượn lực mà đi lên, mới có thể đảm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh tuyệt đối là một vị trí quan trọng. Đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật là ý đồ của thế lực gia tộc nhưng chuyện đến tỉnh Tương lại là gợi ý của Tổng Bí Thư. Hai cái kết hợp với nhau, khiến cho người khác không khỏi suy đoán, hiếm thấy khi nào Tổng Bí Thư và thế lực gia tộc lại có cùng tư tưởng như trong chuyện của Hạ Tưởng lần này. Chẳng nhẽ, Hạ Tưởng thành công có khả năng là nhờ trở thành cầu nối giữa Tổng Bí Thư và thế lực gia tộc. Mặc kệ bên ngoài suy đoán thế nào, Hạ Tưởng đối với việc hắn được đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, vẫn là nửa mừng nửa lo. Mừng chính là, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh chẳng những cao hơn trưởng ban thư ký tỉnh mà còn cao hơn cả trưởng ban tổ chức cán bộ, gần với phó bí thư, ở tỉnh ủy là chức vụ rất đặc biệt, chỉ kém phó bí thư có một bước. Hơn nữa đã từng có không ít trường hợp chủ nhiệm ủy ban kỷ luật được thăng nhiệm thẳng lên chủ tịch tỉnh. Có thể nói, chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh so với các chức vụ khác mà hắn mong muốn lại càng có sức nặng hơn, cũng lại càng gần với cấp bộ trưởng hơn. Đoán chừng cũng là nhờ ông cụ Ngô sau khi nhận định tình hình liền bắt lấy cơ hội, đánh một cú trúng đích. Lo chính là,
chuyện đến Tỉnh Tương chỉ sợ chính là Tổng Bí Thư quan sát và khảo nghiệm hắn, hắn ở giữa Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong nhất định phải có lập trường rõ ràng, ủng hộ Trịnh Thịnh hay là nghiêng về Phó Tiên Phong, phải làm như thế nào chính là vấn đề khó khăn đầu tiên mà hắn gặp phải sau khi nhận chức. Đương nhiên, Hạ Tường cũng rất vui mừng khi có thể nhận chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cùng lúc có thể gần nhất tiếp cận cấp bộ trưởng. Mặt khác, sau khi bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra một phen, chẳng những hắn bình yên vô sự, lại còn một bước thăng tiến, trở thành chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật của một tỉnh, khẳng định là thể diện của cấp trên trong Ủy ban Kỷ luật Trung ương sẽ không được tốt. Thực ra, ở phía sau việc bổ nhiệm một người, đều có những tính toán rất gay gắt và ý nghĩa chính trị sâu xa, lần này đi Tỉnh Tương, chỉ sợ là tương giang nước sâu, nước xiết, sóng lớn. Hơn nữa nếu muốn làm tốt chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, để đạt được thành tích, tất phải kéo vô số cán bộ xuống ngựa, có thể nói chính là chiến trường bốn phía đều có thuốc súng. Nếu không điều tra những vụ án lớn, thì là tầm thường không có năng lực, nếu như điều tra những vụ án lớn thì sẽ đắc tội với rất nhiều người. Nhất là với cương vị chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, một khi đã điều tra thì đều là điều tra cán bộ cấp phó giám đốc sở hay giám đốc sở trở lên, nói không chừng đứng sau lưng cán bộ cấp sở nào đó lại là một quan chức ở thủ đô. Trước kia, hắn chỉ là bí thư thành ủy, đối với một số việc tham ô hủ bại, có thể mắt nhắm mắt mở, bất tại kỳ vị, bất ngưu kỳ chính không ở đúng vị trí thì không bàn chuyện chính sự, nhưng hiện tại hắn là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nếu gặp phải án lớn mà không điều tra, hắn sẽ không còn là một Hạ Tường lòng mang ý chí vì dân trừ hại nữa. Bởi vậy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tuy là quyền cao chức trọng nhưng thực tế vẫn là núi cao đường hiểm. Chấm, bổ nhiệm xong, Hạ Tường đến Trung ương đoàn làm thủ tục bàn giao, chuẩn bị ít ngày nữa khởi hành tới Tỉnh Tương nhận chức vụ mới. Lúc ở Trung ương đoàn từ biệt, Thủy Thiên tươi cười thản nhiên, nắm tay Hạ Tường, nói. Bí thư Hạ, anh với tôi đã làm việc chung với nhau một thời gian, tuy rằng không lâu, nhưng cũng đáng để cho người ta hoài niệm. Lần này đi Tỉnh Tương, bí thư Trịnh đặt nhiều kỳ vọng vào anh, tôi cũng tặng anh một câu. Cảm ơn bí thư Thủy đã quan tâm. Hạ Tường trả lời nghiêm chỉnh, chức vụ Thủy Thiên cao hơn hắn, lại là người tài năng nhất ở đoàn hệ, sau này nhất định sẽ tỏa sáng, tất nhiên phải quan hệ thật tốt. Tôi mượn một câu nói của cổ nhân tiễn biệt bí thư Hạ. Thủy Thiên nghiêm túc nói. Quan không sợ ta nghiêm mà sợ ta liêm chính, dân không phục tài năng của ta mà phục sự công bằng, chính trực của ta, ta công bằng thì dân không dám coi thường, liêm chính thì quan không dám bắt nạt. Công bằng sinh nghiêm minh, liêm chính sinh uy đức. Mặc dù lời nói của Thủy Thiên có phần khách sáo nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa, liên hệ đến việc Hạ Tưởng đi nhận chức lần này, sẽ có nhiều thứ đáng để suy nghĩ. Thời gian Hạ Tưởng đi nhận chức còn khoảng 3 đến 5 ngày nữa, trong lúc này, những người biết tin đều gọi điện thoại đến chúc mừng hoặc là tự mình đến thủ đô gặp mặt Hạ Tưởng. Tống Chiêu Độ không đến được, ông ta bận việc không thể đi khỏi, chỉ gọi một cú điện thoại, nói vài câu ngắn gọn. Tống Chiêu Độ rất vui mừng khi thấy Hạ Tưởng đi Tỉnh Tương đảm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Tuy nhiên, ông ta cũng không nói thêm nhiều, để Hạ Tưởng tính toán rồi mới hành động. Đương nhiên, Tống Chiêu Độ biết được chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh tuy rằng rất có sức nặng nhưng cũng lại rất dễ dàng đắc tội với người khác, hơn nữa lại có khả năng là một chức vụ không tốt cho cả hai bên. Cũng may, người nhận chức là Hạ Tưởng nên ông ta khá yên tâm, Hạ Tưởng có thể đảm nhiệm tốt chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh này. Tuy nhiên, Tống Chiêu Độ vẫn có chút lo lắng bởi vì ông ta không hiểu rõ lắm cục diện và các thế lực ở Tỉnh Tương, tuy nói đại khái cũng biết được một ít, nhưng lại không đủ để phân tích cụ thể tình huống, lần này Hạ Tưởng gặp phải vấn đề khó khăn không nhỏ. Trước khi Hạ Tưởng rời khỏi thủ đô đều cùng Trần Phong và Cổ Thu Thật gặp mặt một lần. Trần Phong vẫn như trước đây, vừa thấy Hạ Tưởng liền tỏ ý chúc mừng, đối với việc Hạ Tưởng cùng đoàn hệ và thế lực gia tộc quản lý Tỉnh Tương. Trong lòng Trần Phong đương nhiên rõ ràng là kết quả của việc tính toán chính trị. Đối với Hạ Tưởng mà nói, lần này đi Tỉnh Tương, không chỉ là vừa mừng vừa lo mà hơn nữa, con đường phía trước rất hiểm trở, cục diện diễn biến phức tạp không thể đoán trước. Cửa ải quan trọng tiếp theo hắn phải vượt qua là từ phó bộ đến chính bộ, chẳng những phải tìm được một đội tốt, hơn nữa còn phải quan hệ tốt, đứng giữa đoàn hệ và thế lực các gia tộc. Trần Phong không nhắc nhở hay ám chỉ gì nhiều với Hạ Tưởng. Chỉ ngầm nhắc tới đoàn hệ không giống với hệ bình dân. Hệ bình dân tuy rằng cũng được coi là một hệ nhưng thứ nhất là không lớn mạnh như đoàn hệ, thứ hai là không có người đứng ra quyết định mọi việc. Do vậy, nếu so sánh ba hệ này với nhau, đoàn hệ,
hệ bình dân và hệ gia tộc thì hệ bình dân là lực lượng yếu nhất. Nếu nói về xuất thân thì Trần Phong cũng là dân thường, nhưng sau khi Trần Phong được điều đi đảm nhiệm thị trưởng thành phố Sơn Thành, lại có xu hướng dựa vào tổng bí thư, đợi đến khi ông ta đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, thì không còn là Trần Phong xuất thân từ đoàn hệ, đã hoàn toàn bị người ta cho rằng là thuộc về phe tổng bí thư. Nhưng bất luận là có cùng một hệ hay không, cũng không ảnh hưởng đến quan hệ gắn bó giữa ông ta và Hạ Tưởng. Bởi vậy, Trần Phong gặp mặt Hạ Tưởng, hoàn toàn là để tiễn biệt Hạ Tưởng sắp đi tỉnh Tương nhận chức, mặc dù không phải long trọng đưa tiễn, nhưng cũng là dặn dò từ tận đáy lòng. Tất nhiên, với tư cách là bạn bè và là đàn AMH, Trần Phong sẽ không trực tiếp khuyên bảo Hạ Tưởng hoàn toàn nghiêng về phía Tổng Bí Thư, hiện tại, hoàn toàn nghiêng về phía Tổng Bí Thư cũng không phải là hành động sáng suốt. Tổng Bí Thư tuy rằng nắm chức vụ cao nhất, nhưng 2 năm nữa sẽ hết nhiệm kỳ và Quan Viễn Khúc sẽ chính thức tiếp nhận chức vụ này, mà Quan Viễn Khúc lại xuất thân từ thế lực gia tộc. Trần Phong cũng chỉ nói mấy câu tán gẫu rồi lại cùng Hạ Tưởng nói đùa một chút, lại đơn giản nói như thế nào để làm tốt công tác của một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Là bí thư tỉnh ủy và huynh trưởng, cho dù Trần Phong ở góc độ của cấp trên hay góc độ của người thân, lời của ông ta, Hạ Tưởng cần phải để tâm lắng nghe. Hạ Tưởng hiểu được suy nghĩ của Trần Phong, cũng không nhắc đến chuyện đi tỉnh Tương sắp tới, chỉ ôn lại chuyện xưa và nói chuyện phiếm thôi. Lúc chào tạm biệt, Trần Phong nói một câu. Ở tỉnh Tương tôi không quen biết ai, nếu không có thể giới thiệu cho cậu 1-2 người cũng tốt. Tuy nhiên ở tỉnh Tương cậu cũng không phải là không quen biết ai, chủ tịch tỉnh phó cũng không phải là người lạ. Hạ Tưởng cười ha hả, nói không phải là người lạ quả nhiên thỏa đáng. Phó Tiên Phong trông cậy vào hắn đến tỉnh Tương trợ giúp gã một tay, không phải khờ dại, cũng không phải ngây thơ, mà là gã nhất quyết cho rằng hắn là dòng chính của thế lực gia tộc. Mà chỉ sợ Trịnh Thịnh cũng có cùng ý nghĩ như vậy đối với hắn. Hạ Tưởng cũng không rõ ràng lắm, trong quá trình rắc rối để hắn đi đến tỉnh Tương, khẳng định cũng là do Trịnh Thịnh tạo một phần ảnh hưởng. Trịnh Thịnh suy nghĩ sâu xa, so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn, đồng thời cũng mang đến cho hắn một lần thử thách vô cùng ác liệt. Gặp mặt Cổ Thu Thật lại có một số điều khiến Hạ Tưởng không ngờ. Hạ Tưởng trước đó đã nhận được điện thoại của Cổ Thu Thật. Cổ Thu Thật đầu tiên là chúc mừng hắn được nhận chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, sau đó lại nói ông ta có khả năng không đến thủ đô kịp, nên không thể tiễn biệt hắn. Không ngờ, 2 ngày sau đó, Cổ Thu Thật đột nhiên lại gọi đến, nói ông ta đã đang ở thủ đô. Lúc này, cách Hạ Tưởng nhận chức chỉ có 1 ngày, Hạ Tưởng một bên phải làm thủ tục giao nhận, một bên phải thu dọn hành lý, lại còn phải từ biệt người thân, bận tối mắt tối mũi, do vậy gặp mặt Cổ Thu Thật cũng rất vội vàng. Hạ Tưởng thấy Cổ Thu Thật vội vội vàng vàng, biết là ông ta vì hắn mới đến thủ đô một chuyến, trong lòng hiểu rõ, lần này đi tỉnh Tương, ảnh hưởng của hệ bình dân đối với hắn càng ngày càng ít mà phe tổng bí thư ngày càng gia tăng việc bố trí và khống chế đối với hắn. Thậm chí, trong đầu Hạ Tưởng còn hiện lên một ý niệm, đó là phỏng đoán theo cách cư xử khác biệt của Cổ Thu Thật và Trịnh Thịnh đối với hắn, chẳng nhẽ là một kẻ đấm, một người xoa. Chương 1277, bắt đầu nhậm chức. Gặp mặt Cổ Thu Thật thực ra không đề cập đến một câu chính sự nào, chỉ là uống trà, nói chuyện khoảng nửa tiếng, sau đó liền bắt tay từ biệt. Đến cuối cùng, Cổ Thu Thật nói một câu đầy ẩn ý. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật như thế nào cũng là một thử thách không nhỏ, Hạ Tưởng, cậu phải nhìn đường cho tốt rồi hãy bước đi. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng cùng với đích thân trưởng ban tổ chức trung ương Ngô Tài Dương cùng đi, từ thủ đô bay đến tỉnh Tương, nhận chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Tỉnh Tương nằm ở vùng Trung Du Nam Bộ Trường Giang, có sông Tương Giang theo hướng Nam Bắc, bởi vậy mới có tên gọi là tỉnh Tương. Có truyền thuyết rằng, lưu vực sông Tương Giang trước đây có rất nhiều cây phù dung, nhà thơ lớn đời Đường Đàm Dụng Chi từng có câu thơ, gió thu vạn dặm phù dung quốc, do vậy tỉnh Tương còn có danh xưng là phù dung quốc. Ở tỉnh Tương, thành phố Tương Giang còn có tên gọi khác là Tinh Thành, Thiên Hạ Triều Đô, là một thành nổi tiếng trong lịch sử văn hóa quốc gia. Được hưởng mỹ danh là đô thị hạnh phúc của Trung Quốc hay đô thị lớn mạnh của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Hạ Tưởng thấy, đô thị hạnh phúc chỉ là một cách nói mà thôi, kỳ thật bên trong không có ý tốt. Ở tỉnh Tương, ngành giải trí rất phát triển, nhất là các chương trình giải trí trên TV, ở trong nước nổi tiếng vô cùng, thậm chí thiếu chút nữa còn đè lên đầu CCTV. Nói đi lại có nói lại, ngành giải trí phát triển vượt mức cũng đã giúp kinh tế tỉnh Tương tăng trưởng không ít. Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương sử dụng chuyên cơ,
vừa hạ cánh, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương Trịnh Thịnh, Chủ tịch tỉnh Phó Tiên Phong cùng với toàn bộ ủy viên thường vụ tỉnh ủy, người phụ trách bốn bộ máy chủ yếu toàn bộ đều đến đông đủ. Thứ nhất bởi vì Ngô Tài Dương đích thân tới, đối với ủy viên Trung ương Bộ Chính trị, phải có quy cách tiếp đãi tương ứng. Thứ hai là ở trong tỉnh ủy tỉnh Tương, chức vụ của Hạ Tưởng cũng rất quan trọng, ở hội nghị thường vụ Trung ương xếp ở hàng gần đầu. Mặc dù không ít người đã sớm biết Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, nhưng khi chính thức gặp mặt thì vẫn thầm giật mình, thật đúng là còn trẻ quá. Mỗi người đều tự nhận là có kinh nghiệm trên quan trường, nhưng cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy một cán bộ cấp phó tỉnh trẻ tuổi như vậy, nói đúng hơn là, một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trẻ tuổi như vậy. Trịnh Thịnh trước là đến bắt tay Ngô Tài Dương, trong lúc ông ta và Ngô Tài Dương nói chuyện, mặt luôn lộ vẻ tươi cười, hết sức nhiệt tình, thậm chí còn có lúc nhẹ nhàng thì thầm vài câu, ra vẻ quan hệ giữa ông ta và Ngô Tài Dương chặt chẽ như thế nào, quan hệ cá nhân thân mật ra sao. Người không biết, còn tưởng rằng hai người là tri kỷ. Kỳ thực, trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ, Ngô Tài Dương và Trịnh Thịnh không hề có bất kỳ quan hệ cá nhân nào. Ngược lại, khi Phó Tiên Phong bắt tay Ngô Tài Dương, lại chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói một câu nào, tuy rằng hai người ngoài mặt rõ ràng là tươi cười, nhưng người bên ngoài nhìn vào lại như là hai người chỉ là quan hệ công việc rất lạnh nhạt. Kỳ thật, lấy cấp bậc của Hạ Tưởng, Chủ tịch tỉnh hay Bí thư tỉnh ủy không phải tự mình ra đón, càng không cần một trưởng ban tổ chức trung ương đích thân dẫn đi nhậm chức, nhưng quy củ là chết, sự việc mới là sống. Ngô Tài Dương cố ý tự mình đi đến, vừa là đề cao Hạ Tưởng, vừa là có dụng ý khác. Tỉnh Tương, sau khi Phó Tiên Phong đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh, liền trở thành nơi tranh chấp giữa thế lực gia tộc và đoàn hệ. Tổng Bí thư sắp hết nhiệm kỳ, cần phải tăng cường sắp xếp. Hơn một nửa nhân vật số 1, số 2 cấp tỉnh trong cả nước đều thay đổi trong một lần sẽ làm biến động cả nửa đất nước. Sắp tới, Quan Viễn Khúc tiếp nhận chức vụ, khẳng định sẽ phải gấp rút thu hồi thế lực đã mất. Là một nhân vật đại diện cho thế lực gia tộc, Phó Tiên Phong được đảm nhiệm Chủ tịch tỉnh tỉnh Tương, cũng có nghĩa thế lực gia tộc bắt đầu phản kích toàn diện. Chờ cho đến khi Quan Viễn Khúc chân chính nắm được quyền lực lớn, sẽ càng khẩn trương thu quyền, tất sẽ dẫn đến một cuộc điều chỉnh nhân sự lớn. Đương nhiên, Quan Viễn Khúc sẽ không quá mức vội vàng, khẳng định sẽ chậm rãi hành động. Tuy nhiên Quan Viễn Khúc và Tổng Bí Thư không giống nhau, sau khi Tổng Bí Thư lên được vị trí cao nhất, vẫn phải chịu nhiều hạn chế, hơn nữa, không có nhiều người ủng hộ ông ta, do vậy phải mất một thời gian khá dài mới có thể nắm quyền toàn diện. Còn phía sau Quan Viễn Khúc lại có cả một thế lực gia tộc khổng lồ làm hậu thuẫn, bởi vậy, sau khi nhậm chức, chỉ cần dùng thời gian 2 năm là có thể nắm vững cục diện. Khi Phó Tiên Phong đến tỉnh Tương, có thể một bước phù chính, sau lưng khẳng định được ông cụ Ngô ngầm đồng ý, thậm chí còn có thể có Quan Viễn Khúc giúp đỡ, nói không chừng là do thế lực gia tộc bố trí từ lâu. Nhưng Hạ Tưởng cũng biết, tình hình ở tỉnh Tương, rất phức tạp. Nếu nói Bí thư tỉnh ủy Trịnh Thịnh là người của đoàn hệ, Chủ tịch tỉnh Phó Tiên Phong là người của thế lực gia tộc, thì Phó Bí thư tỉnh ủy Diệp Thiên Nam lại là người của Thủ tướng. Trên máy bay, tuy rằng Ngô Tài Dương không nói nhiều lắm nhưng vẫn để lộ cho Hạ Tưởng biết một vài điều. Ví dụ như Phó Bí thư tỉnh ủy Diệp Thiên Nam là thân tín của Thủ tướng, Hạ Tưởng phải đối đãi thận trọng, còn trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lương Hạ Ninh lập trường không rõ ràng, là đối tượng mà Hạ Tưởng cần phải tranh thủ. Sau khi từ trường Đảng Trung ương trở về, Lương Hạ Ninh liền được thuyên chuyển từ trưởng ban thư ký tỉnh ủy sang đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy do Trịnh Hải Kỳ đảm nhận. Trịnh Hải Kỳ năm nay 36 tuổi, chỉ lớn hơn Hạ Tưởng 2 tuổi, luôn luôn công tác ở trong hệ thống của đoàn hệ, hoàn toàn xuất thân từ đoàn hệ, nguyên là bí thư đoàn thanh niên tỉnh tỉnh Tương, một bước thăng tiến từ giám đốc sở lên phó tỉnh, được coi là cán bộ cấp phó tỉnh ít tuổi nhất trong nước. Nghe nói, Trịnh Hải Kỳ có thể một bước từ giám đốc sở lên được phó tỉnh, là nhờ có Trịnh Thịnh ở phía sau ra sức đề cử, cuối cùng mới có thể khiến Trịnh Hải Kỳ trở thành cán bộ cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất ở tỉnh Tương. Nếu không phải Hạ Tưởng đến tỉnh Tương, Trịnh Hải Kỳ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu người trẻ tuổi tài năng nhất tỉnh Tương. Chỉ tiếc là Hạ Tưởng lại đến đây, chẳng những khiến anh ta mất đi ưu thế về tuổi tác, mà còn làm mờ nhạt đi vị trí ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy của anh ta. Hạ Tưởng ít hơn Trịnh Hải Kỳ 2 tuổi, nhưng lại là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, so với trưởng ban thư ký tỉnh ủy chẳng những có quyền lực lớn hơn mà sức nặng cũng lớn hơn rất nhiều. Ngô Tài Dương không nói gì thêm về lập trường và bối cảnh của các ủy viên thường vụ khác,
Hạ Tưởng cũng không nắm được nhiều lắm nhưng vài điểm đó cũng đã đủ để khiến hắn thấy rõ được thế cục. Tuy nói hình dung tình tương là, đầm rồng, hang hổ, là thì quá khoa trương nhưng dùng bốn chữ, khó bề phân biệt, để so sánh với tình trạng hiện nay của tình tương thì chính xác tuyệt đối. Chấm, khi Hạ Tưởng bắt tay cùng Trịnh Thịnh cũng không biểu lộ gì nhiều, chỉ mỉm cười và nói vài câu khách sáo, rồi vỗ vỗ vai Hạ Tưởng để tỏ vẻ thân thiết và hoan nghênh. Hạ Tưởng bắt tay Phó Tiên Phong, Phó Tiên Phong cũng không có nhiều lời, khi quan hệ đã gần gũi đến một mức độ nào đó, thì cũng không cần phải thể hiện trước mặt người khác. Tuy nhiên, Phó Tiên Phong vẫn nói một câu thân thiết. Chủ nhiệm Hạ đi đường mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi cho tốt, có tinh thần tốt mới có thể làm việc được. Khi Hạ Tưởng bắt tay Diệp Thiên Nam tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình, lôi kéo tay Hạ Tưởng, hỏi han rất nhiều, từ công việc đến cuộc sống, đều rất quan tâm. Diệp Thiên Nam năm nay 49 tuổi, trông có vẻ trẻ trung, không béo không gầy, vóc dáng trung bình, đầu hơi hói một chút, các phương diện khác coi như hoàn toàn chỉnh chu, có thể nói trong số các cán bộ thì dáng dấp và tướng mạo đều từ bậc trung trở lên. Hạ Tưởng cũng khách sáo nói vài câu với Diệp Thiên Nam, không có gì sâu xa. Hiện tại lập trường của anh ta không rõ ràng, đến tỉnh tương, theo trung ương đoàn nhảy dù thẳng vào, trên trán có dán mác đoàn hệ. Nhưng đến khi anh ta thăng tiến đến cấp phó tỉnh, thế lực gia tộc lại đưa anh ta lên làm ủy viên thường vụ tỉnh Yến. Mặt khác, hành động của anh ta lại nghiêng về phía bình dân, do vậy, khi anh ta đến tỉnh tương vừa trở thành đối tượng được tranh thủ khắp nơi, vừa trở thành đối tượng bị đề phòng khắp nơi. Trên thực tế, anh ta giống như người đang ở trong dòng nước xoáy, dường như rất được hoan nghênh nhưng chỉ sơ sẩy một chút là liền có thể bị cuốn vào trong lợi ích và giằng co ở khắp nơi. Đồng thời, Hạ Tưởng cũng hiểu rõ, hắn đến tỉnh tương lần này, sẽ gặp phải hai thử thách lớn, thứ nhất là phải lựa chọn phe cánh, phải tỏ rõ lập trường chính trị và khuynh hướng, thứ hai là trong khi đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, phải đạt được thành tích có đủ sức thuyết phục, nếu không, con đường đi của hắn sẽ rất gian nan và hiểm trở. Bắt tay với Lương Hạ Ninh cũng rất nhiệt tình, lại cùng Hạ Tưởng nói đùa vài câu. Khi còn ở trường đảng, tôi đã nghĩ, nếu chủ nhiệm Hạ có thể đến tỉnh tương, nhất định là điều vô cùng may mắn, không ngờ, lại thật sự có cơ hội được làm việc với chủ nhiệm Hạ, ha ha, tôi rất mong chờ. Lương Hạ Ninh tiến lên cấp phó tỉnh sớm hơn Hạ Tưởng, thời điểm còn ở trường đảng Trung ương, Hạ Tưởng thâm tàng bất lộ, tuy nói không ít người kinh ngạc khi thấy hắn sớm được vào danh sách lên phó tỉnh, nhưng lúc đó hắn cũng chỉ được xếp ở đó mà không dùng. Bởi vậy cũng có người không xem trọng tiền đồ của Hạ Tưởng, đến Lương Hạ Ninh cũng nghĩ rằng Hạ Tưởng có khả năng phải nằm yên trong 2 năm. Không nghĩ tới, quay đi quay lại, đã thấy Hạ Tưởng từ trung ương đoàn nhảy dù xuống tỉnh tương làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, xếp hạng ở xa phía trên anh ta. Lương Hạ Ninh ngoại trừ việc khiếp sợ Hạ Tưởng thăng chức nhanh chóng ra, trong lòng còn có một vài tính toán. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Hôm nay, nhiệt tình và khách khí đối với Hạ Tưởng, không phải Lương Hạ Ninh tất cả đều giả bộ. Cũng vẫn có một phần tâm tư bên trong. Hạ Tưởng ít nhiều cũng đoán được dụng tâm của Lương Hạ Ninh, hắn đối với Lương Hạ Ninh cũng có chút cảm tình, hơn nữa anh ta cũng là một đối tượng cần tranh thủ, là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nắm giữ quyền nhân sự, nên cũng có vài phần khách sáo. Cùng bắt tay và hàn huyên với những ủy viên thường vụ khác, cũng chỉ là lướt qua, dù sao cũng không quen ai. Chỉ có Trịnh Hải Kỳ vẫn có vẻ khách sáo, nói chuyện với Hạ Tưởng vài câu. Làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, là quản gia lớn của tỉnh ủy, phải giúp Hạ Tưởng sắp xếp sinh hoạt thường ngày và bố trí nơi nghỉ ngơi, anh ta biểu hiện thân thiết cũng là chuyện bình thường. Sau đó, đoàn người đi đến trụ sở của tỉnh ủy tỉnh Tương. Tỉnh Tương nằm ở phía nam sông Trường Giang, khí hậu ẩm ướt mà ấm áp, đối với Hạ Tưởng mà nói, cũng là một thể nghiệm mới. Tất nhiên, đối với hắn, trụ sở tỉnh ủy tỉnh Tương cũng không có cái gì hay để xem. Cơ quan chính của đảng khi xây dựng kiến trúc đều chú trọng ngay ngắn và nghiêm túc, cơ bản đều giống nhau. Tiếp đó chính là họp hội nghị, tuyên bố bổ nhiệm chính thức. Toàn bộ thành viên 4 bộ máy ở tỉnh Tương, tòa án tỉnh, viện kiểm sát tỉnh và các ban ngành liên quan, toàn bộ đều đến đông đủ, trưởng ban tổ chức trung ương Ngô Tài Dương chính thức tuyên bố quyết định của trung ương. Sau đó, là Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong lên phát biểu, ngỏ lời kiên quyết ủng hộ quyết định của trung ương. Hoan nghênh đồng chí Hạ Tưởng đến tỉnh Tương công tác. Theo lệ thường, Hạ Tưởng cũng phát biểu ngắn gọn vài lời. Cuối cùng,
Hội nghị kết thúc thành công, Hạ Tưởng chính thức trở thành chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tỉnh Tương. Buổi tối, tiệc chào mừng được tổ chức trọng thể, chiêu đãi hai người Ngô Tài Dương cùng Hạ Tưởng. Nửa chừng bữa tiệc, Ngô Tài Dương mượn cớ ra về. Ngô Tài Dương vừa đi khỏi, không khí trở nên sôi nổi hơn rất nhiều, dù sao có một vị ủy viên Trung ương Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương ở đó, ai cũng thở không ra. Bữa tiệc được tổ chức coi như thành công, bình ổn thứ tự, tất cả đều vui mừng. Dù sao đều là những người có cấp bậc cao, việc gì cũng nên dàn xếp lại, cùng nhau nâng cốc. Trịnh Hải Kỳ giúp Hạ Tưởng bố trí chỗ nghỉ rất tốt, vô cùng thích hợp, lấy cấp bậc hiện nay của Hạ Tưởng, dù đi đến đâu cũng không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt. Ngày hôm sau chính thức đi làm, Hạ Tưởng nghĩ, trước phải làm việc một thời gian cho quen đã, sau mới đi vào tình trạng cụ thể, không ngờ, ngày đầu tiên đi làm đã gặp ngay vấn đề khó khăn đầu tiên, một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Nó trở thành đống lửa thứ nhất sau khi Hạ Tưởng nhận chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Chương 1278, sự vụ bắt đầu. Phòng làm việc của Hạ Tưởng được bày biện không tồi. Trong nước, Tỉnh Tương được xem như là một tỉnh giàu có, nhìn điều kiện làm việc hiện tại, căn phòng được bố trí rất tao nhã, cảm giác như ở nhà, khiêm tốn mà không mất vẻ xa hoa. Vừa ngồi vào chỗ, xem một vài văn kiện, Trịnh Hải Kỳ đã gõ cửa xin vào. Chủ nhiệm Hạ, ngài có hài lòng với chỗ ở hiện tại hay không? Trịnh Hải Kỳ tuy rằng còn trẻ, nhưng từ dáng vẻ mỉm cười của anh ta có thể thấy, anh ta rất khôn ngoan. Không khôn ngoan thì cũng không có khả năng mới 36 tuổi đã làm đến chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, ở trong nước cũng là có 102. Hạ Tưởng không hiểu tại sao nhưng hắn cảm thấy Trịnh Hải Kỳ rất phức tạp, bởi vì lúc đầu hắn cho rằng mình sẽ là trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Cuối cùng, tuy rằng hắn không đảm nhiệm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nhưng hắn vẫn đặc biệt để ý đối với vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Bởi vì, nói đúng ra, trưởng ban thư ký tỉnh ủy chính là thân tín của bí thư tỉnh ủy. Hơn nữa, Trịnh Hải Kỳ trẻ tuổi hơn nhiều so với dự đoán, khiến trong lòng Hạ Tưởng không hiểu sao vẫn có chút đề phòng. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy chỉ có trách nhiệm với bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh cho dù xếp hạng ở gần đầu bảng, nhưng việc sắp xếp nghỉ ngơi không nhất thiết phải do trưởng ban thư ký tỉnh ủy đích thân đi làm, huống chi ủy ban kỷ luật tỉnh hoạt động khá độc lập, hơn nữa, ủy ban kỷ luật tỉnh cũng có trưởng ban thư ký riêng. Nhưng làm tổng quản của cả một tỉnh ủy, có nhiệt tình quan tâm đến việc sắp xếp chỗ nghỉ ngơi của Hạ Tưởng, cũng coi như không nói được gì nhiều, Hạ Tưởng liền tỏ ý cảm ơn. Rất tốt, rất phù hợp, đồng chí Hải Kỳ vất vả rồi. Tuy đã 36 tuổi nhưng có lẽ do được bồi dưỡng tốt, hơn nữa cộng thêm dáng vẻ thư sinh và nước da trắng, so với Hạ Tưởng nhìn qua còn có vẻ trẻ hơn một chút. Không khoa trương mà nói, Trịnh Hải Kỳ bất luận là vẻ ngoài hay là cấp bậc, đều là đối thủ lớn nhất của Hạ Tưởng. Trịnh Hải Kỳ trước là cười, sau lại tự mình ngồi xuống, thể hiện tư thế nói chuyện. Chủ nhiệm Hạ, đáng nhẽ việc sắp xếp thư ký cho anh, là do đồng chí Đào Hà Giang phụ trách. Tuy nhiên, tôi vừa mới nói chuyện với đồng chí Hà Giang xong, anh ta nói ở ủy ban kỷ luật tạm thời không có người thích hợp, đang định sắp xếp để chủ nhiệm Hạ tới trường đại học để chọn lựa thư ký. Ý của tôi là, vừa đúng lúc ở tỉnh ủy cũng có một đồng chí không tồi, điều kiện mọi mặt đều ưu tú. Tôi liền mạo muội đề cử tới, không biết ý kiến của anh như thế nào. Đào Hà Giang là ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật tỉnh, trưởng ban thư ký ủy ban kỷ luật tỉnh, anh ta đích thực là người chuyên phụ trách các công việc của Hạ Tưởng. Nói chung, thư ký của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh phải do trưởng ban thư ký sắp xếp, bởi vì tính độc lập của ủy ban kỷ luật còn cao hơn nhiều so với đảng ủy công an, có thể tự mình quyết định rất nhiều chuyện. Về vấn đề thư ký, vừa rồi, Đào Hà Giang cũng đã báo cáo qua, Hạ Tưởng cũng biết được một chút tình huống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Loại bỏ việc Trịnh Hải Kỳ là chủ động thể hiện thiện ý hay là có ý đồ gì khác, chuyện sắp xếp một thư ký, mà lại do một trưởng ban thư ký tỉnh ủy tự mình ra mặt, ít nhiều hơi có vẻ chuyện bé xé ra to. Hơn nữa, quan hệ giữa Trịnh Hải Kỳ và Trịnh Thịnh, không cần nghĩ cũng biết là vô cùng chặt chẽ, Hạ Tưởng thấy vậy liền trầm ngâm, không nói gì. Vấn đề thư ký dường như không phải là vấn đề gì lớn, nhưng nếu như dùng người không thỏa đáng, nhất định sẽ trở thành vấn đề lớn. Một thư ký tốt chưa chắc sẽ làm được việc, nhưng một thư ký không tốt chắc chắn sẽ gây ra chuyện xấu. Được, trước anh cứ dẫn người anh tiến cử đến đây để tôi xem. Hạ Tưởng áp dụng biện pháp nước đôi.
Tôi cũng sẽ bảo Hà Giang đến trường đại học chọn lựa, cả hai đều chuẩn bị cho tốt. Trịnh Hải Kỳ vẫn tươi cười. Được, tôi liền nghe theo chỉ thị của chủ nhiệm hạ. Anh ta đứng lên. Có chuyện gì cần tới bên tỉnh ủy ra mặt, chủ nhiệm hạ cứ việc nói với tôi hoặc cũng có thể để Hà Giang báo cho tôi biết. Hạ Tưởng gật đầu, đứng dậy tiến Trịnh Hải Kỳ, trong lòng nghĩ đến câu nói sau đầy hàm ý kia của Trịnh Hải Kỳ, nếu thực có chuyện cần tỉnh ủy phối hợp, khẳng định là hắn phải trực tiếp nói chuyện với Trịnh Hải Kỳ, nếu để Đào Hà Giang ra mặt thì quá làm cao rồi. Tuy cùng là trưởng ban thư ký nhưng Đào Hà Giang chỉ là trưởng ban thư ký ủy ban kỷ luật, còn Trịnh Hải Kỳ đường đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thân phận không giống nhau. Trịnh Hải Kỳ là có ý tứ. Hạ Tưởng vừa mới ngồi xuống, lại phát hiện trên bàn mình có một phong thư tố cáo, không khỏi sửng sốt. Hắn tạm thời chưa có thư ký, sau khi có thư ký rồi, thì những thư tố cáo bình thường trước hết đều do thư ký xem qua, trừ khi là tố cáo những vụ án lớn, thì mới có thể để trên bàn của hắn. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, không có khả năng mỗi ngày đều tự mình đi hủy thư tố cáo. Không phải là thư ký thì chẳng lẽ thư tố cáo này là do Đào Hà Giang để trên bàn. Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, thuận tay liền mở thư tố cáo ra, từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn mở thư tố cáo, cũng là lần đầu tiên nhận được thư tố cáo sau khi đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, tâm trạng ít nhiều đều hơi kích động. Tuy nhiên, kích động thì kích động nhưng cũng không mong mỏi quá nhiều bởi vì hắn tuy chưa từng làm qua công việc của ủy ban kỷ luật, nhưng cũng hiểu rõ có không ít thư tố cáo chỉ là thư trả đũa, không thể cho là thật. Những kẻ tham quan chân chính bị miễn chức, trong số đó đâu có mấy người là từ thư tố cáo mà ra. Hơn nữa, hắn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, không phải chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện hay thành phố, thư tố cáo đến tay hắn, ít nhiều đều có liên quan đến cán bộ cao cấp. Một cán bộ cao cấp như thế làm sao có khả năng sẽ bị thua bởi một phong thư tố cáo. Có một câu nói rất hay, có người tố cáo, lãnh đạo không nhất định là lãnh đạo tốt nhưng không có ai tố cáo, lãnh đạo nhất định không phải lãnh đạo tốt, kẻ gian trông chẳng khác gì người ngay. Hạ Tưởng không chút để tâm mở thư ra, chỉ nghĩ đây là một phong thư bình thường phản ánh lãnh đạo tham nhũng, biến chất, tác phong sinh hoạt thối nát. Không ngờ, khi mở thư ra lại thấy, đây là một phong thư tố cáo viết tay. Hiện nay, những người viết thư tố cáo, hơn phân nửa sẽ đi đóng dấu, sau đó sao chép, giống như chế tạo hàng loạt, gửi đến khắp nơi, như quăng lưới bắt cá vậy. Không nghĩ tới, bây giờ vẫn còn có người tự viết tay. Bởi vì viết tay sẽ dễ dàng lưu lại bút tích, sẽ bị người khác điều tra ra được. Nét chữ trong thư rất đẹp, như nước chảy mây trôi, kiểu chữ khải vô cùng xinh xắn, không sai biệt lắm có hương vị của người viết thư pháp, khiến cho Hạ Tưởng âm thầm tán thưởng. Đầu tiên là thưởng thức thư pháp một lát, sau đó Hạ Tưởng mới xem kỹ nội dung trong thư, khi xem xong hết thì cả người liền chấn động. Thư tố cáo này không phải tố cáo bí thư thành ủy nào đó tham ô hủ bại, cũng không tố cáo thị trưởng nào đó cuộc sống tác phong thối nát, mà tố cáo một công ty tên là Cầu Đường ở tỉnh Tương mấy năm qua xây dựng một số công trình trọng đại, bớt xén nguyên vật liệu, khiến cho tồn tại tai họa ngầm về an toàn chất lượng bên trong. Hiện tại đang nhận xây dựng một đoạn đường cao tốc, cũng tương tự tồn tại vấn đề bớt xén nguyên vật liệu làm ảnh hưởng chất lượng công trình. Trong thư tố cáo liệt kê rất nhiều ví dụ cụ thể và xác thực, vạch trần rất nhiều nội tình đen tối bên trong khiến người khác phải giật mình. Thứ nhất, vào năm 2007, công ty cầu đường tỉnh Tương xảy ra sự cố cây cầu lớn Phượng Đà do công ty xây dựng bị đổ sụp nghiêm trọng, bị thu hồi và hủy giấy phép kinh doanh, tư chất bị loại bỏ, mất đi tư cách đấu thầu. Nhưng gần một năm sau, mặc dù không trải qua chỉnh đốn và cải cách nghiêm khắc từ bên trong, công ty cầu đường tỉnh Tương từ không có đã biến thành có chịu trừng phạt, đến năm 2008 liền được khôi phục việc thi công công trình và tư chất nhận thầu cao nhất, thuận lợi tiếp nhận một công trình lên tới 3 tỷ nhân dân tệ. Thứ hai, sau khi cầu Phượng Đà bị sập, các cơ quan hữu quan ở tỉnh Tương chẳng những khôi phục việc thi công công trình và tư chất nhận thầu cao nhất cho công ty cầu đường tỉnh Tương, còn tổ chức lại một công ty nhận thầu có năng lực cao nhất để thi công công trình quốc lộ, do đó, khiến công ty cầu đường tỉnh Tương ngược lại còn lên một tầng cao hơn, phạm vi nghiệp vụ càng thêm rộng lớn. Thứ ba, công ty cầu đường tỉnh Tương quản lý vô cùng lộn xộn, bản thân trang thiết bị và lực lượng không đủ, đội ngũ thi công yếu kém, các hạng mục công trình đa số là tổng thể hoặc tách rời giao khoán, thật sự là do tự bản thân hạng mục thi công đã ít lại càng ít, giao khoán công trình, lại thiếu người giám sát mức độ. Hơn nữa qua tay quá nhiều, khiến cho rất nhiều người muốn ở giữa thu lợi ích, làm cho tài chính của công trình cuối cùng đã ít lại càng ít,
không xảy ra vấn đề chất lượng mới là lạ. Nội dung ở phía sau còn rất nhiều, trên cơ bản đều là nhằm vào công ty cầu đường tỉnh Tương có đủ loại tệ nạn mà đề ra phương pháp, ý nghĩ rõ ràng, trật tự rõ ràng liệt kê một vài ý kiến cải cách, cho dù Hạ Tưởng chỉ lấy góc độ là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy để nhìn nhận, những phương án giải quyết do người tố cáo đưa ra cũng quả thật hợp lý. Càng khó có được chính là, thư tố cáo này dài đến trên 10.000 chữ, toàn bộ đều là viết tay, tự nhiên không có đến một chữ viết sai, đến chấm câu cũng viết rất để tâm, khiến cho Hạ Tưởng xúc động, người viết thư, nếu không phải là một kỹ sư công trình làm việc lâu năm thì cũng phải là một vị giáo sư. Ở cuối thư tố cáo lại đề xuất kín đáo, công ty cầu đường tỉnh Tương hiện tại đã bị cư dân mạng gọi là công ty sập cầu tỉnh Tương, mà công ty cầu đường tỉnh Tương vẫn không biết hối cải, không biết tỉnh ngộ, còn công khai biện giải, bôi đen sự thật, đổi trắng thay đen, không có chút liêm sỉ, lại còn quan thương cấu kết, tham ô hủ bại bất chính. Cho dù không phải là vì chỉnh lý hành vi tham ô hủ bại, cũng nên vì an toàn sinh mạng, tài sản của quần chúng nhân dân, mà điều tra rõ chân tướng sự thật, chỉnh đốn công ty cầu đường tỉnh Tương. Hạ Tưởng ước chừng mất gần một tiếng đồng hồ mới đọc xong thư, trong lòng phập phồng bất định, hết sức xúc động. Hắn lại lên mạng tìm kiếm một chút công trạng của công ty cầu đường tỉnh Tương, phát hiện công ty cầu đường tỉnh Tương nhận xây dựng một số công trình trọng đại, đồng thời xuất hiện vấn đề chất lượng, sập cầu có 3 cái, nguy cơ sập có 2 cái, một công trình đường cao tốc có tình hình giao thông cực kỳ kém, tai nạn xe cộ rất nhiều, bị người địa phương xưng là cao tốc tử vong. Không xem thì thôi, xem rồi, quả nhiên cảm thấy ghê người. Hạ Tưởng đứng dậy đi ra phía cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc phía bên ngoài, tâm trạng tự dưng trở nên nặng nề. Nghiêm khắc mà nói, đây không phải là một bức thư tố cáo, cũng không thuộc phạm vi hắn quản lý, bởi vì trong thư không đề cập đến một cán bộ cụ thể nào, mà chỉ nói đến một công ty của tỉnh. Hơn nữa, quyền lực chỉnh đốn công ty cầu đường tỉnh Tương nằm trong tay Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, hắn không có quyền hỏi đến. Nhưng nói đi phải nói lại, công ty cầu đường tỉnh Tương này quả thực có năng lực rất lớn, ở sau lưng khẳng định có người có năng lực, đứng phía sau ít nhất phải là cán bộ cấp giám đốc sở trở lên mới có khả năng bảo vệ công ty cầu đường tỉnh Tương đứng vững không đổ. Thậm chí còn có thể là ô dù cấp phó tỉnh. Nếu Hạ Tưởng là phó chủ tịch tỉnh, lại vừa đúng lúc được phân công quản lý vấn đề xây dựng thành phố, thì có thể hỏi đến một chút, nhưng hắn là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, quản lý kỷ luật của cán bộ đảng viên. Tuy nói công ty cầu đường tỉnh Tương là doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng có thể danh chính ngôn thuận nhúng tay vào điều tra, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, sau lưng công ty cầu đường tỉnh Tương, không chừng sẽ có một lợi ích tập thể khổng lồ. Dứt một sợi tóc động toàn thân, nhổ củ cải nhổ cả bùn, Hạ Tưởng rất rõ ràng, bất luận là phía sau một doanh nghiệp nhà nước nào, cũng có một sợi dây lợi ích khổng lồ kinh người. Mấu chốt là, những vấn đề của công ty cầu đường tỉnh Tương, đều phát sinh trước khi hắn và Phó Tiên Phong đến tỉnh Tương, hay có thể nói là, có thể trực tiếp loại bỏ Phó Tiên Phong ra ngoài. Mới đến tỉnh Tương, Hạ Tưởng chưa được sống yên ổn, đã gặp phải một thử thách rất lớn. Còn có một điều khiến Hạ Tưởng không hiểu được chính là, thư tố cáo này rốt cuộc là do ai đặt ở trên bàn của hắn. Người để thư, không cần nghĩ, tuyệt đối có dụng tâm kín đáo, người này khẳng định là biết tin tức gì đó. Hạ Tưởng không rõ chính là, thư tố cáo này có thể được coi như là một bước ngoặt, công ty cầu đường tỉnh Tương chính là một vụ việc bắt đầu, có thể làm lay động sự cân bằng vốn có ở tỉnh Tương. Chương 1279, cục diện lúc mới bắt đầu. Một lãnh đạo không thể đi đến đâu cũng có thể được cấp dưới ủng hộ hoan nghênh. Nhưng thân là lãnh đạo thì càng phải đề phòng cấp dưới có ý bất lương, cẩn thận không thì sẽ bị họ lợi dụng hoặc là bị rơi vào mê hồn trận. Cấp dưới là có sự kính sợ đối với cấp trên, nhưng bọn họ cũng sẽ tìm cách để khiến lãnh đạo mắc mưu bị lừa. Hạ Tưởng hiện tại đang ở chức vị cao là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, càng phải đề phòng trở thành đòn bẩy cho các thế lực dùng để khiêu động ích lợi của người khác. Bởi vậy tuy rằng cảm giác đầu tiên của hắn rất rõ ràng nhưng những chuyện đã liệt kê ra trong thư báo cáo về cơ bản đều là thật. Nhưng cũng sẽ không mạo muội ra tay điều tra, bởi vì hắn cũng không rõ là ai đặt thư lên bàn, càng không rõ là thư báo cáo này xuất phát từ tay người như thế nào. Khi hắn mới đến tỉnh Tương liền có người đặt vấn đề khó trước mặt hắn, không thể không thận trọng đối mặt được. Cẩn thận là trên hết. Nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện thư ký này không thể qua loa được. Vẫn là mình tự có sự lựa chọn cho thỏa đáng.
Chính khi đang suy nghĩ thì Đào Hà Giang gõ cửa bước vào. Đào Hà Giang 44 tuổi, hơi béo. Lúc đi bước chân rất nhanh, luôn là bộ dạng hấp tấp. Hạ Tường ít nhiều cũng hiểu về lý lịch của Đào Hà Giang. Đáng lẽ ra, với lý lịch của anh ta thì sớm đã phải nên là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh rồi, nhưng vẫn không thể thăng chức lên được. Có thể là có liên quan đến tính không đủ điềm đạm của ông ta. Tuy nhiên Đào Hà Giang làm việc thật ra rất nhanh, trong vòng đến một tiếng đồng hồ mà đã làm xong danh sách chọn thư ký cho Hạ Tường, là một phó trưởng phòng của ban thư ký số 2 bên ủy ban kỷ luật thành phố Tương Giang. Với cấp bậc hiện tại của Hạ Tường, thư ký bố trí thấp nhất cũng phải là cấp phó cục. Cấp cục trưởng cũng được, cấp bậc không phải là vấn đề, năng lực mới là mấu chốt. Đồng chí Tằng Trác tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, năm nay 30 tuổi. Là một người rất thông minh, cũng có tầm nhìn và được ủy ban kỷ luật thành phố mạnh mẽ đề cử, được đánh giá rất cao. Đào Hà Giang cực lực khen ngợi Tằng Trác, nhìn mặt đoán lòng, thấy Hạ Tường ung dung liền nói thêm một câu. Thị trưởng Mai cũng đánh giá rất cao Tằng Trác. Hạ Tường trong lòng nhói lên, việc lựa chọn thư ký của hắn không ngờ lại kinh động đến cả Mai Hiểu Lâm. Thật đúng là mây động tứ phương, nghĩ lại thì cũng đúng. Mảnh đất Tương Giang thực ra cũng giống như các tỉnh của toàn quốc vậy, đều có những gút mắc lợi ích. Trên chốn quan trường, làm gì có nơi nào là trong sáng đâu. Đi vào tỉnh Tương, cũng gián tiếp ở cùng với Mai Hiểu Lâm. Điều này cũng khiến Hạ Tường chẳng còn biết nói gì. Đúng là vẫn không thể tránh được quán tính mạnh, vận mệnh lại khiến hắn gặp lại cô. Gặp lại thì sao đây? Chẳng qua chỉ là một lỗi lầm không có khởi đầu cũng không thể kết thúc mà thôi. Nhưng dường như nghe nói Mai Hiểu Lâm cố ý đón Mai Đình đến. Trước đây luôn để Mai Đình ở Bắc Kinh, làm sao mà hắn vừa đến tỉnh Tương thì Mai Đình cũng theo mà đến. Sợ là Mai Hiểu Lâm cố ý làm như vậy là có dụng ý khác. Bây giờ không nghĩ thêm nữa, Hạ Tường âm thầm lắc đầu, lại nghĩ nếu Mai Hiểu Lâm cũng coi trọng Tằng Trác thì phỏng vấn thử cũng được. Cuối cùng cũng là phải cần một thư ký mới được. Đến cấp bậc hiện tại, không có thư ký thì công việc cũng rất khó tiến hành. Bảo Tằng Trác chiều nay đến đây một chuyến. Hạ Tường khẽ gật đầu, liền nói tiếp. Tôi vừa mới nhìn thấy trên bàn có một phong thư, hình như là có ai không cẩn thận bỏ lại. Điều hắn muốn chính là thăm dò một chút phản ứng của Đào Hà Giang. Đào Hà Giang dường như không hiểu gì, ngẩn ra một chút rồi mới bừng tỉnh ngộ nói. Đúng rồi, ngày hôm qua có cho người ta sửa sang lại văn phòng. Có thể là có một số thứ mà chủ nhiệm Lưu để lại chưa thu dọn. Hạ Tường mỉm cười. Được rồi, anh đi trước đi. Đào Hà Giang vội gật đầu cười cười, lặng lẽ lui ra ngoài, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vừa ra khỏi cửa, ông ta lại lặng lẽ lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm rằng chủ nhiệm Hạ tuổi không lớn, cũng không hay làm bộ, quyền uy lại rất lớn. Vừa rồi chỉ có điều thuận miệng vừa hỏi không ngờ lại khiến ông ta có áp lực lớn như thế. Thật là khiến cho người ta phải kinh ngạc. Đào Hà Giang lại quay đầu lại nhìn văn phòng của Hạ Tường, trong lòng hiện lên một tia lo nghĩ do dự, nhưng nghĩ một hồi rồi vẫn không quay đầu lại, lại nhanh rảo bước đi sắp xếp công việc. Giữa trưa, Hạ Tường nhận được điện thoại của Mai Hiểu Lâm. Vốn muốn sớm gặp anh, ai ngờ lại có một thương nhân từ Hồng Kông đến đầu tư nên không thoát ra nổi. Âm thanh của Mai Hiểu Lâm cứ thản nhiên như vậy. Nhưng trong sự bình tĩnh đó dường như vẫn còn có một sự hưng phấn và mong chờ không kìm nén được. Tối nay có thời gian không, tôi mời anh đi ăn cơm. Hạ Tường trần trừ một lát, từ chối. Tôi mới đến nên có nhiều chuyện, buổi tối cũng phải làm thêm nữa. Hắn nghĩ đến Mai Hiểu Lâm sẽ nghĩ rằng mình có ý miễn cưỡng. Không ngờ Mai Hiểu Lâm lại hiểu lầm hắn, nói. Tôi biết là chắc chắn buổi tối sẽ phải đi ăn với Phó Tiên Phong. Cũng đúng Phó Tiên Phong là chủ tịch tỉnh, quan trọng hơn so với một phó thị trưởng như tôi. Hạ Tường đành phải ha hả cười. Hiểu Lâm, cô suy nghĩ quá rồi. Tôi đâu phải là người bên trọng bên khinh đâu mà. Mai Hiểu Lâm trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên nói. Ở một số phương diện, anh thật là. Sau đó liền ngắt điện thoại. Một số phương diện là phương diện nào, không cần nói cũng biết, Hạ Tường lắc đầu. Sự nhiệt tình của Mai Hiểu Lâm đối với hắn dường như là từ lúc theo hắn đến tỉnh Tương thì càng tăng lên gấp bội. Không phải là một điềm lành đâu. Buổi chiều, Tằng Trác dưới sự sắp xếp của Đào Hà Giang đến gặp Hạ Tường. Cũng quả thật như lời nói của Đào Hà Giang, mọi điều kiện ở các phương diện của Tằng Trác đều không tồi. Con người nhìn rất có tinh thần,
lời nói hành động đều khiến Hạ Tưởng vừa lòng. Hạ Tưởng cũng không phải là một người thích phô trương giả tạo, ngay lúc đó hắn đã quyết định được tằng chắc rồi. Có lẽ bình tĩnh mà xem xét, ở sâu trong nội tâm của Hạ Tưởng, hắn vẫn là muốn tin Đào Hà Giang, chứ không muốn để cho Trịnh Hải Kỳ đề cử chọn người. Sau khi xác định được người làm thư ký, Tằng Trác liền quay trở về làm các thủ tục bàn giao và điều động. Tuy rằng anh ta là người của Ủy ban Kỷ luật thành phố, nhưng đều thuộc về hệ thống Ủy ban Kỷ luật nên thủ tục điều động cũng rất dễ dàng, nửa ngày là có thể làm xong. Ngày mai là có thể chính thức đi làm. Trước khi tan ca, thì liền có không ít người lấy lý do là báo cáo công tác nên trực tiếp hoặc uyển chuyển đưa ra lời mời Hạ Tưởng ăn cơm, nhưng đều bị Hạ Tưởng từ chối. Từ chối là từ chối, nhưng lời nói rất khách khí, làm cho người ta không cảm thấy ngại và khó chịu. Phải cho cấp dưới còn đường lui, không thể khiến cho cấp dưới thấy mình ngồi tít trên cao. Cũng không thể để cho bọn họ cho rằng mình dễ bị lừa, dễ bị đùa giỡn. Trong cách dùng người, Hạ Tưởng đều có tâm đắc. Sau nhiệm kỳ ở Thiên Trạch và Tần Đường thì cách thức lôi kéo và thu phục người khác ngày càng thành thạo. Bây giờ là một chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh thì lại càng phải làm một cách thỏa đáng, đúng mực. Khi nói chuyện với Mai Hiểu Lâm, Mai Hiểu Lâm nghĩ đến Hạ Tưởng cự tuyệt là bởi vì Phó Tiên Phong. Thực ra Hạ Tưởng hiểu rõ, Phó Tiên Phong sẽ không mời hắn ăn cơm. Hắn vừa tới tỉnh Tương, thân phận lại vô cùng đặc thù, Phó Tiên Phong sẽ không nóng vội. Không cần nóng lòng gặp mặt ngay, còn nhiều thời gian. Hơn nữa Phó Tiên Phong cũng là mới đến tỉnh Tương không lâu, chắc chắn có rất nhiều chuyện khác phải bận rộn. Quả nhiên, sau khi tan ca, Phó Tiên Phong chủ động gọi điện thoại đến. Đầu tiên là khách khí vài câu, nói là gần đây bận quá, nếu không nhất định phải cùng ngồi với hắn. Vừa chuyển đề tài, lại nói. Bí thư Hạ, hôm nay tôi và Bí thư Trịnh gặp nhau, Bí thư Trịnh rất kỳ vọng ở anh. Nói là rất mong anh đến có thể đem đến không khí hoàn toàn mới cho tỉnh Tương. Phó Tiên Phong lời nói có ý thử. Hạ Tưởng hiểu rõ, dù là hắn hiện tại là lập trường thế lực gia tộc nhưng trên đầu lại có cái mác của Đoàn Hệ. Đoàn Hệ thì luôn luôn tranh giành, còn thế lực gia tộc đối với hắn thì lại luôn lôi kéo và tín nhiệm. Có điều, với cách đối nhân xử thế của Phó Tiên Phong, chắc chắn sẽ không tín nhiệm hắn 100% được. Cũng như vậy, hắn đối với Phó Tiên Phong cũng không tín nhiệm 100%. Có cơ hội thì vẫn muốn cùng ngồi với Chủ tịch tỉnh Phó, nói chuyện một chút về hiện trạng và triển vọng của tỉnh Tương. Hạ Tưởng bật cười ha hả. Tôi cũng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Bí thư Trịnh và Chủ tịch tỉnh Phó, tỉnh Tương có thể nhanh đi tới một tầm cao mới. Ha ha. Phó Tiên Phong cười ha ha, không còn cách nào với Hạ Tưởng. Tốt lắm, Bí thư Hạ, tôi vẫn còn có một hội nghị phải họp. Nói chuyện sau nhé. Trở lại chỗ ở tòa nhà ủy viên thường vụ tỉnh ủy rất tinh tế, căn phòng lớn 150m², cái gì cần có cũng có cả. Điều kiện rất tốt, Đào Hà Giang vốn còn muốn sắp xếp người giúp việc, nhưng Hạ Tưởng từ chối, chỉ muốn sắp xếp một nhân viên vệ sinh đến vệ sinh theo giờ là được. Căn phòng rất lớn, một người ở quả thật hơi cô độc, cũng may Hạ Tưởng đã quen cuộc sống một người, cũng không cảm thấy gì. Tuy nhiên lần này đến tỉnh Tương, sợ là phải ì ra vài năm, cho nên hắn có dự tính đón Tào Thù Lê đến. Đơn giản ăn một bữa cơm tòa nhà ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tương chẳng những có nhân viên vệ sinh, còn có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại mang cơm tới cửa, phục vụ có thể so với khách sạn 5 sao, tỉ mỉ tới từng khâu nhỏ sau khi ăn xong, Hạ Tưởng trước sau gọi điện thoại cho Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạp. Đối với đề xuất bảo cô đến tỉnh Tương của Hạ Tưởng, Tào Thù Lê rất ngoan ngoãn đồng ý nhưng lại lo Hạ Đông không chịu rời khỏi Bắc Kinh. Hạ Đông càng ngày càng độc lập, đi học ở Bắc Kinh, không thường xuyên gặp mặt cha mẹ, hồi đầu thì còn nhớ nhung nhưng sau rồi cũng quen. Nó còn nhỏ như thế nhưng khiến ai cũng kinh ngạc. Nghe nói mối quan hệ tình bạn giữa nó và cháu gái của Tổng Bí Thư ngày càng thân thiết. Hạ Đông cũng không cần quan tâm, có người chăm sóc, không đến thì thôi. Hạ Tưởng không phải không nhớ con nhưng biết rằng con trai mình cũng sẽ có ngày bay cao bay xa nên hắn muốn con kiên cường tự lập từ nhỏ. Đó là một chuyện vô cùng tốt. Liên Nhược Hạm cũng nói có cơ hội thì sẽ đến tỉnh Tương thăm Hạ Tưởng. Còn nói cho Hạ Tưởng biết Vệ Tân đã bị cô thuyết phục rồi và bây giờ cô ta đang ở Thiên Trạch. Hạ Tưởng không nói gì. Vệ Tân đi Thiên Trạch, hắn cũng không biết năng lực Liên Nhược Hạm lại có thể mạnh như thế. Không ngờ có thể khiến Vệ Tân giấu hắn. Nghĩ lại cũng chỉ đành cười lắc đầu. Liên Nhược Hạm rõ ràng là muốn tốt cho Vệ Tân. Ai mà biết rằng cô ấy đang muốn để mắt đến Vệ Tân,
có phải để phòng vệ tân ở cùng với hắn hay không? Liên Nhược Hạm thật là mánh khóe. So sánh một chút, Tào Thù Lê cũng là người phụ nữ thông minh sắc sảo. Chưa chắc đã nhìn ra tâm tư của vệ tân, nhưng cô chưa bao giờ động đến hắn vì chuyện phụ nữ. Không phải là không muốn mà là muốn cho hắn một không gian để khiến chính bản thân hắn có chừng mực. Bị vây quanh bởi hai người phụ nữ thông minh, cũng không biết là hạnh phúc hay bất hạnh đây. Vừa mới buông điện thoại, Hạ Tưởng Định đi tắm rửa rồi ngủ. Chủ yếu cũng là bận quá, mệt. Không ngờ vừa cởi đồ ra thì điện thoại lại vang lên, là Nghiêm Tiểu Thì. Ban đêm gọi điện thoại tới, Hạ Tưởng Tưởng Nghiêm Tiểu Thì chỉ là muốn quan tâm một chút. Nghiêm Tiểu Thì mở miệng liền hỏi. Anh có biết công ty cầu đường của tỉnh Tương không? Hạ Tưởng sửng sốt, hỏi. Làm sao thế? Nghiêm Tiểu Thì vừa cười. Nghe giọng anh kìa, sao phải nghiêm túc thế chứ? Không có chuyện gì to tát cả, chỉ là tôi có ý kinh doanh, có thể hợp tác với cầu đường tỉnh Tương. Là một cơ hội gia nhập hay là cạm bẫy của một người? Hạ Tưởng lại cẩn thận suy nghĩ, cảm giác dường như bắt được cái gì. Đúng rồi, Nghiêm Tiểu Thì chính là người tỉnh Tương. Chương 1280, Thế cục tỉnh Tương. Anh vừa tới tỉnh Tương, làm sao mà quen được chứ? Sao em không biết suy nghĩ? Hạ Tưởng nửa trách móc, nửa đùa. Tỉnh Tương thực sự là một nơi tốt, khí hậu rất tốt, môi trường trong lành. Nghiêm Tiểu Thì thấy Hạ Tưởng chuyển hướng đề tài thì cũng không muốn nói nhiều đến chuyện cầu đường tỉnh Tương nữa mà cười ha hả. Nên nói là mỹ nữ tỉnh Tương là mê người nhất. Hạ Tưởng cười ha hả. Bỗng nhiên ý thức được điều gì đó không đúng. Hắn vốn nói chuyện một cách nghiêm trang với Nghiêm Tiểu Thì, trên thực tế thì hắn vẫn đang ở trong phòng tắm, không mảnh vải trên người, rất là không hình tượng mà cũng không đẹp mắt chút nào. Cũng may Nghiêm Tiểu Thì cũng không thể nhìn thấy được. Không ngờ dường như Nghiêm Tiểu Thì có sự thông minh sắc sảo lại đột nhiên nói một câu. Anh chắc chắn là không đoán được đâu, em đang ở trong bồn tắm nói chuyện với anh đấy. Vẫn là cái khách sạn mà lần trước chúng ta cùng ở Bắc Kinh ấy. Mà lại đúng là căn phòng đó. Âm thanh rất có sức hút, ngọt mà ngấy, quyến rũ mà như dính vào, không khỏi khiến cho người ta miên man bất định. Em đã đặt xong vé máy bay rồi, ngày mai sẽ quay về tỉnh Tương. Em nói trước, cũng không phải là đến thăm anh đâu. Mà là về nhà thăm cha mẹ. Nghiêm Tiểu Thì đã treo điện thoại khá lâu, nhưng Hạ Tưởng vẫn còn ưu tư, không biết hôm nay là ngày gì nữa. Khi mới quen Nghiêm Tiểu Thì, Phạm Tranh giới thiệu cô là người của tỉnh Giang. Về sau thì mới biết lúc đó cha mẹ Nghiêm Tiểu Thì đều ở tỉnh Giang làm việc nhưng cha của cô ấy lại thực sự là người của tỉnh Tương. Hiện tại cha mẹ Nghiêm Tiểu Thì đều đã quay trở về tỉnh Tương. Vì thế nên cô ấy quay về thăm cha mẹ cũng là hợp tình hợp lý. Lúc mới đến tỉnh Tương, cục diện còn chưa mở ra mà vấn đề khó đã đến. Trước thì có Mai Hiểu Lâm, sau thì có Nghiêm Tiểu Thì. Hành trình tỉnh Tương đã xác định là một hành trình không bình thường rồi. Lúc ấy còn nói phía Nam tỉnh Yến không có thủ địch. Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu. Với cấp bậc và mạng lưới quan hệ hiện tại của hắn thì thiên hạ cũng không ai mà không biết nữa rồi. Đó là chuyện tốt nhưng cũng là chuyện xấu. Cũng giống như là phải chu toàn giữa ba lực lượng vậy. Phương nào có lực kéo hắn càng mạnh, thì khi hắn chuyển người thì có lẽ lực đẩy ở phía sau sẽ càng ngày càng lớn. Giữa nam và nữ sẽ có thể từ yêu thành hận, về chính trị cũng thế, nếu như không phải là đồng minh thì là đối thủ. Ngày hôm sau, Tằng Trác chính thức đi làm, trở thành thư ký của Hạ Tưởng. Tuy nói là thư ký của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh thì không đáng ngưỡng mộ bằng việc là thư ký thứ nhất của bí thư tỉnh ủy và thư ký thứ hai của chủ tịch tỉnh, nhưng nước lên thì thuyền lên. Hạ Tưởng hiện tại là xếp thứ tư trong danh sách của hội nghị thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tương. Tằng Trác có phúc làm thư ký của Hạ Tưởng thì viễn cảnh càng lớn hơn so với việc làm một phó trưởng phòng bình thường ở Ủy ban Kỷ luật thành phố. Bởi vậy, Tằng Trác mất khoảng 2 ngày thời gian, Hạ Tưởng mới có thể sắp xếp được các mối quan hệ nội bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh, rất tỉnh táo nhận thức được rằng, về cơ bản, đội ngũ Ủy ban Kỷ luật tỉnh đều là của Lưu Phong để lại, trong số mấy phó bí thư, ngoài phó bí thư thường vụ kiêm giám đốc sở giám sát xây dựng Lâm Hoa ra chưa bao giờ báo cáo công tác với hắn. Thì những người khác thái độ đều cung kính khách khí hướng hắn xin báo cáo xin chỉ thị. Phó chủ nhiệm xếp thứ hai Lý Tòng Đông rất nhiệt tình, ý đồ dựa vào rất rõ ràng. Hạ Tưởng cũng không tỏ vẻ gì nhiều, những người xa cách như Lâm Hoa Kiệt, hắn cũng không chủ động hỏi. Người thân thiện như Lý Tòng Đông, hắn cũng không quá nhiệt tình, với ai cũng đối xử như nhau, cũng là sự suy nghĩ lâu dài,
bởi vì cán bộ đảng viên cũng muôn người muôn mặt, không phải nhất định những người có nhiệt tình thì đều là thực lòng tiến gần, còn những người thản nhiên lạnh lùng thì chính là muốn bất hòa. Sau đó, tỉnh ủy tỉnh Tương mở cuộc họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy đầu tiên từ sau khi Hạ Tưởng đến nhận chức. Hội nghị thường vụ mở ra có liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự, là việc đề cử phó bí thư thành ủy thành phố Vĩnh Châu tỉnh Tương. Chủ đề không phải là vô cùng lớn nhưng vấn đề nhân sự từ trước đến nay là vấn đề quan trọng. Lại là lần đầu tiên Hạ Tưởng tham gia hội nghị thường vụ tỉnh Tương. Đúng là một cơ hội tuyệt vời để quan sát lập trường của các thế lực. Hội nghị thường vụ được tổ chức ở phòng họp tòa nhà ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tương. Phó Tiên Phong ngồi bên trái, Diệp Thiên Nam bên phải, Hạ Tưởng thì ngồi ở phía tay trái Phó Tiên Phong. Các ủy viên thường vụ khác đều ngồi theo thứ hạng, việc xếp hạng hội nghị thường vụ, hoàn toàn sắp xếp theo thứ tự chức vụ trong đảng. Hội nghị do Trịnh Thịnh chủ trì. Hạ Tưởng hiện tại là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, về phương diện nhân sự cũng có quyền lên tiếng nhưng hắn cũng biết, theo như trình tự thông thường, trước hội nghị thường vụ hẳn là đã thảo luận qua ở hội nghị công việc bí thư, chắc chắn là đã đạt đến sự nhận thức chung ban đầu. Hắn đơn giản nghiên cứu lý lịch của hai ứng cử viên, trong lòng cũng có sự so sánh, quyết định sẽ tùy cơ ứng biến. Dù sao thì hắn cũng không có lập trường thiết thân trong đó. Và lại còn phải xem ý kiến giữa Phó Tiên Phong và Trịnh Thịnh có thống nhất hay không. Phó Tiên Phong trước đó không thông báo trước với hắn, bởi vậy, hắn cũng không rõ khuynh hướng của Phó Tiên Phong ở vấn đề chọn người. Tuy nhiên Phó Tiên Phong trước đó đã là không có nói đến, có lẽ cũng là Phó Tiên Phong vừa tới tỉnh Tương. Nên không muốn vừa mới đến thì đã sinh ra mâu thuẫn với Trịnh Thịnh. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lương Hạ Ninh giới thiệu một cách cụ thể và tỉ mỉ tình hình, là có hai người đề cử. Lần lượt tiến hành giải thích nói rõ. Hạ Tưởng cẩn thận lắng nghe, Lương Hạ Ninh về vấn đề đề danh chọn người dường như không có khuynh hướng gì, là lập trường trung lập, có thể phán đoán được rằng, việc đề cử chẳng có liên quan gì đến lợi ích của anh ta. Đồng thời cũng gián tiếp nói rõ, mối quan hệ của Lương Hạ Ninh bình thường. Bởi vì trong danh sách hai người đề cử, tất có một người là có quan hệ với Trịnh Thịnh. Lương Hạ Ninh với lập trường không thiên vị thì rất có thể chứng minh rõ được vấn đề. Đương nhiên nghĩ kỹ lại thì cũng có thể hiểu được, trưởng ban tổ chức cán bộ và bí thư tỉnh ủy mối quan hệ không xa không gần, phù hợp với chính sách nhất quán của Trung ương. Nếu nói một người trong đó là có quan hệ với Trịnh Thịnh, một người kia không phải là đề cử của Chủ tịch tỉnh Phó Tiên Phong. Vậy thì lẽ nào là do Phó Bí thư Diệp Thiên Nam đề cử? Hạ Tưởng trong lòng hiện lên một tia lo lắng. Tại hội nghị thường vụ đầu tiên, lần đầu tiên lên tiếng về vấn đề nhân sự, hắn sẽ ủng hộ ai? Trịnh Thịnh là thế lực đoàn hệ, Diệp Thiên Nam là người của Thủ tướng. Lương Hạ Ninh giới thiệu xong thì lần lượt theo thứ tự phát ngôn. Trịnh Thịnh liền lên tiếng đầu tiên. Năng lực của đồng chí Hồ Vĩnh rất xuất sắc, tác phong rất cứng rắn. Cá nhân tôi cho rằng anh ta đảm nhiệm chức phó bí thư thành ủy thành phố Châu Thành là vô cùng thích hợp. Điều không giống với sự hàm xúc của Phạm Duệ Hằng chính là Trịnh Thịnh đưa ra ai thì trực tiếp mà rõ ràng. Từ phát ngôn của ông ta có thể rút ra kết luận, bí thư Trịnh là một bí thư tỉnh ủy mạnh mẽ, cứng rắn. Đến lượt Phó Tiên Phong lên tiếng, bao gồm cả Hạ Tưởng. Dường như ánh mắt của tất cả mọi người đều chú ý vào Phó Tiên Phong. Ý kiến của Phó Tiên Phong vô cùng quan trọng, điều đó có ý nghĩa là sự biểu lộ lập trường và khuynh hướng đầu tiên của ông ta ở tỉnh Tương. Dường như chần chừ một lát, ánh mắt của Phó Tiên Phong nhảy nhót, trong lúc vô ý ánh mắt dừng ở trên người Hạ Tưởng. Sau khi giao tiếp bằng ánh mắt trong thời gian ngắn ngủi với Hạ Tưởng, ông ta dường như đã chắc chắn chủ ý của mình, nói một cách chậm rãi. Đồng chí Hà Viễn luôn làm công tác đảng, ở cơ sở cũng đã làm cán bộ đảng nhiều năm, về phương diện công tác có kinh nghiệm phong phú, để cho anh ta đảm nhiệm phó bí thư thành ủy thành phố Vĩnh Châu là một quyết định chính xác. Phó Tiên Phong quả nhiên là Phó Tiên Phong. Phát ngôn của ông ta đối chọi một cách gay gắt với Trịnh Thịnh, một bước cũng không nhường. Trịnh Thịnh sắc mặt không thay đổi, chỉ có điều đầy thâm ý nhìn lướt qua hội trường, dường như cố ý trong lúc vô tình dừng lại ở trên người Hạ Tưởng một lát. Không khí của hội nghị đột nhiên tế nhị hơn rất nhiều. Diệp Thiên Nam nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh tươi cười. Chủ tịch tỉnh Phó đánh giá khá đúng trọng tâm. Đương nhiên, ý kiến của Bí thư Trịnh cũng rất cao xa, nhưng việc làm cụ thể đã chứng thực ở hai người Hồ Vĩnh và Hà Viễn. Tôi vẫn cho rằng suy nghĩ của Chủ tịch tỉnh Phó phù hợp với hoàn cảnh hơn. Không ít ánh mắt đều nhấp nháy bất định,
Bởi vì trước khi Phó Tiên Phong đến Tỉnh Tương, mối quan hệ của Diệp Thiên Nam và Trịnh Thịnh có chút tinh tế. Tất nhiên, Phó Bí Thư Tỉnh ủy và Bí Thư Tỉnh ủy không thể quá thân mật. Nhưng nếu như suy nghĩ từ vấn đề góc độ trình tự, phân tích phe cánh của Diệp Thiên Nam và Trịnh Thịnh, giữa sự giằng co của một bí thư và một phó bí thư, sự can thiệp của Phó Tiên Phong của thế lực gia tộc càng tăng thêm nhiều biến số với thế cục của Tỉnh Tương. Nhưng cùng lúc đó, lập trường của Hạ Tưởng thì lại càng trở nên quan trọng. Diệp Thiên Nam vừa dứt lời, ánh mắt mọi người liền đều dừng ở trên người Hạ Tưởng. Đúng vậy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trẻ tuổi, nhân vật quan trọng xếp hàng thứ tư của Tỉnh Tương, làm sao mà lại trẻ thế? Nhưng hắn ngồi ngay ngắn bất động, vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là khiến cho người ta cảm thấy trọng lượng của hắn. Nhất là lúc này, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Thịnh và Phó Bí thư liên thủ với nhau, thì bị dồn đến chân tường. Tình thế vô cùng ác liệt và tế nhị, nếu như Hạ Tưởng lại theo khuynh hướng lập trường của Phó Tiên Phong, thì tiếp theo thật sự có trò hay đây. Hạ Tưởng hơi kinh ngạc vì thái độ Phó Tiên Phong đối đãi với Trịnh Thịnh dường như quá mức cứng rắn, mạnh mẽ. Thân là chủ tịch tỉnh, vừa mới đến Tỉnh Tương, bước chân chưa ổn đã liền khiêu chiến với quyền uy của nhân vật số 1. Rốt cuộc là có ý muốn thử hay là còn có dụng ý khác đây? Tóm lại là rất cấp tiến. Nhưng nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được, hành động này của Phó Tiên Phong, thứ nhất là ủng hộ việc đề danh của Diệp Thiên Nam, có ý thể hiện thiện ý tốt với Diệp Thiên Nam. Thứ hai là dồn hắn đến bước không còn con đường nào khác để đi, mượn cớ đó để thăm dò lập trường của hắn. Nói cho cùng, Phó Tiên Phong cũng là người cực kỳ người thông minh, vừa có thể khiêu chiến địa vị mạnh mẽ, cứng rắn của Trịnh Thịnh, vừa ban chút ân tình cho Diệp Thiên Nam, đồng thời lại ép hắn phải bày tỏ rõ thái độ. Một công ba việc, hành động này không chỉ sáng suốt mà còn vô cùng cao minh. Mặt khác cũng chứng tỏ một điều rằng Phó Tiên Phong này đến Tỉnh Tương sẽ không phải chuyện gì cũng theo chân Trịnh Thịnh, mà là muốn gây dựng một mảnh giang sơn. Cũng đúng, đối với Phó Tiên Phong mà nói, địa phương mới là nơi trời cao bể rộng để cho ông ta thỏa sức triển khai. Lần này đến Tỉnh Tương, điều mà ông ta muốn chính là từ chủ tịch tỉnh thăng tiến lên thành bí thư tỉnh ủy, sau đó là tiến vào bộ chính trị. Hạ Tưởng trầm tư một lát, ở trước mắt bao người, hắn lên tiếng với vẻ mặt trấn tĩnh. So sánh tổng hợp một chút, cá nhân tôi cho rằng đồng chí Hồ Vĩnh có kinh nghiệm lâu năm nên càng thích hợp với việc đảm nhiệm phó bí thư thành ủy Vĩnh Châu. Âm thanh lời nói của Hạ Tưởng không lớn, tốc độ không nhanh, từng chữ một nghe rất rõ ràng. Là hội nghị thường vụ đầu tiên từ khi Hạ Tưởng đến Tỉnh Tương, lại trong việc có liên quan đến bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy, thì lập trường và phát ngôn của Hạ Tưởng có ý nghĩa tượng trưng vô cùng lớn. Liên tưởng đến nhãn mác phức tạp trên người Hạ Tưởng, thì việc hắn ủng hộ lập trường của Trịnh Thịnh, vừa nằm ngoài dữ liệu của mọi người, lại cũng hợp tình hợp lý. Trịnh Thịnh mặt hơi biến sắc nhưng rồi lại lập tức lấy lại được bình tĩnh, liếc Hạ Tưởng một cái vô cùng tinh tế, không nói gì. Phó Tiên Phong sắc mặt biến đổi, một tia không vui chợt lóe ra, nhưng cũng chỉ trong chốc lát liền khôi phục như ban đầu, không hề có chút dấu vết. Nhưng thật ra Diệp Thiên Nam dường như đã sớm dự liệu được thiên hướng của Hạ Tưởng, cười mà không nói, nét mặt trầm tĩnh, rất thản nhiên chấp nhận sự thật. Nếu nói lập trường của Hạ Tưởng còn chưa đủ để khiến người ta kinh ngạc. Dù sao thì trên đầu hắn cũng gắn cái mác đoàn hệ. Sau đó tới Lương Hạ Ninh lên tiếng, thì liền nằm ngoài dự kiến của mọi người. Chương 1281, án binh bất động. Lương Hạ Ninh vốn là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, bình thường mà nói, trưởng ban thư ký tỉnh ủy cho dù không phải là thân tín của bí thư tỉnh ủy, cũng có quan hệ chặt chẽ với bí thư tỉnh ủy. Sau khi chuyển lên đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, có lẽ sẽ duy trì một khoảng cách thỏa đáng. Không xa không gần, nhưng cũng sẽ không đến mức gây bất hòa, nếu không cũng không có cách nào khai triển công tác. Từ cấp độ trung ương mà suy xét, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không thể đồng lòng với bí thư tỉnh ủy. Xuất phát từ góc độ tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy tất nhiên sẽ mong muốn có thể nắm đại cục trong tay, làm cho trưởng ban tổ chức cán bộ và ông ta cùng đồng lòng, từ đó quyền hạn về nhân sự đã hoàn toàn nắm ở trong tay. Trong lòng ủy viên thường vụ tỉnh Tương đều biết, khi còn đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, quan hệ giữa Lương Hạ Ninh cùng Trịnh Thịnh trước đây mà nói, trên cơ bản đều đi theo bước chân của Trịnh Thịnh, cũng không vượt quyền. Nhưng sau khi Lương Hạ Ninh tốt nghiệp trường Trung ương Đảng, nhất là khi chuyển lên đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ, quan hệ giữa anh ta và Trịnh Thịnh liền trở lên tinh tế. Rõ ràng, Lương Hạ Ninh có ý duy trì khoảng cách nhất định với Trịnh Thịnh.
Tuy nhiên anh ta làm khá tốt, trên cơ bản tiến lui vẫn có mức độ. Nhưng trong hội nghị thường vụ đề cử nhân sự lần này, lần đầu tiên diễn ra việc bổ nhiệm nhân sự đầy trọng đại từ lúc Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh tới nay, cũng là lần họp hội nghị thường vụ đầu tiên kể từ sau khi Hạ Tưởng lên đảm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Lương Hạ Ninh sẽ có sự thay đổi lập trường trọng đại như thế nào thì còn chưa thể đoán trước. Sau khi Hạ Tưởng lên tiếng, hẳn là đến Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hồ Định lên tiếng. Hồ Định 48 tuổi, vẻ mặt ôn hòa trung hậu, cười mà như không cười, nói một câu. Ý kiến Bí thư Trịnh và chủ nhiệm Hạ rất đúng trọng tâm, tôi đồng ý. Hồ Định là Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh, nên lập trường của anh ta, Hạ Tưởng đã dự đoán được. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh và Chủ tịch tỉnh không cùng ý kiến, cũng là thái độ bình thường. Sau đó là tới Lương Hạ Ninh lên tiếng. Lương Hạ Ninh cũng không biết sao, đầu tiên là lật xem tư liệu vài lần, sau đó lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, dường như ngay từ đầu hội nghị thường vụ, ánh mắt mọi người đều vô tình cố ý nhìn Hạ Tưởng vài lần, sau đó, anh ta mới chậm rãi nói. Tôi rất đồng ý với đề nghị của Chủ tịch tỉnh Phó. Tổng hợp lại, tôi còn là cho rằng đồng chí Hà Viễn rất thích hợp để đảm nhiệm Phó Bí thư Thành ủy Vĩnh Châu. Thật ra nếu Lương Hạ Ninh chỉ đơn thuần ủng hộ Hà Viễn thì cũng không có gì, cũng không có người nào quy định trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trong mọi chuyện phải luôn luôn nhất trí với bí thư tỉnh ủy. Mấu chốt là lời Lương Hạ Ninh nói có hai ý nghĩa sâu xa phong phú, khiến người ta không khỏi liên tưởng. Đầu tiên là Lương Hạ Ninh trực tiếp nâng ra Phó Chủ tịch tỉnh lên hàng đầu, ngụ ý còn không phải là nói, anh ta tán thành không phải là Hà Viễn, mà là bởi vì Phó Tiên Phong đồng ý nên mới ủng hộ mà đề cử Hà Viễn, tăng chút sĩ diện cho Phó Tiên Phong. Tiếp theo, lời Lương Hạ Ninh nói cùng lời Hạ Tưởng vừa lên tiếng có ý tương tự như nhau, nói chung, thân là cán bộ cấp phó tỉnh, quyền phát ngôn là thể hiện đãi ngộ chính trị cụ thể, mà lên tiếng không giống bình thường chính là thể hiện cụ thể trình độ của người đó. Mỗi người đều để ý đến trình tự lên tiếng trước sau, càng để ý đến sự lên tiếng của người đặc biệt. Cho nên, Lương Hạ Ninh gần như nói lại lời của Hạ Tưởng, chỉ thực hiện chút sửa đổi nhỏ. Với kinh nghiệm quan trường của mình, các vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy đang ngồi, lập tức phát hiện ra sự khác biệt đầy thú vị. Trình độ chính trị của đồng chí Lương Hạ Ninh quả thật rất cao, vừa nâng Phó Tiên Phong lên, lại cất nhắc Hạ Tưởng. Nhưng vấn đề là, Phó Tiên Phong và Trịnh Thịnh lại không đồng nhất ý kiến, Hạ Tưởng thì ủng hộ lập trường của Trịnh Thịnh, hành động này của Lương Hạ Ninh có thể nói lên rằng, anh ta muốn đứng giữa Phó Tiên Phong và Hạ Tưởng, mọi việc đều thuận lợi. Hay cho một Lương Hạ Ninh, không bán sĩ diện của Bí thư tỉnh ủy và Phó Bí thư tỉnh ủy, lại đồng thời ngấm ngầm cấu kết với Chủ tịch tỉnh và chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, thật đúng là một người tài tình. Hội nghị thường vụ mới diễn ra chưa đến nửa giờ, thế cục cũng đầy tinh tế mà làm người ta không kịp nhìn. Không ít người đều nghĩ, cục diện một nhà độc quyền của Trịnh Thịnh tỉnh tương đã không còn quay trở lại nữa, bởi vì Phó Tiên Phong đã đến, bởi vì lập trường Hạ Tưởng đầy tinh tế, lại thêm Lương Hạ Ninh thay đổi lập trường, thế cục tỉnh tương chưa từng phức tạp nhiều đến vậy. Sau đó, Bí thư Đảng ủy Công an kiêm Giám đốc Sở Công an Dương Hằng Dịch, trưởng ban tuyên giáo Tạ Tín Tài, Bí thư Thành ủy thành phố Tương Giang Cổ Kiến Hiên, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Trịnh Hải Kỳ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phu Thủ Thành, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Chí Năng, Tư lệnh viên phân quân khu Trương Hiểu Biệt lên tiếng, có khuynh hướng tán thành lập trường của Trịnh Thịnh. Cuối cùng ý kiến Trịnh Thịnh chiếm thượng phong, đạt được hơn phân nửa sự ủng hộ, thông qua bổ nhiệm Hồ Vĩnh. Tuy nói rằng Phó Chủ tịch tỉnh đứng đầu nhóm mấy ủy viên thường vụ, đối với địa vị Trịnh Thịnh hình thành lực tấn công mạnh mẽ, nhưng dù sao Phó Tiên Phong đến tỉnh Tương chưa lâu, chỗ đứng chưa ổn, làm vậy cũng chỉ là thử thăm dò thế cục, không phải là quyết định thắng bại sau này. Bởi vậy, tuy rằng sắp thành lại bại, nhưng trên mặt Phó Tiên Phong không thấy chút tiếc nuối hay không vui nào. Ông ta vẫn bình tĩnh mà thong dong mỉm cười, còn khách khí bắt tay Trịnh Thịnh. Chỉ có trên mặt Diệp Thiên Nam, dường như có chút mất mát, tuy nhiên cũng che giấu rất nhanh, không hề tỏ ra chút bất mãn gì. Đầu tiên, y cười với Trịnh Thịnh, theo thứ tự bắt tay với Phó Tiên Phong, cuối cùng lại nắm tay Hạ Tưởng, còn nhỏ giọng nói một câu gì đó với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cư xử vô cùng bình thường, mỉm cười và bắt tay mỗi người. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng hắn chắc đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho mọi người ở đây, khiến họ đều nghĩ, có lẽ Phó Chủ tịch tỉnh chủ động nắm giữ thế cục tỉnh Tương. Nhưng chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, mới là điểm tựa tốt nhất mà lực lượng khắp nơi đang giằng co. Có không ít người nhìn Hạ Tưởng đầy phức tạp,
Nhất là phó chủ tịch thường trực tỉnh Hồ Định, anh ta ước chừng đã nhìn chăm chú Hạ Tưởng lâu đến 10 giây, ánh mắt phức tạp mà đầy suy tư. Sau đó, Hạ Tưởng quay lại văn phòng, vừa mới ngồi xuống, thư ký Tằng Trác liền gõ cửa tiến vào, tay trái cầm văn kiện, tay phải cầm chén trà, đặt chén trà ở bên phải Hạ Tưởng, văn kiện đặt ở phía trái, còn nói. Bí thư Hạ, có mấy phong thư báo cáo tôi định đem hủy, cần anh xem qua một chút. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, phong thư đặt trên cùng, có một ký hiệu, hắn nghĩ thầm Tằng Trác cũng không tồi, là người trẻ tuổi cẩn thận. Lại thấy chén trà vừa đủ ấm, không lạnh cũng không nóng, rất vừa để uống, liền đánh giá Tằng Trác tương đối tốt. Tằng Trác thấy Hạ Tưởng không có hỏi gì thêm, liền lặng lẽ lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hạ Tưởng uống một ngụm trà, cảm giác nước trà nhạt rất vừa ý mình, không thể bắt bẻ, liền âm thầm gật đầu, lại thuận tay mở phong thư báo cáo ở trên cùng. Hắn còn chưa đọc tới nội dung, đã thấy có bốn chữ quen thuộc, cầu đường tỉnh tương. Hay cho một cầu đường tỉnh tương. Hạ Tưởng hiện tại thấy cầu đường tỉnh tương quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa, lại nhớ đến lúc mới đến đây đã có người cố ý đặt thư báo cáo ở trên bàn. Hắn chỉ biết, cầu đường tỉnh tương là điểm mấu chốt mà hắn không thể bỏ qua. Thư tín đánh máy cũng không dài, khoảng hơn 2.000 chữ, nội dung tố cáo và phong thư trước cơ bản đều giống nhau, tuy nhiên nhấn mạnh tới việc quan thương nghiệp thông đồng cấu kết, có lãnh đạo tỉnh giúp đỡ và đứng sau cầu đường tỉnh tương, nhưng cũng không nói ra cụ thể là ai đứng đằng sau. Hạ Tưởng sau khi xem xong, lại cầm lấy hai phong thư phía dưới. Vừa mở ra đã thấy, cũng là tố cáo, Vũ Hòa bí thư quận ủy Hồ Vĩnh thành phố Tương Giang tham ô nhận hối lộ. Sự chính xác trong thư thì Hạ Tưởng không thể nào phán đoán, nhưng sự kiện được liệt kê rất tỉ mỉ xác thực. Thời gian địa điểm và số tiền của từng việc một đều được ghi lại rất rõ ràng. Hạ Tưởng thả bức thư xuống, lắc đầu cười, bí thư quận ủy Hồ Vĩnh Vũ Hòa hiện tại đã là phó bí thư thành ủy Vĩnh Châu. Người tố cáo Hồ Vĩnh mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, cũng đã chậm một bước. Cho dù những tố cáo của y là thật, xuất phát từ đại cục đoàn kết yên ổn suy xét, tạm thời cũng sẽ không áp dụng bất cứ biện pháp nào đối với Hồ Vĩnh. Quyền uy của hội nghị thường vụ tỉnh ủy phải được giữ gìn, coi như là sai lầm rồi, cũng phải, đâm lao phải theo lao, một thời gian. Nếu không, bổ nhiệm tỉnh ủy chẳng lẽ lại trở thành trò đùa sao? Chính trị chính là chính trị. Dù có giả tạo cũng phải diễn cho thật. Suy nghĩ một hồi, Hạ Tưởng vẫn gọi Tằng Trác lên, đem phong thư tố cáo cầu đường tỉnh tương giao cho anh ta, nói. Cầu đường tỉnh tương là xí nghiệp đầu đàn của tỉnh tương, công trạng tốt, tiếng tăm lớn, có người luôn luôn có dã tâm mà tố cáo, cũng là chuyện thường. Tằng Trác, về sau có thư báo cáo liên quan cầu đường tỉnh tương, anh cứ bỏ đi. Tằng Trác dường như chần chừ một chút, tuy nhiên vẫn tiếp nhận bức thư, cung kính nói. Vâng, bí thư Hạ, tôi sẽ nhớ kỹ. Nhìn vẻ mặt Tằng Trác như muốn nói lại thôi, Hạ Tưởng liền mỉm cười. Sau khi Tằng Trác ra ngoài, hắn mới đứng dậy đi tưới cây thu hải đường trong văn phòng. Nửa ngày sau khi Tằng Trác chính thức nhận chức thư ký, Tằng Trác đã từ bên ngoài đưa đến một chậu thu hải đường. Đó cũng bởi sự cẩn thận của Tằng Trác, mới khiến Hạ Tưởng cho rằng Tằng Trác có thể sử dụng, tuy nhiên với sự việc đưa thư báo cáo như vừa rồi, hắn lại cho rằng Tằng Trác suy nghĩ quá nhiều rồi. Hai lần thư báo cáo, một lần không biết là ai cố ý đặt ở trên bàn, một lần là do thư ký cố ý trình báo cho hắn xem qua, đều chỉ vào cầu đường tỉnh tương, Hạ Tưởng liền hiểu được, mặc kệ là ai đứng phía sau cầu đường tỉnh tương, công ty này đã đắc tội không ít người, hoặc nói cách khác, đã phạm sai lầm chọc đến người người căm ghét. Điều tra, khẳng định là phải điều tra, nhưng không phải lúc này, cũng không thể trực tiếp ra tay. Ủy ban kỷ luật tra án, nếu không có chứng cứ rõ ràng, thì không thể rút dây động rừng. Huống chi hắn vừa mới đến tỉnh Tương, ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nền tảng chưa xong, người có thể tin tưởng sử dụng đều không có, làm sao tra án được. Không có người nào có thể sử dụng, đừng nói tra án, cuối cùng không bị ngộ đạo thì cũng sai lầm thôi. Hạ Tưởng một bên tưới hoa, một bên mãi suy nghĩ. Có người cố ý đưa hắn tới cầu đường tỉnh Tương, mặc kệ dụng tâm ra sao, hắn cũng không thể trở thành điểm tựa cho người khác. Hay nói một cách sâu xa hơn, không thể để người khác xem như cán súng. Thế cục tỉnh tương, phức tạp hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Trịnh Thịnh mạnh mẽ, cứng rắn mà thủ đoạn chính trị cao siêu, lực lượng phía sau lại vững chắc, mạnh mẽ. Phó Tiên Phong mạnh mẽ, cứng rắn mà thủ đoạn chính trị âm hiểm, thực lực đằng sau cũng đủ hùng hậu.
nếu một lòng cùng với Phó Tiên Phong chống lại Trịnh Thịnh, và ý đồ đứng vững ở tỉnh Tương tạo uy tín cho chính mình, tất nhiên phải tìm cách đả kích danh tiếng của Trịnh Thịnh, làm suy yếu quyền uy của Trịnh Thịnh. Biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng Ủy ban kỷ luật tỉnh xuất kích, bắt vài tên thân tín của Trịnh Thịnh. Khi đó hình tượng bí thư Trịnh ở tỉnh Tương sẽ xuống dốc không phanh. Ủy ban kỷ luật tỉnh chính là một thanh bảo kiếm, ở trong tay ai, người đó sẽ như hổ thêm cánh. Tuy nhiên đến tỉnh Tương mới 2 ngày, Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong đều không bí mật nói chuyện với hắn, bọn họ đều đang chờ đợi một thời cơ. Rốt cuộc ai sẽ chủ động tìm hắn để thể hiện thiện ý? Hạ Tường quyết định án binh bất động, chờ một trong hai người chủ động lộ diện. Không ngờ Trịnh Thịnh mà Hạ Tường đang chờ đợi chưa đến, Phó Tiên Phong cũng chưa đến, ngược lại Lương Hạ Ninh lại đến trước nói ra suy nghĩ của mình với hắn, hơn nữa còn cho hắn một vấn đề khó khăn đến mức không tưởng tượng được. Chương 1282, bước đầu tiên. Khi hết giờ làm, Lương Hạ Ninh không gọi điện thoại, mà trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của Hạ Tường. Chủ nhiệm Hạ, hôm nay tôi đã sắp xếp xong rồi, ngồi cùng nhau đi. Lương Hạ Ninh cũng không khách sáo, liền nói thẳng ra quan điểm. Nếu anh thoái thác, thì không nể mặt bạn cũ rồi. Trong thời gian ở trường Đảng Trung ương, Hạ Tường quả thật có quan hệ tốt với Lương Hạ Ninh, cũng coi như chơi thân, nói là bạn bè cũ cũng chưa đủ. Có chút do dự, Hạ Tường vẫn đồng ý. Cung kính không bằng tuân mệnh, tuy nhiên tôi nói trước cho rõ ràng, ăn cơm thì có thể. Nhưng rượu thì không thể uống nhiều. Lương Hạ Ninh cười một cách bí hiểm. Nói hay, tôi đưa anh tới một nơi thú vị. Đứng trước quán rượu mang màu sắc cổ xưa và thơm nồng, Hạ Tường ngước nhìn lên mấy chữ lớn bên trên của quán rượu, Ngọc Lầu Đông, mà cười không ngớt. Cổ nhân thích Vọng Giang Lầu, có thể ngồi gần cửa sổ nhìn ra sông, bây giờ lại là Ngọc Lầu Đông, không biết trong Ngọc Lầu Đông, có thể có người ngọc không? Lương Hạ Ninh thấy Hạ Tường tao nhã như vậy, anh ta cũng không khách sáo, vui vẻ, cười. Đã gọi là Ngọc Lầu, tự nhiên sẽ có người ngọc, ông em Hạ à, con gái miền Nam có ba cái đẹp, một là da rẻ đẹp, hai là tướng mạo đẹp, ba là dáng dấp đẹp. Ha ha, những lời này cũng hợp lý. Hạ Tường cũng cười ha ha, theo Lương Hạ Ninh lên lầu. Đôi khi nói đùa cũng là chuyện thường không ảnh hưởng đến ai, không làm mất hình tượng. Cũng càng dễ dàng kéo gần mối quan hệ của hai người. Một bên có người đưa đón, chỉ là lễ phép khách sáo, không nói nhiều, có thể nhìn ra Lương Hạ Ninh là khách quen của nơi này. Đến gian phòng ăn trên lầu, sau khi những cô gái tiếp khách lùi ra sau, thì có một người tiến đến, tươi cười chào hỏi Hạ Tường. Sớm đã nghe nói có một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh trẻ tuổi đến tỉnh Tương, may mắn gặp được, thật là niềm vinh hạnh của tôi. Cô ta khoảng chừng trên dưới 30 tuổi. Mặt mày tươi cười, dáng vẻ yểu điệu, mắt không to, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng các bộ phận trên khuôn mặt rất tinh tế, giống như người trong tranh. Tôi tên là Như Họa, cảm ơn chủ nhiệm Hạ ghé đến Ngọc Lầu Đông. Quả nhiên là người đẹp như tranh, Hạ Tường nhẹ nhàng nắm tay của Như Họa. Ngọc Lầu Đông càng không thích hợp bằng đổi tên thành Ngọc Lầu Xuân, Như Họa vừa đến, cả phòng như thành mùa xuân, không, nên nói là cả lầu đều thành mùa xuân, cổ nhân nói hoa đầy nhà. Kỳ thực vẫn là người ngọc đầy nhà càng có tình thơ ý họa. Như Họa mím miệng cười, đầy vẻ quyến rũ. Chủ nhiệm Hạ, nếu ở thời xưa, có thể là một chàng tài tử phong lưu, xuất khẩu thành thơ, hơn nữa còn là thơ hay. Cô ta mặc sườn xám, mặc dù là mùa đông, nhưng nước Tương Giang ấm áp, khí hậu hợp lòng người, trong phòng còn có điều hòa, chỉ mặc một chiếc váy mong manh nhưng cô ta không những không lạnh, ngược lại trên mũi lấm thấm những giọt mồ hôi, càng toát lên vẻ quyến rũ. Như Họa vừa có nét gợi tình của vùng sông nước Giang Nam như của Nghiêm Tiểu Thì, lại có nét quyến rũ trời sinh như của Tiếu Giai, đem vẻ đẹp của hai người kết hợp cùng nhau, có thể nói là quốc sắc thiên hương. Hạ Tường không đùa giỡn tấm lòng của Như Họa, càng không có ý gì khác, bởi vì hắn biết rõ, Như Họa là sở hữu đã nhiều năm của Lương Hạ Ninh. Hắn và Như Họa cười nói, là nể mặt Lương Hạ Ninh, khiến cho Lương Hạ Ninh không cảm thấy hắn có khoảng cách. Quả nhiên! Lương Hạ Ninh ở bên cạnh rất dễ chịu, vẻ mặt hiền hòa và mỉm cười, chuyện trò qua lại giữa Hạ Tường và Như Họa rất vui vẻ. Như Họa lại cười nói mấy câu mới thướt tha bước đi, Hạ Tường nhìn thấy Như Họa thắt đáy lưng ong, dáng người gần như hoàn mỹ, không nhịn nỗi cười thầm, người đẹp là một nguồn tài nguyên quý hiếm, quyền lực cũng vậy, hai cái cùng kết hợp, nảy sinh ra nhiều chuyện. Sau đó thức ăn được dọn lên, Lương Hạ Ninh nâng chén mời Hạ Tường.
Vốn dĩ nên sớm mời chủ nhiệm Hạ uống một ly, nhưng nghĩ một hồi lại đợi sau hai ngày mới thích hợp, bởi vậy mà đợi đến ngày hôm nay. Ngụ ý của Lương Hạ Ninh tự nhiên là nói muốn đợi sau khi bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh tiếp xúc với Hạ Tưởng, anh ta mới dễ lộ diện, mặc dù nói là ăn cơm khách với tính chất cá nhân, nhưng bản thân là người trong quan trường, cũng phải chú ý thứ tự và cấp bậc. Hạ Tưởng liền khách sáo nói vài câu, vẫn chưa chỉ ra kỳ thật Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong đều chưa tiếp xúc riêng với hắn, có một số việc cho dù bạn bè thân thiết cũng không nhất định sẽ nói ra, giữ bí mật là thủ đoạn nhất định phải có của người trong quan trường, cũng là khoảng cách phải có. Hạ Tưởng rất thích gặp riêng chỉ có hai người, có nhiều người mời khách thích tìm người tiếp khách, mặc dù náo nhiệt, nhưng khá phiền phức, do đó nhiều khi bình thường, hắn sẽ không đi dự tiệc. Chỉ có hai người gặp mặt, có thể nói chuyện công tư trọn vẹn đôi đường. Lương Hạ Ninh không nhắc đến nửa câu về sự xuất hiện vừa rồi của Như Họa, Hạ Tưởng cũng sẽ không nói thêm nữa. Ở cấp bậc của hắn và Lương Hạ Ninh, những lời nói đùa về các người đẹp đã không còn nhiều nữa. Hơn nữa có một số việc trong lòng hiểu nhưng không nói ra, nhắc đến hay không cũng giống nhau. Nếu Lương Hạ Ninh để cho Như Họa lộ diện, kỳ thực đã ám chỉ điều gì đó, cũng là thể hiện sự tín nhiệm của anh ta đối với hắn. Đã uống xong ba ly rượu, đầu tiên Lương Hạ Ninh nhớ lại thời gian ở trường đảng, lại cùng Hạ Tưởng một lần nữa trở về những năm tháng đáng nhớ ở trường đảng. Hai người tình cảm sâu nặng, lại uống thêm mấy ly, có cảm giác quan hệ như kéo lại gần hơn nhiều. Sau đó dần dần chuyển đề tài nói chuyện về tỉnh Tương. Lương Hạ Ninh rốt cuộc là thế lực bên nào, Hạ Tưởng vẫn chưa biết rõ, trực giác nói cho hắn, Lương Hạ Ninh không phải thuộc đoàn hệ, cũng không phải thế lực của gia tộc, lẽ nào là hệ bình dân. Chủ nhiệm Hạ tính ra chúng ta cũng xem là bạn bè cũ, hôm nay mượn men rượu, tôi nói nhiều một câu, hy vọng anh không để ý. Lương Hạ Ninh đề phòng trước, rõ ràng muốn nói gì, bình thường không tiện nói ra. Hạ Tưởng không nói lời nào, chỉ gật đầu cười. Lương Hạ Ninh liền nói. Từ xưa đã nói với tôi, anh là một người bạn có thể tin cậy được. Trong lòng Hạ Tưởng thốt lên, không ngoài dự liệu, Lương Hạ Ninh quả nhiên là người của phe thủ tướng. Bí thư Trịnh đã đảm nhiệm chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy ở tỉnh Tương trước sau cũng được 4-5 năm rồi. Lương Hạ Ninh không biết sao thở dài một tiếng nhẹ, còn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tôi và bí thư Trịnh cùng làm việc đã 3 năm rồi, đối với tính khí của anh ta cũng hiểu chút ít, anh ta và chủ tịch tỉnh phó là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, cũng không cùng một loại người với phó bí thư Diệp, rất khó nói rõ bí thư Trịnh là người như thế nào. Hai người cấp dưới cùng ngồi một chỗ bàn luận về lãnh đạo trực tiếp là một việc rất kiêng kỵ, truyền ra ngoài, tuyệt đối không phải chuyện dễ nghe. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng không ngăn Lương Hạ Ninh lại, bởi vì nếu Lương Hạ Ninh đưa hắn đến Ngọc Lầu Đông, chắc chắn nơi đó an toàn, vách tường không có tai. Hơn nữa bây giờ hắn có chút nhận thức đối với Lương Hạ Ninh, Lương Hạ Ninh không phải một người không có lương tâm. Do đó, lời nói của anh ta nhất định có ám chỉ, và tiếp tục nghe anh ta nói. Chủ nhiệm Hạ đã đến tỉnh Tương rồi, thì nên tìm hiểu một chút về nhân tình thế thái của tỉnh Tương, ví dụ như, thành phố Tương Giang có Ngọc Lầu Đông, Phù Dung Lầu nổi tiếng, mà còn có các nhà máy công nghiệp nặng, công nghiệp giấy Ngạch Dương. Tập đoàn Bạch Sa nổi danh toàn quốc, còn có công ty cầu đường tỉnh Tương. Nếu nói phía trước đều là để đệm vào, e rằng công ty cầu đường tỉnh Tương cuối cùng mới là trọng điểm. Hạ Tưởng bề ngoài không có ý kiến, nhưng trong lòng lại nổi sóng, thời gian ngắn ngủi mấy ngày, công ty cầu đường tỉnh Tương trước sau đã được nhắc đến hai lần qua bức thư khiếu nại và lời nói của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho hắn. Lương Hạ Ninh đề cập đến một chút rồi bỏ qua. Dường như không có vẻ tập trung vào công ty cầu đường tỉnh Tương, lại chuyển chủ đề. Trong ủy ban kỷ luật tỉnh, quan hệ của tôi và Tòng Đông cũng tốt. Tòng Đông ứng xử khiêm tốn, làm việc đến nơi đến chốn, tôi và anh ta quen biết nhau mấy năm rồi, luôn sống với nhau rất vui vẻ. Hơn nữa Tòng Đông ở trong ủy ban kỷ luật tỉnh, nhân duyên khá tốt, ngoài trừ có chút bất hòa với Lâm Hoa Kiến ra, thì trong ủy ban kỷ luật tỉnh, là người có tiếng hiền lành. Lời nói của Lương Hạ Ninh rất có ám chỉ, Hạ Tưởng tự nhiên nghe rõ, đã ám chỉ mối quan hệ tốt của anh ta và Lý Tòng Đông, vừa là ám chỉ phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kỷ luật tỉnh Lâm Hoa Kiến sẽ không đồng lòng. Nhưng Lý Tòng Đông là người hiền lành của ủy ban kỷ luật tỉnh, Hạ Tưởng lại không nghe thấy. Nhưng cũng phải nói lại, nói là người hiền lành, trong quan trường có thể không phải những lời hay ho, hoặc là ứng xử không có nguyên tắc, thường xuyên ba phải. Hoặc chính là quả hồng nhũn. Để mặc cho người ta gây khó dễ.
Hiện tại ở trong ủy ban kỷ luật, người có thể để cho Hạ Tưởng tin cậy, trước mắt ngoại trừ Tằng Trác ra, những người khác hắn không dám dễ dàng sử dụng, để tránh hỏng việc. Hỏng việc là chuyện nhỏ, bị người ta chi phối mới là phiền phức. Chính sự việc công ty cầu đường Tỉnh Tương, Hạ Tưởng có thể rõ ràng cảm nhận được, có người cố ý từng bước thiết lập cạm bẫy, muốn hắn nhảy vào hố. Hơn nữa hắn càng hiểu rõ một điều là, công ty cầu đường Tỉnh Tương chẳng qua là đầu cầu, thế lực sau lưng, mới là võ đài chân chính. Liều lĩnh ra tay điều tra, thì thật sự sẽ trở thành điểm tựa của người khác. Lý Tòng Đông có thể dùng được hay không Hạ Tưởng còn phải chờ quan sát, dù sao hắn không vội, không thể mới đến nơi này, trong thời gian ngắn mà mở ra được cục diện. Mấu chốt của vấn đề là, hắn không vội, nhưng có người vội. Có người lo lắng là chuyện tốt, vội thì sinh biến, có biến thì lại thông đường, bước đầu tiên hắn phải làm là mượn một lần điều tra, trước tiên phải kiểm soát toàn bộ ủy ban kỷ luật tỉnh. Cho dù hắn xếp hạng có cao ở tỉnh ủy, mà ở ủy ban kỷ luật tỉnh nói không có người nghe, cũng là không được. Trong ủy ban kỷ luật, chủ nhiệm Hạ có thể tín nhiệm Tòng Đông, trong tỉnh ủy, chủ nhiệm Hạ có thể làm bạn của tôi. Lương Hạ Ninh nâng ly rượu lên cười tủm tỉm, ra hiệu với Hạ Tưởng, đợi Hạ Tưởng chạm cốc. Hạ Tưởng chần chừ. Tín nhiệm Lý Tòng Đông thì phải nói một chút, hợp thì dùng, không hợp thì để đó không dùng. Trong ủy ban kỷ luật, hắn vẫn có thể nắm vững tình hình tổng thể một cách dễ dàng. Nhưng nếu chạm cốc, thì có nghĩa là ngoài mặt đã tiếp nhận mối quan hệ đồng minh với Lương Hạ Ninh. Liên minh với Lương Hạ Ninh không phải là mong muốn của Hạ Tưởng, nhưng không phải hắn không tin cách ứng xử của Lương Hạ Ninh, mà phe cánh của Lương Hạ Ninh đã khiến cho hắn không có cách để bắt tay với Lương Hạ Ninh. Hệ bình dân và thế lực gia tộc không cùng một hệ, hắn làm sao có thể vừa đến Tỉnh Tương thì chuyển hướng gió. Nhưng không tiếp nhận ý tốt của Lương Hạ Ninh, dường như hơi thờ ơ xa lạ, Hạ Tưởng chần chừ một lát, vẫn chạm cốc với Lương Hạ Ninh, cười nói. Tửu lượng không được, chỉ uống nửa cốc. Lương Hạ Ninh cũng không miễn cưỡng, anh ta cũng nghe ra lời nói của Hạ Tưởng, là nói nhận một nửa lời đề nghị của anh ta. Ngày hôm sau vừa đi làm, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì, buổi trưa muốn mời hắn ăn cơm. Buổi trưa Hạ Tưởng có việc, vốn định đổi sang buổi tối, câu nói của Nghiêm Tiểu Thì lại khiến hắn thay đổi chủ ý. Đúng lúc giới thiệu cho anh một người, anh ta tên là Đường Gia Thiếu, là bạn đại học của tôi. Nếu nói với tư cách là bạn đại học không đủ khiến cho Hạ Tưởng hứng thú, mùng một tư cách khác thì khiến cho Hạ Tưởng vô cùng kinh ngạc. Đúng rồi, anh ta là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cầu đường Tỉnh Tương. Cầu đường Tỉnh Tương ba lần xuất hiện trong tầm mắt của Hạ Tưởng, cuối cùng cũng lộ ra tảng băng chìm. Rốt cuộc điểm tựa khắp nơi vẫn là một cái bẫy, Hạ Tưởng biết, hắn nhất định phải kiên định bước một bước đầu tiên. Chương 1283, tiêu điểm. Thời gian giữa trưa, sau khi Hạ Tưởng hết giờ làm, giải thích với Tằng Trác hai câu, đúng lúc phải ra ngoài đến chỗ hẹn với Nghiêm Tiểu thì lại có một vị khách không mời mà đến. Phó Tiên Phong không mời mà đến, hơn nữa còn đến đúng giờ đi ăn cơm, dụng ý rất rõ ràng, chỉ tiếc rằng, anh ta đến không phải lúc. Phó Tiên Phong đẩy cửa vào, cũng không gõ cửa, có vẻ mối quan hệ giữa anh ta và Hạ Tưởng không giống bình thường. Anh ta chỉ khẽ gật đầu với Tằng Trác. Rồi lại đẩy cửa văn phòng của Hạ Tưởng, cười ha hả. Chủ nhiệm Hạ, buổi trưa có việc gì không? Nếu không có việc gì, cùng đi ăn cơm. Vẻ mặt Phó Tiên Phong rất chắc chắn, cho rằng với chức quyền chủ tịch tỉnh của anh ta, đề xuất mời Hạ Tưởng ăn cơm, Hạ Tưởng nhất định sẽ đi, không ngờ Hạ Tưởng cười vẫy tay. Thật là không may, chủ tịch tỉnh Phó, đúng lúc có một người bạn từ xa đến, phải đi cùng cô ta. Phó Tiên Phong thay đổi sắc mặt, muốn nói điều gì? Dường như lại thay đổi chủ ý, cũng khẽ gật đầu. Cũng được, nếu anh đã có hẹn, vậy để lần sau, dù sao giữa anh và tôi cũng không phải người ngoài. Trong lúc nói chuyện, anh ta vỗ vai Hạ Tưởng, hỏi một câu đầy thâm ý. Là bạn ở tỉnh Yến hay là bạn thủ đô? Hạ Tưởng biết, Phó Tiên Phong trời sinh tính đa nghi, hiển nhiên không quá tin tưởng hắn thật sự có bạn từ xa tới gặp mặt, có lẽ nghi ngờ hắn cùng ăn cơm với Trịnh Thịnh hoặc là người khác. Hạ Tưởng cũng không giải thích nhiều, chỉ cười. Bạn ở tỉnh Yến. Phó Tiên Phong sửng sốt, gật đầu cười, vẫy tay đi, đi đến trước cửa đột nhiên đứng lại. Buổi tối chắc là có thời gian rảnh rồi. Hạ Tưởng không nói gì, Phó Tiên Phong vẫn chưa hoàn toàn yên âm, đành phải xòe hai tay nói. Buổi tối không có việc gì, chờ sự sắp xếp của chủ tịch tỉnh Phó.
Thời gian buổi trưa, khi Hạ Tưởng chạy tới Vọng Nguyệt lâu, thì Nghiêm Tiểu thì đợi ở trước cửa đã lâu. Nghiêm Tiểu thì mặc chiếc áo khoác màu sáng, bó lại ở thắt lưng, mang đôi giày làm tôn lên đôi chân dài nhỏ nhắn, tóc dài cột sau đầu, vừa thoải mái phóng khoáng, vừa đẹp không sao tả xiết. Có lẽ là do đang ở quê hương, với Hạ Tưởng, cô càng quyến rũ, khuôn mặt hồng hào mà thu hút, từ đôi mắt lóe lên ánh sáng thu hút. Nghiêm Tiểu thì đang ở trước mắt mới là con người thật sự tươi đẹp, rực rỡ như hoa, không ít người đi qua cô, đều khó tránh khỏi nhìn mấy lần, thậm chí còn có người nán lại. Thậm chí còn có người muốn ngỏ lời, tuy nhiên khi vừa nhìn thấy thanh niên anh Tuấn đứng bên cạnh Nghiêm Tiểu thì, đều dừng chân lại, không dám tiến về phía trước, bởi vì nhiều người không quen Nghiêm Tiểu thì, nhưng hầu như đều quen Đường Gia Thiếu. Đường Gia Thiếu chẳng những có bề ngoài anh Tuấn hơn người, mà còn có tiền có thế. Đừng nhìn vào vẻ mặt tao nhã của gã, thực tế cũng là người có lòng lang dạ sói. Đặc biệt là ở phương diện đối xử với phụ nữ, chỉ cần là người phụ nữ gã thích, gã nhất định phải tìm cách đoạt được. Có một lần tranh giành một cô gái với một gã sánh sỏi trong ngành IT, đối phương tự cao cũng có quân bài chưa lật, từ đầu đến cuối không chịu buông tay, lại không ngờ rằng Đường Gia Thiếu khi thi công đường, cố ý khiến người ta chặt đứt cáp quang. Kết quả là trang web của gã sành sỏi IT liền bị ngắt mạng 3 ngày, con số tổn thất lên tới cả triệu chưa nói, tiếng tăm trong ngành giảm đi nhiều. Sau đó không lâu, lại liên tiếp phát sinh mấy sự việc cùng kiểu, trang web của gã sành sỏi thì bị đối thủ cạnh tranh cùng ngành vượt qua, cho đến hôm nay vẫn chưa hồi phục như ban đầu. Đường Gia Thiếu là nhân vật nham hiểm cười nụ giấu dao, bởi vậy không ít người vừa gặp gã, liền cung kính nhưng giữ khoảng cách, đồng thời cũng có người tiếc hận thay cho Nghiêm Tiểu thì. Bởi vì mọi người đều biết, phụ nữ bên cạnh Đường Gia Thiếu như cá chép qua sông, thay đổi người cực nhanh, khiến người ta chóng mặt, hơn nữa trước giờ gã chơi gái không nhận trách nhiệm, chơi xong thì thôi. Hạ Tưởng vừa xuống xe, thì chú ý đến ánh mắt đầy thù địch của Đường Gia Thiếu, hắn cũng không hề bận tâm, đứng nghiêm tại chỗ bất động, đợi sau khi Nghiêm Tiểu Thì và Đường Gia Thiếu đến trước mặt hắn, hắn mới đưa tay ra bắt tay Nghiêm Tiểu Thì. Tiểu Thì, cô nói chúng ta gặp mặt ở Tương Giang. Xem như cô là chủ nhà tận tình, hay là tôi? Hạ Tưởng đến Tương Giang trước Nghiêm Tiểu Thì, nhưng Nghiêm Tiểu Thì lại là người tỉnh Tương, nhưng đã nhiều năm chưa về tỉnh Tương, cho nên mới nói như vậy. Nghiêm Tiểu Thì thản nhiên cười. Gặp người tri âm nơi đất khách, là một trong bốn diễm phúc của đời người, tôi phiêu bạt nhiều năm ở tỉnh Yến, đã từ lâu xem tỉnh Yến là quê hương thứ hai rồi. Nếu là chủ nhiệm hạ đến tỉnh Tương trước, khẳng định là muốn để cho chủ nhiệm hạ tận tình làm chủ. Đường Gia Thiếu bị bỏ qua một bên không kiềm chế được, chủ động nói. Tiểu Thì, làm sao có thể khiến cho chủ nhiệm hạ làm chủ nhà? Hôm nay tôi làm chủ. Nghiêm Tiểu Thì dường như mới nhớ ra, lúc này mới giới thiệu Đường Gia Thiếu với Hạ Tưởng. Chủ nhiệm hạ, tôi giới thiệu một chút, Đường Gia Thiếu, chủ tịch hội đồng quan trị kiêm tổng giám đốc công ty cầu đường tỉnh Tương. Đường Gia Thiếu chừng 30 tuổi, quả thật anh Tuấn, gầy mà rất cao. Trên người mặc tây phục sáng loáng, đầu tóc bóng lột, giày dép sáng bóng, một bộ dạng được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Hạ Tưởng liền giơ tay vẫy Đường Gia Thiếu. Tổng giám đốc Đường thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hiện tại chính là chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp cỡ lớn cấp tỉnh, thật giỏi. Đường Gia Thiếu cười nói một cách khiêm tốn. Đâu có, so với chủ nhiệm hạ, tôi còn kém xa. Gã lại quay đầu liếc nhìn Nghiêm Tiểu thì một cái. Nói mấy câu. Vừa rồi Tiểu thì chưa giới thiệu rõ ràng, kỳ thật tôi còn là bạn đại học của cô ấy, nói rõ hơn nữa, là mối tình đầu và là người ngưỡng mộ cô ấy. Hạ Tưởng nhẹ nhàng thả lỏng tay của Đường Gia Thiếu, nét mặt nhìn không ra vui hay giận. Tiểu thì, hôm nay có người ngoài hay không? Nghiêm Tiểu thì vừa nghe thì biết Hạ Tưởng không muốn nhiều người, càng không thích sắp xếp tiết mục khác, liền nói. Hết rồi, chỉ có 3 người chúng ta. Ngồi một lát, làm quen một chút. Phòng ăn cũng được đặt cái tên rất thú vị Túy Tiêu Tương, phòng không lớn, nhưng rất đẹp. Hạ Tưởng ngồi trên đầu, Nghiêm Tiểu thì ngồi bên cạnh Hạ Tưởng, Đường Gia Thiếu thì ngồi ở bên trái. Trà được mang lên trước, Đường Gia Thiếu ngồi bên giới thiệu hương vị và nguồn gốc của trà, nói đến mức sinh động như thật, quy lại thành một chủ đề, trà rất đắt, rất quý hiếm, ở chợ rất hiếm thấy. Trong nước tổng cộng không có mấy cân. Ẩn ý tỏ vẻ bỡ đỡ, lại thể hiện gã có gu thưởng thức siêu việt. Hạ Tưởng chỉ gật đầu cười, không nói lời nào, Nghiêm Tiểu thì lại không để mất cơ hội đả kích Đường Gia Thiếu, nói.
Gia thiếu, đừng khoe khoang nữa, chủ nhiệm Hạ luôn ở trong tỉnh Yến và thủ đô, đất thủ đô, tập hợp các vị quan lớn, anh nói, thứ quý hiếm nhất không ở thủ đô sẽ ở tỉnh Tương sao? Nói lời khách sáo, thực tế ẩn ý vẫn là châm chọc Đường Gia thiếu ít gặp thì cho là hiếm có, tự cho rằng đúng. Đường Gia thiếu hơi nóng mặt, cũng không phản bác Nghiêm tiểu thì, mà cười mời Hạ Tưởng uống trà. Hạ Tưởng đã nói trước, chỉ uống trà, không uống rượu, sau khi Đường Gia thiếu khuyên hai lần, cũng không khuyên nữa, gã không có rượu không vui, thì lại mời rượu Nghiêm tiểu thì. Nghiêm tiểu thì không có cách thay đổi chủ ý của gã, đành cùng gã uống mấy chén. Mấy chén rượu vào bụng, Nghiêm tiểu thì lại đỏ mặt, càng xinh đẹp. Khi bắt đầu Đường Gia thiếu còn ra vẻ, sau một lát, có lẽ là cho rằng không khí đã dịu đi, có lẽ là rượu nặng, nói nhiều hơn, bỗng chốc nói gã và Nghiêm tiểu thì là bạn đại học, hai người còn có khoảng thời gian qua lại, trong chốc lát lại nói gã vẫn luôn ái mộ Nghiêm tiểu thì, hiện tại vẫn còn độc thân giống như cô, hy vọng Nghiêm tiểu thì cho gã cơ hội. Hạ Tưởng hơi cau mày, cách ứng xử của Đường Gia thiếu có chút lỗ mãng, ăn nói lăng nhăng, ngồi đã nửa ngày rồi, không nói một câu chính sự, hôm nay gặp mặt, rất vô nghĩa. Nếu không phải nể mặt Nghiêm tiểu thì, Hạ Tưởng sớm đã đứng dậy đi khỏi rồi, đối với Đường Gia thiếu, hắn không nhất định phải ứng phó. Tuy nhiên liên tưởng đến mấy lần cầu đường tỉnh Tương bị tố cáo đã vi phạm quy định công việc cầu đường, lại tận mắt nhìn thấy Đường Gia thiếu hết sức lông bông và ngây ngô. Với sự nông cạn của Đường Gia thiếu, không đủ tư cách đảm nhận chủ tịch hội đồng quản trị của cầu đường tỉnh Tương. Từ đó càng kết luận, phía sau vụ việc, khẳng định có bóng dáng của quan thương cấu kết. Nghiêm tiểu thì muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn của cầu đường tỉnh Tương, không phải chuyện gì tốt đẹp, Hạ Tưởng quyết định ngăn cản cách nghĩ của Nghiêm tiểu thì. Nghiêm tiểu thì mới đầu còn nhường nhịn Đường Gia thiếu ba phần, thấy gã say rồi, nói. Đường Gia thiếu, nếu anh còn nói không có căn cứ, đừng trách tôi không khách sáo. Giữa chúng ta chỉ nói chuyện công việc, không có việc riêng. Đường Gia thiếu dường như ít nhiều có chút e sợ Nghiêm tiểu thì, cười hì hì, cúi đầu uống rượu tiếp. Nghiêm tiểu thì liền quay sang thè lưỡi với Hạ Tưởng, tỏ ý cười xin lỗi, nói đến việc chính. Cầu đường tỉnh Tương có ý muốn giành lấy đoạn đường qua tỉnh Tương của đường cao tốc Bắc Kinh-Hồng Kông, đây thực sự là một cơ hội tốt, nhưng hiện tại quyền quyết định ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau khi Chủ tịch tỉnh phó mới đến nhậm chức, anh ấy không quen. Hạ Tưởng hiểu, Đường Gia thiếu trong quá trình nhận công trình, gặp phải lực cản, nguyên nhân là Phó Tiên Phong, mà Nghiêm tiểu thì tận dụng thời thế. Liền ra mặt đến tìm hắn hòa giải, bởi vì hắn có thể nói chuyện được với Phó Tiên Phong. Tin chắc rằng Đường Gia thiếu khai ra cái giá xa xỉ mới đánh động được tới Nghiêm tiểu thì. Nếu phẩm chất của cầu đường tỉnh Tương vượt qua được cửa ải, kỹ thuật tốt, không có bất cứ nhược điểm nào có thể khiến cho người ta chỉ trích, Hạ Tưởng cũng đồng ý giúp đỡ. Dù sao công trình trọng đại của quốc gia, thường không thể tránh khỏi những hành động phía sau màn, đưa công trình cho ai đó nhận thầu. Có thể khiến cho mình yên tâm một chút thì tốt. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn có cảm giác công ty cầu đường tỉnh Tương đã bị đưa vào danh sách đen. Thương nhân coi trọng lợi nhuận, Nghiêm tiểu thì đồng ý ra mặt thay Đường Gia thiếu, Hạ Tưởng cũng không có ý chỉ trích cô ta điều gì, càng sẽ không do vậy mà khinh thường cô. Nghiêm tiểu thì trước giờ vẫn có chừng mực, nhưng bình tĩnh xem xét, Hạ Tưởng thật sự không có thiện cảm với Đường Gia thiếu, mặc dù nói hắn không hề biết Đường Gia thiếu có hậu thuẫn gì. Nhưng có thể khẳng định một điều là, với tài năng của Đường Gia thiếu, khẳng định không đảm nhiệm nổi trọng trách Chủ tịch Hội đồng Quản trị cầu đường tỉnh Tương. Tôi và Chủ tịch tỉnh Phó cũng không quá thân, Hạ Tưởng kéo dài âm điệu, tạo thế mai phục. Tuy nhiên nể mặt cô, tiểu thì, ở thời điểm thích hợp, sẽ đề cập với Chủ tịch tỉnh Phó, nhưng không thể bảo đảm có thể làm lay động anh ta. Nghiêm tiểu thì và Hạ Tưởng rất thân, nên đã nhận ra Hạ Tưởng không có nhiều thiện cảm với Đường Gia thiếu, liền nói. Vậy thì cảm ơn chủ nhiệm Hạ trước. Đường Gia thiếu mở miệng, muốn nói gì, Nghiêm tiểu thì lại kịp thời ngắt lời gã, nói. Anh ra ngoài hít thở không khí trong lành trước đi. Đường Gia thiếu, à, một tiếng, ngầm hiểu gật đầu một cái, cười đi ra ngoài. Gã vừa ra ngoài, Nghiêm tiểu thì liền đổi vẻ mặt trách móc. Anh hình như có ý kiến với tôi. Hạ Tưởng lắc đầu cười. Đâu có, cô lại nghĩ nhiều rồi. Tuy nhiên tôi vẫn phải nhắc nhở cô một câu, vấn đề của cầu đường tỉnh Tương không ít, làm việc chung với Đường Gia thiếu ít thôi. Câu trả lời của Nghiêm tiểu thì lại khiến cho Hạ Tưởng giật mình. Tôi biết cầu đường tỉnh Tương có vấn đề, cũng biết bây giờ có người đang điều tra cầu đường tỉnh Tương,
nhưng cầu đường Tỉnh Tương sẽ không sập, bởi vì không chỉ Tỉnh Tương, ở Trung ương cũng sẽ có người phải bảo vệ cầu đường Tỉnh Tương. Chương 1284, phức tạp. Sau khi Đường Gia Thiếu đi ra khỏi phòng ăn, thần thái mơ hồ mất hẳn, thay vào đó là vẻ mặt không gì tỉnh táo bằng, lại vô cùng bình tĩnh, gã lôi điện thoại ra bấm số. Sau một lát, điện thoại đã kết nối, bên trong truyền đến một giọng nói trẻ trung. Cách ứng xử của Hạ Tưởng như thế nào? Không dễ đoán. Đường Gia Thiếu nhỏ giọng, vừa đi vừa nói, thấy xung quanh không có người chú ý đến gã, mới thư giãn một chút. Dấu tài không để lộ, sắc mặt không thay đổi. Bác Thiếu, chúng ta không nhất định phải lòng vòng xung quanh Hạ Tưởng, con đường còn xa, có thể lách qua Hạ Tưởng. Không, cửa ải Hạ Tưởng này, lách không qua, nhất định phải giải quyết. Giọng nói của Bác Thiếu rất kiên định. Gia Thiếu, cần tận dụng mối quan hệ giữa Nghiêm Tiểu Thì và Hạ Tưởng, tôi hỏi thăm rồi, mấy năm lại đây Nghiêm Tiểu Thì luôn vây quanh Hạ Tưởng. Cô ta đối với Hạ Tưởng khẳng định là tình cảm thắm thiết, ha ha. Sắc mặt của Đường Gia Thiếu biến đổi mấy lần, trong mắt rực lửa. Bác Thiếu dường như đoán được sự giận dữ của Đường Gia Thiếu vậy, lại nói. Đừng để cho phụ nữ can dự vào đại sự, Nghiêm Tiểu Thì mặc dù đẹp, nhưng vẫn không thể xếp ngang hàng so với công trình mấy mươi tỷ. Gia Thiếu, đừng để một đóa hoa làm mờ mắt, hơn nữa đã nhiều năm trôi qua rồi, Nghiêm Tiểu Thì sớm đã không còn là trinh nữ, anh còn tình sâu nghĩa nặng với cô ta thì thật là coi tiền như rác. Nói không chừng từ lâu đã bị Hạ Tưởng. Được rồi, đừng nói nữa, trong lòng tôi đã có dự liệu rồi. Đường Gia Thiếu không muốn lại nghe nữa, liền ngắt lời Bác Thiếu. Tôi sẽ có cách thu phục Hạ Tưởng, hắn dù sao cũng còn trẻ, phụ nữ và tiền chính là sát thủ lớn nhất. Cẩn thận hành động, đừng chữa lợn lành thành lợn què. Cúp điện thoại của Bác Thiếu, Đường Gia Thiếu hít mấy hơi thật sâu, nhớ tới ánh mắt Nghiêm Tiểu thì nhìn Hạ Tưởng. Dịu dàng mà đầy tình ý, rõ ràng là thể hiện ánh mắt của một người phụ nữ yêu sâu sắc, gã không thể cưỡng lại mà nảy sinh đố kỵ. Nghiêm Tiểu Thì là bạn đại học của gã, trong 4 năm đại học, gã nhiều lần theo đuổi Nghiêm Tiểu Thì, cuối cùng vẫn không thể có được trái tim của người đẹp. Nhưng tình yêu đầu ấp ủ tình cảm khó quên nhất, từ đó gã luôn nhớ mãi không quên Nghiêm Tiểu Thì. Cho tới khi nghe nói Nghiêm Tiểu Thì vẫn còn độc thân, tình cảm trong lòng gã lại dấy lên một lần nữa. Hiện tại gã cũng vẫn còn độc thân, đương nhiên không phải vì đợi Nghiêm Tiểu Thì mới không kết hôn, mà là lưu luyến bụi hoa không biết đường về. Nhưng hiện tại lại nhìn thấy tình yêu đầu tiên, mặc dù nói chỉ có thể xem là mối tình đầu đơn phương, liền kích động dục vọng muốn sở hữu mà gã trước giờ chưa có, Đường Gia Thiếu quyết định, phải biến Nghiêm Tiểu Thì thành của riêng. Còn Hạ Tưởng, đã là bàn đạp của cầu đường Tỉnh Tương tiến lên con đường phía trước, vừa là chướng ngại vật trong cuộc sống tình cảm của gã. Đường Gia Thiếu quyết định kéo Hạ Tưởng xuống nước, chỉ cần lên thuyền, muốn xuống thuyền khó như lên trời. Điều mà Đường Gia Thiếu không hề biết là, gã muốn Hạ Tưởng trở thành bàn đạp của cầu đường Tỉnh Tương, nhưng mặt khác có người muốn Hạ Tưởng thành chướng ngại vật của cầu đường Tỉnh Tương. Hạ Tưởng mới vào Tỉnh Tương, bởi vì nhiều mối quan hệ, mà không thể tránh khỏi phát sinh xung đột lợi ích với cầu đường Tỉnh Tương, hơn nữa vì vậy mà dẫn đến đợt sóng công kích đầu tiên của Tỉnh Tương. Hạ Tưởng dưới sự giới thiệu của Nghiêm Tiểu Thì, xem như bước đầu làm quen với Đường Gia Thiếu, khi Đường Gia Thiếu trở về phòng, cuộc nói chuyện giữa Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thì đã kết thúc. Hạ Tưởng đưa ra lời cáo từ, Nghiêm Tiểu Thì và Đường Gia Thiếu cùng tiễn ra bên ngoài. Nghiêm Tiểu Thì lại đưa ra đề nghị muốn tiễn Hạ Tưởng về nhà, nếu là bình thường, Hạ Tưởng sẽ khăng khăng cự tuyệt, nhưng hôm nay lại đồng ý không chút do dự. Nhìn bóng của Nghiêm Tiểu Thì và Hạ Tưởng đi khuất. Đường Gia Thiếu đứng im tại chỗ, nửa ngày không cử động, sắc mặt vô cùng khó hiểu. Sau một lúc lâu, mới đánh ra một tin nhắn. Hạ Tưởng ngồi bên cạnh Nghiêm Tiểu Thì. Hôm nay hắn ra ngoài không đem theo thư ký, thấy dáng vẻ Nghiêm Tiểu Thì đang chuyên tâm lái xe, từ bên cạnh nhìn sang, độ cong của cái mũi của cô hoàn mỹ mà động lòng người, khiến tim đập thình thịch. Điểm hấp dẫn người khác nhất của một người phụ nữ không phải ở dáng người thu hút, không ở bề ngoài hoàn mỹ. Mà ở chỗ bất kể ngắm nhìn cô ta ở góc độ nào, luôn có một điểm khiến tim đập loạn xạ. Nghiêm Tiểu Thì chính là như vậy, cô khẽ cười, một cái nghiêng người, một cái quay đầu cũng khiến cho người ta nhớ mãi. Là một người phụ nữ rất đẹp. Nghiêm Tiểu Thì hết sức chú ý lái xe, tốc độ xe không nhanh, đột nhiên giẫm chân xuống phanh gấp. Hạ Tưởng không đề phòng cơ thể dồn về phía trước, thiếu chút nữa dập mũi, vẫn chưa kịp trách móc Nghiêm Tiểu Thì. Cô đã vươn tay ra, đặt lên mặt hắn một cách rất dịu dàng.
ánh mắt anh nhìn em vừa rồi, khiến người ngây ngất, em suýt nữa toàn thân mềm nhũn, ngay cả xe cũng không lái nổi. Bàn tay ấm áp của Nghiêm Tiểu thì mềm mại và dễ chịu, giọng nói của Nghiêm Tiểu thì dễ nghe, nghe thật nhập thần. Hơn nữa hít thở không khí ẩm ướt của miền Nam, trong nhảy mắt Hạ Tưởng thậm chí đã có cảm giác tan chảy. Miền quê hiền hòa, nhà nhà anh hùng, những lời ấy không phải giả, người con gái vùng sông nước quả nhiên dịu dàng như nước, dù đàn ông có hào hùng cao ngất, cũng sẽ rơi vào trong cạm bẫy ngọt ngào của những cô gái. Hạ Tưởng nắm chặt tay Nghiêm Tiểu thì, nhẹ đặt lên lòng bàn tay. Em nghe kỹ lời khuyên của anh, không nên làm việc cùng Đường Gia Thiếu, càng ít nhúng tay vào việc của cầu đường Tỉnh Tương. Nghiêm Tiểu thì chạy xe vào một khu đô thị, dừng xe lại, hai mắt như nước nhìn Hạ Tưởng. Đường Gia Thiếu không phải là mối tình đầu của em, năm đó anh ta chỉ là đơn phương có tình ý với em chưa từng thích anh ta. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, Nghiêm Tiểu thì rốt cuộc là đã làm ăn lâu rồi, khi gặp lợi nhuận, khó có thể kiềm chế, thật đúng là người ở núi này, mây sâu không biết lối, còn cho rằng hắn là vì ghen tuông nên mới ngăn cản cô nhúng tay vào cầu đường Tỉnh Tương. Hắn đã hạ quyết tâm phải điều tra sự thật về vấn đề cầu đường Tỉnh Tương, nhưng lại không thể nói rõ ràng với Nghiêm Tiểu thì, thực sự khó xử. Nhớ tới lời Nghiêm Tiểu thì đã nói trong quán rượu, thì ngay cả cô cũng biết cầu đường Tỉnh Tương thần thông quảng đại. Năm đó còn lấy được cả công trình của tỉnh Yến, hơn nữa còn do Phạm Duệ Hằng đích thân lên tiếng cho cầu đường Tỉnh Tương. Lúc đó Nghiêm Tiểu thì chỉ biết mánh khóe của cầu đường Tỉnh Tương, là ở thủ đô có người đích thân gọi điện thoại cho Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng mới bất đắc dĩ vì sự tôn nghiêm của bí thư tỉnh ủy mới thông qua cho công ty cầu đường Tỉnh Tương. Bởi vậy Nghiêm Tiểu thì mới nhận định cầu đường Tỉnh Tương có thể đứng sững sững không ngã. Chỉ có điều Nghiêm Tiểu thì không phải người trong quan trường. Không biết sự việc trong quan trường, thay đổi trong nháy mắt, chỉ cần có người dốc hết công sức đẩy, cầu đường Tỉnh Tương sớm muộn sẽ đổ, huống hồ hiện tại Hạ Tưởng muốn đích thân ra tay điều tra. Nhưng lại không thể nói rõ với Nghiêm Tiểu thì, Hạ Tưởng lấy vẻ hống hách của đàn ông, lấy một giọng có vẻ như ra lệnh nói. Em phải nghe lời anh, nếu còn dính dáng với Đường Gia Thiếu, đừng trách anh sau này không để ý đến em nữa. Vừa ra độc chiêu, quả nhiên hiệu quả. Nghiêm Tiểu thì mở to hai mắt một cách oan ức. Nhưng nếu công trình vào tay, ít nhất cũng kiếm được mấy chục triệu, hơn nữa không chỉ mình em kiếm được tiền, không ít con cháu các quan Tỉnh Tương cũng có phần. Hạ Tưởng có chút động tâm. Đối với mạng lưới quan hệ của cầu đường Tỉnh Tương, em biết được bao nhiêu? Em không biết bao nhiêu. Nghiêm Tiểu thì hơi bĩu môi. Em nào dám biết nhiều, biết càng nhiều, thì dấn vào càng sâu. Thêm nữa anh thấy thái độ của Gia Thiếu đối với em rồi đó, em dám tiếp xúc sâu với anh ta sao? Em chỉ là một người trung gian, giới thiệu anh ta làm quen với anh, cũng là để tìm một cơ hội ở cùng anh, thực ra kiếm tiền chỉ là thứ yếu. Nghiêm Tiểu thì nói rất hợp tình hợp lý, Hạ Tưởng cũng tin tưởng cô, nhưng không ngờ, Nghiêm Tiểu thì trước sự hấp dẫn của lợi ích lớn, vẫn từng bước lún sâu vào, để có được 20 triệu phí giới thiệu, thiếu chút nữa gặp nguy. Trở lại tỉnh ủy. Tâm tư của Hạ Tưởng không hiểu sao có chút nặng trĩu, sự việc càng ngày càng phức tạp, còn liên lụy tới Nghiêm Tiểu thì, đúng là trường hợp lớn. Đương nhiên, Hạ Tưởng vẫn kiên định cho rằng Nghiêm Tiểu thì sẽ nghe lời hắn, sẽ không tiếp tục nhúng tay vào cầu đường Tỉnh Tương. Điều hắn lo lắng là sau lưng cầu đường Tỉnh Tương, nếu có một con cháu quan chức của Tỉnh Tương vươn bàn tay lớn ra gắp thịt trong nồi canh lớn cầu đường Tỉnh Tương này, vậy thì động tới cầu đường Tỉnh Tương cũng tương đương với động tới cả cục diện chính trị của Tỉnh Tương. Nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, trong chốc lát không ngờ Hạ Tưởng phát sinh dao động, dù sao hắn ở Tỉnh Tương một mình yếu thế, không có mối quan hệ rộng rãi để nhờ cậy, không có người nào có thể dễ dàng sai khiến, thậm chí bên cạnh không có mấy thuộc hạ có thể tin tưởng. Làm sao tra án, làm sao mở ra cục diện? Trong đầu sáng lên ý nghĩ, kéo chân đá tay nghĩ một hồi lâu, là hành vi lỗ mãng, ở cấp dưới huyện, thì còn được, bây giờ đến cấp tỉnh, bộ. Nói không chừng. Sau lưng ai đó có thể nối thẳng đến trung ương. Hạ Tưởng ngồi trong phòng làm việc, trông về phía xa ngoài cửa sổ cảnh sắc đã xanh xanh một vùng, trong lòng suy nghĩ, mùa xuân miền Nam đến sớm, cái khác với Tần Đường và Thiên Trạch ở chỗ, mùa xuân của Tương Giang bắt đầu từ các ngọn cây. Bước tiếp theo nếu muốn triển khai công việc, cần bồi dưỡng thân tín từ trong nội bộ của ủy ban kỷ luật mới được, trầm tư thật lâu sau, quyết định hay là thử với Lý Tòng Đông. Không ngờ Lý Tòng Đông không biết là cảm nhận được bị người khác nghĩ đến, hay là tự nhiên mà đến.
Hạ Tưởng mới nghĩ đến anh ta liền chủ động đến báo cáo công việc. Lý Tòng Đông khoảng 40 tuổi, khuôn mặt thật thà chất phác, nụ cười cho người ta cảm giác trung thực khiêm tốn. Người không biết, đều cho rằng anh ta thuộc dạng người như giảng viên đại học, bất cứ ai cũng không ngờ anh ta chính là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Người không chỉ ở tướng mạo, Hạ Tưởng sẽ không chỉ phán đoán tính cách của anh ta chỉ dựa vào tướng mạo, luôn có người gian ác nhìn giống như trung trực và người trung trực nhìn giống như gian ác, sẽ không dễ dàng đưa ra kết luận đối với một người. Chủ nhiệm Hạ, tôi muốn báo cáo cụ thể về tư tưởng và tổng kết công việc trong thời gian gần đây với anh một chút, anh xem có tiện không? Thái độ của Lý Tòng Đông rất đoan chính, khiến người ta không chỉ ra được sai sót. Hạ Tưởng cũng cười theo anh ta. Vừa mới xem xong văn kiện, hiện tại thời gian có 20 phút. Lý Tòng Đông gật đầu rất cung kính, bắt đầu báo cáo. Cái gọi là tư tưởng và tổng kết công việc, kỳ thực chính là sự tổng kết một cách đơn giản về bản thân, cơ bản phần lớn đều là khẳng định, có một phần nhỏ là tự phê bình, điều cần thiết chính là để cho lãnh đạo cảm thấy anh luôn luôn cố gắng làm việc thực sự, anh cũng có một vài vấn đề nhỏ, thiếu khuyết nhỏ, nhưng đồng thời luôn nỗ lực sửa đổi. Lý Tòng Đông báo cáo khoảng 10 phút, thì kết thúc đúng lúc, sau đó lại giới thiệu một chút về tình hình thực tế và bộ máy các nhân viên của Ủy ban Kỷ luật từ Phó Chủ nhiệm Thường vụ Lâm Hoa Kiến, cho tới Trưởng ban Thư ký Đào Hà Giang. Hoàn cảnh của các cán bộ trung tầng trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật, trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ, nhưng hắn cũng nhẫn nại nghe Lý Tòng Đông nói mấy phút. Điều khiến Hạ Tưởng giật mình là, cuối cùng, Lý Tòng Đông chuyển chủ đề, cũng đã nhắc đến cầu đường tỉnh Tương. Hơn nữa còn lộ ra một tin tức kinh người. Chương 1285, sự phát. Thoáng cái đã đến giờ rồi, Lý Tòng Đông cũng rất đúng giờ, đứng dậy muốn đi, Hạ Tưởng liền không chút để ý nói một câu. Tòng Đông, hôm qua tôi nhìn thấy một bức thư tố cáo cầu đường tỉnh Tương. Nói một nửa, liền quan sát phản ứng của Lý Tòng Đông. Trên mặt Lý Tòng Đông không lộ ra vẻ ngạc nhiên, vẻ mặt anh ta bình tĩnh nói. Về thư tố cáo cầu đường tỉnh Tương, hàng năm đều thu được hàng trăm bức, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Hàng trăm thư tố cáo. Hạ Tưởng thấy Lý Tòng Đông tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói không giải quyết được gì, cũng không nói rõ thư tố cáo không thật, hay là có nguyên nhân khác, chỉ biết có thể ngồi ở vị trí phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, Lý Tòng Đông cũng không đơn giản, liền nói. Hàng trăm thư tố cáo cũng nói rõ một vài vấn đề. Tòng Đông. Hãy nói cách nhìn của anh về cầu đường tỉnh Tương. Hạ Tưởng tưởng rằng Lý Tòng Đông sẽ đánh thái cực, không ngờ Lý Tòng Đông vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng nói. Cầu đường tỉnh Tương không phải một công ty, mà là một câu lạc bộ con nhà quan, không ít con cháu lãnh đạo ở tỉnh Tương đều trong mạng lưới quan hệ của cầu đường tỉnh Tương. Lời của Lý Tòng Đông hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, là một cán bộ cấp cao của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đường đường là phó chủ nhiệm. Nói thẳng ra là lời nói không thèm che giấu, là biểu hiện chính trị không đủ chín chắn, cũng là hết sức liều lĩnh. Tuy nhiên Hạ Tưởng lại không chỉ trích lời của Lý Tòng Đông, bởi vì hắn biết rõ Lý Tòng Đông là mượn cớ tỏ vẻ quy phục và tiếp cận, cũng thử lập trường của hắn. Làm rõ nhân vật số một là lập trường và khuynh hướng thế nào, nhân tài bên dưới mới có thể quyết định có quy phục và tiếp cận hay không, bởi vì nếu không hợp tính, không hợp khẩu vị, cũng không phải ai nấy đều chỉ nịnh nọt. Chỉ nhận quyền lực không nhận nhân phẩm. Tôi biết rồi. Hạ Tưởng chỉ lờ mờ phất phất tay. Lý Tòng Đông có chút thất vọng, anh ta cho rằng Hạ Tưởng sẽ mượn cơ hội truy hỏi, cho dù là giả vờ cũng được, cũng có thể lên tiếng cảnh báo, không ngờ rằng Hạ Tưởng cũng là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ẩn giật. Anh ta gật gật đầu, rất buồn bã đi ra ngoài, khi đến cửa lại đột nhiên nghe được Hạ Tưởng nói một câu. Tòng Đông, có thời gian thống kê lại số thư tố cáo cầu đường tỉnh Tương trước đây. Trong lòng Lý Tòng Đông mừng thầm, quay đầu lại hướng về phía Hạ Tưởng gật đầu trịnh trọng. Lý Tòng Đông có thể dùng hay không, Hạ Tưởng tạm thời không thể đánh giá. Để xem công việc anh ta làm có được mọi người hài lòng hay không, hoặc là nói xem anh ta có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không thì không ai biết được. Phải là thử thách khả năng lĩnh ngộ và trình độ xử lý công việc của anh ấy, điện thoại của Phó Tiên Phong lại gọi đến, sau khi hẹn địa điểm gặp mặt. Hạ Tưởng mới gác điện thoại, Lâm Hoa Kiến liền vào báo cáo công việc. Sau khi Hạ Tưởng giữ chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, chỉ gặp mặt Lâm Hoa Kiến một lần ở hội nghị cán bộ trung tầng của ủy ban kỷ luật. Từ đó về sau, bao gồm mấy vị phó chủ nhiệm có cả Lý Tòng Đông trong đó, cùng với cán bộ trung tầng gồm cả Đào Hà Giang, đều báo cáo công việc, chỉ có Lâm Hoa Kiến vẫn chưa lộ diện.
Nghe nói rất bận nhưng công việc dù bận thế nào, ngay cả thời gian báo cáo công tác với nhân vật số 1 cũng không có, không phải tự cao công việc vất vả công lao lớn, chính là tự nhận hậu trường cứng rắn, mạnh mẽ, không để ý đến hạ tưởng. Lý Tòng Đông báo cáo công việc trước, Lâm Hoa Kiến báo cáo sau, liền nói rõ tin tức của Lâm Hoa Kiến nhanh nhẹn. Lâm Hoa Kiến 45 tuổi đầu trọc, hốc mắt sâu, xương gò má cao, khi đi đường đầu ngẩng cao, hơn nữa lỗ mũi của y to hơn người bình thường, chính là khí thế cao ngạo. Có lẽ anh ta đã quen rồi mà không biết, sau khi đi vào phòng làm việc của Hạ Tường, cũng là bộ dạng ngẩng cao đầu. Ngẩng cao đầu không có gì, có vẻ người có tinh thần, nhưng nếu vẻ mặt biểu cảm không tốt, vẻ mặt thờ ơ hoặc là nhìn không chớp mắt thì chính là vênh váo tự đắc. Lâm Hoa Kiến tiến vào, Hạ Tường cúi khom lưng, vẫn không đứng dậy, cười mời anh ta vào ngồi, Lâm Hoa Kiến lại không ngồi mà nói. Tôi sẽ không ngồi, chủ nhiệm Hạ, tôi xin báo cáo hai việc, đứng báo cáo ngôn từ giản lược, nâng cao hiệu suất công việc. Hạ Tường không phản đối cũng không tán thành, chỉ làm ra vẻ lắng nghe, nghe Lâm Hoa Kiến tiếp tục nói. Công việc thứ nhất chính là tránh văn phòng ủy ban kỷ luật Phàn Kiệt sắp hết nhiệm kỳ, người tiếp nhận thông mấy đồng chí đề cử, đều nhất trí cho rằng đồng chí Ngũ Tiểu Toàn là thích hợp. Tôi liền tập hợp ý kiến của các đồng chí, báo qua chủ nhiệm Hạ phê chuẩn. Trong lòng Hạ Tưởng không vui, điều chỉnh nhân sự ủy ban kỷ luật, đương nhiên phải do một tay hắn mà định. Lâm Hoa Kiến lại có ý chèn ép, nói là mấy đồng chí nhất trí đồng ý, chẳng phải là ám chỉ anh ta trong ủy ban kỷ luật, được nhiều người ủng hộ. Phó chủ nhiệm thường vụ là người quản lý nhân sự, nhưng cũng cần nhân vật số 1 gật đầu mới được. Lâm Hoa Kiến vẫn chưa chủ động báo cáo công việc, bây giờ đến đây, lại trực tiếp tung ra vấn đề nan giải, chẳng khác nào cấp dưới đã thỏa thuận xong rồi, mang lên chỉ để Hạ Tưởng ký tên, mà không phải để Hạ Tưởng quyết định. Trong lòng Hạ Tưởng không vừa lòng, ngoài mặt có chút phẫn nộ, vẻ mặt cười nhạt, không nói lời nào. Lâm Hoa Kiến liền tiếp tục báo cáo. Việc thứ hai chính là vụ án Phó Thị trưởng thành phố Trấn Đông Trần Công Phương nhận hối lộ, Ủy ban kỷ luật đã bước đầu nắm rõ chứng cứ xác thực, trước khi chủ nhiệm Hạ đến. Ủy ban kỷ luật đã điều tra hơn nửa năm rồi, hiện nay có nên tiến hành thẩm vấn Trần Công Phương hay không, mời chủ nhiệm Hạ chỉ thị. Sự việc Trần Công Phương, Hạ Tưởng trước giờ chưa nghe thông tin gì, hắn tiếp nhận tài liệu điều tra của Lâm Hoa Kiến, vừa xem, chỉ biết quả thật như lời Lâm Hoa Kiến nói. Sự thật Trần Công Phương phạm tội vô cùng xác thực, chứng cứ xác thực, hoàn toàn có thể bắt giam ngay. Trần Công Phương là phó thị trưởng thành phố Trấn Đông tỉnh Tương, ở tỉnh Tương lại không có tài sản gì, thậm chí một căn nhà ở cũng là nhà của chính phủ, có vẻ ông ấy là người liêm khiết. Nhưng ở thủ đô và Hạ Giang lại có vài tòa nhà lớn. Tổng số bất động sản không dưới hơn 10 chỗ, hơn nữa mỗi tòa đều không phải tên của ông ấy, mà là đăng ký dưới tên của tình nhân của ông ấy. Trần Công Phương tự so với Đoàn Chính Thuần, tự nhận yêu sâu sắc mỗi một tình nhân, giấc mộng của ông ấy là đi khắp các thành phố lớn, ở mỗi thành phố đều có một người tình xinh đẹp và một bến cảng ấm áp, lúc nào cũng chờ ông ấy ghé đến. Một gã cán bộ cấp phó giám đốc sở, không ngờ có mười mấy nơi hành cung và mười mấy tình nhân. Nếu nói ông ấy không nhận hối lộ, người trên toàn thế giới này đều phải cười. Trần Công Phương về mặt nhận hối lộ, rất có sáng tạo, không trực tiếp lấy tiền. Để người khác mua bất động sản, tiền mua đất do đơn vị nghiệp vụ thanh toán, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản cũng không ghi tên ông ấy, mà ghi tên một người ngoài xem như không có quan hệ gì. Dụng ý của ông ấy rất rõ, chẳng may sau này xảy ra chuyện, những nhà này cũng không phải của ông ấy cũng không tính là nhận hối lộ. Ủy ban kỷ luật gọi Trần Công Phương với một tên mới, đường dây nhận hối lộ. Hạ Tưởng xem xong tài liệu của Trần Công Phương, trầm ngâm một lúc, rồi quyết định. Nếu ngay từ đầu là anh đích thân bắt vụ này, vẫn là anh ra mặt mới được, cần phải hoàn thành vụ án, đồng thời thông báo toàn tỉnh, rung hồi chuông cảnh báo. Nói xong, Hạ Tưởng ký tên lên tài liệu, đồng thời duyệt chỉ thị thực hiện bắt giam. Hạ Tưởng không chú ý đến, khi hắn cúi xuống ký tên, Lâm Hoa Kiến hiện lên một điệu cười không nhận ra được ý gì. Sau khi Lâm Hoa Kiến báo cáo xong, quay người ra cửa, bóng dáng anh ấy cũng cao lớn, không biết sao. Khi ánh mắt Hạ Tưởng nhìn thẳng sống lưng Lâm Hoa Kiến, ngay lập tức nghĩ tới Trương Quốc Vĩ. Buổi tối khi tan ca, Hạ Tưởng chuẩn bị đến gặp Phó Tiên Phong, vẻ mặt tăng trác vừa nói lại dừng, sau khi thay hắn thu xếp mọi thứ, muốn nói gì đó, lại do dự một lúc, cuối cùng cũng không mở miệng. Đợi Hạ Tưởng vừa đi, tăng trác cũng hết giờ làm, nhưng anh ấy không về luôn,
mà lại gọi một cuộc điện thoại. Trưởng ban thư ký, ông có rảnh không? Được, bây giờ tôi qua. Gác điện thoại, Tăng Trác liền ra cửa, sau khi khóa cửa đi về phía bên phải, đi vào văn phòng Đào Hà Giang, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Đào Hà Giang đang thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu liếc qua Tăng Trác một cái. Việc gì vậy, có gấp không? Trưởng ban thư ký, Phó chủ nhiệm Lâm vừa báo cáo công việc với Bí thư Hạ, tôi ở bên ngoài không nghe rõ, nhưng hẳn là nhắc đến vụ án Trần Công Phương. Đào Hà Giang ngây người một lát. Cái gì, Trần Công Phương? Lâm Hoa Kiến là cho chủ nhiệm Hạ phê duyệt. Tăng Trác, anh cũng thật là, sao lại không nhắc nhở chủ nhiệm Hạ? Tôi làm sao dám? Tăng Trác thực không còn cách nào. Chủ nhiệm Hạ đã chỉ thị, tôi làm thư ký, sao có thể nói chen trước mặt hai chủ nhiệm? Đào Hà Giang đập đống tài liệu cầm trên tay lên bàn, thở hổn hển. Phiền phức rồi, chủ nhiệm Hạ bị Lâm Hoa Kiến lột ra rồi, bây giờ chủ nhiệm Hạ đi đâu? Đi ăn cơm với chủ tịch tỉnh phó. Vậy anh lập tức thông báo cho phó chủ nhiệm Lý, để tối ông ấy đi một chuyến, nói tôi có chuyện báo cáo với ông ấy. Sau đó anh gọi điện cho chủ nhiệm Hạ, hỏi ông ấy mấy giờ về nhà. Tranh thủ tối nay tôi đi báo cáo với ông ấy, nói rõ nguyên do sự việc. Được, tôi đi làm luôn. Tăng Trác nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đào Hà Giang, biết sự quan trọng của việc này, vội vàng chạy đi gọi điện. Tăng Trác vừa ra cửa, Đào Hà Giang liền cầm điện thoại, gọi điện, sau 5 tiếng chuông, có người nghe máy, anh ta vội vàng nói. Trưởng ban Lương, tôi là Đào Hà Giang, có một tin không tốt báo cáo với ông. Việc của Trần Công Phương, xảy ra rồi. Điện thoại ước chừng nói được 3 phút, thì gác máy. Đào Hà Giang như chút đi được mệt mỏi, ngồi xuống ghế, ngồi cả buổi. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng sau khi Trần Công Phương bị bắt giam, Tăng Trác vội vàng đẩy cửa vào. Lý Thứ đã đi công tác rồi, đi đâu không rõ, là tính chất bí mật. Điện thoại của chủ nhiệm Hạ không liên lạc được, tắt máy rồi. Tăng Trác toát mồ hôi đầy đầu, dễ nhận thấy sự việc đã vượt qua khả năng kiểm soát. Mồ hôi lạnh của Đào Hà Giang cũng chảy ra, không ngờ rằng, Lâm Hoa Kiến một tiếng cũng không rên khiến chủ nhiệm Hạ nhảy lên, chủ nhiệm Hạ đối với tình thế của tỉnh Tương vẫn chưa hiểu hết, phê chuẩn bắt giam Trần Công Phương, tình lý đều chính xác, nhưng vụ án Trần Công Phương sớm đã biết là vụ án lớn, lại không ai dám đụng đến, vì là một vùng cấm không thể chạm đến. Hay cho một Lâm Hoa Kiến giấu mặt, Đào Hà Giang trong cơn giận dữ, trong sự lạnh lùng, lại nghĩ tới cái gì liền nói. Nhanh gọi điện đến phòng làm việc của chủ tịch tỉnh, hỏi xem số di động của thư ký chủ tịch tỉnh phó. Chương 1286, phiền phức. Hải Phong thư ký của Phó Tiên Phong là thư ký Phó Tiên Phong đem theo từ thủ đô đến, tuyệt đối là người thân cận của Phó Tiên Phong. Không ngờ Tăng Trác gọi điện qua, Hải Phong lại nói điện thoại của chủ tịch tỉnh phó trong tay anh ta, lúc chủ tịch tỉnh phó ra ngoài, thường không cầm máy đi. Mà chủ tịch tỉnh phó đi đâu ăn cơm y cũng không biết. Phiền phức. Đào Hà Giang và Tăng Trác liếc nhau, hai người biết, cho dù có phải Lâm Hoa Kiến sắp xếp hay không, vụ án Trần Công Phương phát tác, chắc chắn sẽ vì tình hình tỉnh Tương, dẫn đến ảnh hưởng mạnh. Nơi Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong gặp nhau là một trang viên không lớn, tên là Tạ Viên. Trang viên mấy năm gần đây từ Bắc vào Nam đều thịnh hơn, mỗi thành phố đều có mấy trang viên, phỏng chừng cũng đều là chán ghét xa hoa trụy lạc của các tòa nhà cao tầng, lại thích hương vị vườn tược. Tạ Viên ở phía nam thành phố Tương Giang, hơi xa xôi, hơi xa trung tâm thành phố, do vậy khi Hạ Tưởng đến nơi, cũng sắp xỉ hơn 8 giờ tối. Xa xôi từ tỉnh ủy đến đây, Hạ Tưởng cũng có thể hiểu, bởi vì hắn và Phó Tiên Phong đi cùng xe, trên đường đi lại nói không ít chuyện. Nói là nói không ít chuyện, tuy nhiên lại không đề cập nhiều đến mức độ của sự việc. Phó Tiên Phong đối với hắn có cách nghĩ, có chờ đợi, Hạ Tưởng đương nhiên biết rõ. Nhưng Phó Tiên Phong cũng không phải tin tưởng tuyệt đối với hắn, chỉ e là đến 50% cũng không được. Trước kia ở thủ đô, hắn và Phó Tiên Phong có thể vui cười tức giận, có thể không cần nói e dè, nhưng đến tỉnh Tương, thân phận hai người nhất định, dường như quầng sáng quyền lực bao phủ lên người họ liền tạo khoảng cách giữa hai người. Cuộc trò chuyện giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong, chứa nhiều ý thăm dò và kín đáo, mà thiếu đi trực tiếp và rõ ràng. Hơn nữa sự kiện hội nghị thường vụ. Hạ Tưởng ủng hộ đề cử Trịnh Thịnh, Phó Tiên Phong có khoảng cách và hoài nghi hắn, cũng không thể tránh được. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng không giải thích sự việc này, hắn có lập trường của hắn,
không nhất thiết phải yêu cầu Phó Tiên Phong hiểu dùm. Phó Tiên Phong là gia tộc có thế lực, nhưng Phó Tiên Phong vẫn là tư tưởng quá nặng, Hạ Tưởng khẳng định muốn cùng lúc hợp tác hữu hạn với anh ta, và duy trì khoảng cách nhất định. Đến Tạ Viên, hai người đều đơn giản gọn nhẹ, đường đường là chủ tịch tỉnh và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, là hai nhân vật cực kỳ quan trọng ở tỉnh Tương, yên lặng không một tiếng động vào vườn. Một cô gái mặc áo sườn xám bó sát người dẫn đường, đi qua đường giải đá tảng đến một phòng yên tĩnh. Phòng được bố trí đơn giản, bàn đá ghế đá giường đá, thậm chí mặt đất và vách tường cũng là đá, kỳ thật không phải, là xây dựng mô phỏng đá, nhưng cảm giác rất mạnh, giống như đi vào thời cổ đại. Sau khi Phó Tiên Phong ngồi xuống mới nói, là chỗ của một người bạn của tôi ở thủ đô, rất an toàn, rất thích hợp để nói chuyện phiếm. Dọc đường đi Phó Tiên Phong cũng nói một chút về tình hình và hướng đi tiếp theo, không khác nhiều so với suy đoán của Hạ Tưởng, thế lực của đoàn hệ và gia tộc tương đối có chung nhận thức, bước tiếp theo sẽ tiếp tục bố cục, cố gắng xa lánh thế lực dân thường và lực lượng phản đối khác, nói cách khác, thế lực bốn phái trung ương cơ bản sẽ hình thành hai phái chắc chắn. Kỳ thật xu thế phát triển hiện giờ của đoàn hệ và gia tộc căn bản là thế lực bén dễ chắc chắn, nếu hai bên liên hợp lại, có thể dần dần loại bỏ phái dân thường. Nhất định vì kế hoạch lâu dài, Tổng Bí Thư cũng sẽ nhất trí với thế lực gia tộc, tình hình chính trị trong nước sau đó sẽ là thế lực gia tộc và đoàn hệ thay nhau quản lý. Hệ bình dân cũng tốt, lượng phản đối khác hiện nay đã không ra sức cũng tốt, hoặc là liên hợp, hoặc là bị tiêu diệt từng phần. Đương nhiên, hệ bình dân và lực lượng phản đối cho dù liên hợp, cũng là bằng mặt không bằng lòng. Nhưng như nhau, đoàn hệ và thế lực gia tộc cũng là theo như nhu cầu, đều không phải thật lòng. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, theo kế hoạch lâu dài, trong nước vẫn là hình thành hai thế lực lớn mới phù hợp nhất với quy luật khách quan. Thế lực phe phái càng nhiều, ngược lại càng bất lợi cho sự ổn định cục diện chính trị. Nói vậy đoàn hệ cũng tốt, thế lực gia tộc cũng tốt, đều có lòng, chính là căn cứ vào quy hoạch chính trị giống nhau, giai đoạn liên hợp hiện nay cũng là vì chia sẻ lâu dài. Bởi vì đoàn hệ và thế lực gia tộc đều đã lớn mạnh, trong khoảng thời gian ngắn không thể biến mất. Mà mặt khác trước mắt hai thế lực tuy rằng cũng rất có thực lực, nhưng ở góc cạnh lâu dài, vẫn là tiếp sau vô lực. Hạ Tưởng vì vậy cũng nhận rõ tình hình tỉnh Tương, Phó Tiên Phong đến đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, tuy rằng dường như có chút thăng tiến, nhưng trên thực tế vẫn là kết quả suy nghĩ cặn kẽ khắp nơi, muốn chính là cân bằng tỉnh Tương, lại muốn để tỉnh Tương nằm trong tay đoàn hệ và thế lực gia tộc. Nói chính xác, quan niệm chính trị của Phó Tiên Phong ở tỉnh Tương chính là cố tìm cái chung với Trịnh Thịnh. Gác lại cái bất đồng, việc hệ trọng thì liên thủ chống Diệp Thiên Nam, và kiềm chế Lương Hạ Ninh, mà Hạ Tưởng đến tỉnh Tương, còn là một thanh kiếm sắc, có thể chặt đứt đối phương bất cứ lúc nào không an phận duỗi tay quá giới hạn. Ngồi trong nhà đá, Hạ Tưởng nhìn Phó Tiên Phong đối diện có chút nhàn nhã tự đắc, dường như tự tin nắm chắc tất cả, trong lòng liền nghĩ, sắp xếp Phó Tiên Phong đến tỉnh Tương, chưa chắc chính là diệu kỳ. Phó Tiên Phong tâm tư quá nặng, lại thích chơi thủ đoạn. Sợ là có lúc sẽ vì tự tin quá mà hỏng việc. Đồ ăn Tạ Viên thật tuyệt. Chủ nhiệm Hạ, anh đến nếm thử một chút, không cần để cốc rượu không soi trăng sáng. Phó Tiên Phong hiếm khi có nhã hứng. Tuy nhiên y nói cũng đúng, thiết kế nhà đá rất đặc biệt, nóc nhà là ngói trong suốt, đúng lúc trăng rọi như nước, từ nóc nhà xuyên thấu vào phòng, chính là để người phát tình cảm, nâng chén mời trăng sáng. Hạ Tưởng hôm nay lại có chút không yên tâm. Bởi vì hôm nay xảy ra một loạt chuyện, vẫn luôn khiến hắn vương vấn với tỉnh Tương, Nghiêm Tiểu thì ngoài ý gia nhập, càng nhiều biến số. Ngược lại là vụ án Trần Công Phương, Hạ Tưởng cũng không suy nghĩ thấu đáo, hắn xem sự thật vụ án rất xác thực, lại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh làm chủ vụ này, hơn nữa còn điều tra một thời gian rất dài, hẳn là đã sớm trải qua thảo luận trong hội nghị công việc chủ nhiệm, hắn đâu có nghĩ đến, Lâm Hoa Kiến chính là cố ý chụp mũ cho hắn. Hạ Tưởng nhiều năm trong quan trường, lần đầu tiên mắc sai lầm nhỏ, không phải bị đối thủ làm hại, mà là lỗi của cấp dưới. Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong vừa ăn vừa nói chuyện, Phó Tiên Phong luôn vô tình cố ý nhắc đến Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên còn ở Tần Đường, nhưng gần đây bận không đi được, phải thường xuyên bay đến Italy mời nhà thiết kế thời trang, sau đó mang về nước sản xuất, mệnh danh là thương hiệu quốc tế, nghe nói hiện nay quần áo ở Phân Đạt Kỳ rất dễ bán. Sau khi trải qua loạt quảng cáo, đã thành công để tạo dựng thương hiệu quần áo với người tiêu dùng. Có trời mới biết thương hiệu quốc tế Phân Đạt Kỳ trăm năm, kỳ thực tính toán đâu ra đấy không quá 100 tuần. Tiên Tiên vẫn chưa tới qua Tương Giang,
nó rất muốn qua đây chơi một chuyến. Phó Tiên Phong cười ha ha. Trước kia tôi đi nhận chức vùng khác, không thấy nó nhiệt tình như vậy. Hạ Tưởng cười ha ha, không tiếp lời Phó Tiên Phong, rất cẩn thận nhắc đến con đường cao tốc ở tỉnh Tương. Chủ tịch tỉnh Phó, đấu thầu đoạn đường cao tốc tỉnh Tương, có cần trình lên lịch trình hay không? Phó Tiên Phong sửng sốt. Chủ nhiệm Hạ, anh làm sao lại quan tâm công trình chính phủ vậy? Có phải có người nhờ anh nói không? Y lắc đầu, dường như nghĩ tới cái gì? Có phải cầu đường tỉnh Tương không? Hạ Tưởng thầm kinh ngạc, cầu đường tỉnh Tương thật đúng là lợi hại, phỏng chừng là không chỉ hắn bị theo dõi, Phó Tiên Phong cũng đã nhận được cầu đường tỉnh Tương tiến công, tuy nhiên hắn không nói rõ. Tôi cũng không thay bất cứ công ty nào biện hộ, chính là thuận miệng hỏi. Từ trước công trình lớn đều dễ liên lụy tới các lợi ích, tình hình tỉnh Tương lại tương đối phức tạp, vấn đề nan giải chủ tịch Phó gặp phải không nhỏ. Hạ Tưởng rất nhẹ nhàng và khéo léo đá cầu đến chân Phó Tiên Phong, để thăm dò phản ứng của anh ta. Phó Tiên Phong khẽ gật đầu. Vấn đề khó không phải nhỏ, mức độ của cầu đường tỉnh Tương rất lớn, tỉnh Tương đã có mấy người đánh tiếng tôi, thậm chí còn có điện thoại ở thủ đô, rất khó xử lý à? Hạ Tưởng cũng theo lời Phó Tiên Phong nói theo. Thời gian thử thách chủ tịch tỉnh Phó đến rồi. Phó Tiên Phong cười ha ha. Điều kiện cầu đường tỉnh Tương đưa ra không tồi, nhưng tôi cũng không phải người thấy tiền mắt sáng ra, hơn nữa, không phải tiền gì cũng có thể lọt vào mắt tôi, anh cũng hiểu tôi. Hạ Tưởng, vì vậy tôi cũng không nói dối, bây giờ tôi còn chưa có chủ định, chủ yếu là tôi cũng nghe được tin đồn của cầu đường tỉnh Tương, nói công ty này có nhiều vấn đề. Đâu chỉ là nhiều vấn đề, căn bản là một đầm nước đục, hơn nữa còn là vàng thau lẫn nước, và sâu không lường được. Tôi cũng nghe được một số ý kiến. Hạ Tưởng cũng nói theo một câu, cũng không đi sâu vào thảo luận, bởi vì tuy rằng hắn kết luận cầu đường tỉnh Tương có việc, nhưng hiện nay một là không có chứng cứ rõ ràng, hai là cũng không dám khẳng định lời nói của Phó Tiên Phong có thật hay không thật phải suy nghĩ, hắn chỉ có thể lập lờ. Cụ thể có những ý kiến như thế nào? Không ngờ rằng Phó Tiên Phong dường như có hứng thú với cầu đường tỉnh Tương, không ngờ hỏi một câu. Hạ Tưởng cười mỉm. Cũng là có mấy bức thư tố cáo, bên ủy ban kỷ luật cũng không để tâm lắm. Phó Tiên Phong cũng cười. Làm chủ tịch tỉnh, tôi không nên hỏi đến việc của ủy ban kỷ luật, được, sẽ không hỏi, nào, uống rượu. Hạ Tưởng cũng không để ý đến tâm sự của Phó Tiên Phong, khi hắn sờ cái chén, đang muốn chuyển đề tài, chén rượu Phó Tiên Phong lại dừng giữa chừng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Đúng rồi. Nghe nói Phó Thị trưởng Trấn Đông Trần Công Phương tố cáo đích danh cầu đường tỉnh Tương, sau cũng không giải quyết được gì. Một Phó Thị trưởng phân công giao thông đích danh tố cáo một doanh nghiệp lớn, nói ra cũng không ai tin, nhưng đó là sự thật. Hạ Tưởng bỗng nhiên ngẩn người, cái gì? Trần Công Phương tố cáo cầu đường tỉnh Tương? Làm sao hắn trước kia chưa nghe qua, chờ đã, Lâm Hoa Kiến sớm muộn không xuất hiện, cố tình lần đầu đến báo cáo, lại bắt giam Trần Công Phương, chẳng lẽ là một cục? Nguy rồi, bị Lâm Hoa Kiến lợi dụng rồi. Hạ Tưởng nghĩ thông suốt điều này, lập tức giận tím mặt, hay cho một Lâm Hoa Kiến, cho dù kẻ giật dây sau ông là ai, ông giấu việc lớn không báo, còn cố ý bố trí hiểm nghi cho lãnh đạo trực tiếp, muốn ức hiếp hắn không vững ở tỉnh Tương không có cơ sở. Hạ Tưởng cười lạnh trong lòng, Lâm Hoa Kiến, muốn lợi dụng tôi để đạt được mục đích chính trị của ông, mắt chó ông mù rồi. Không ngờ mới tới tỉnh Tương. Có người dồn hắn vào góc tường, thực ra chủ nhiệm ủy ban kỷ luật này và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật khác như nhau, không dám dứt khoát ra tay. Có một số người đã nhầm to, Hạ Tưởng nổi giận rồi. Chương 1287, lấy tĩnh chế động. Hạ Tưởng lấy di động ra, vội vàng trịnh trọng xin lỗi Phó Tiên Phong, sau đó hắn đóng điện thoại nhìn Phó Tiên Phong cười. Công việc gấp quá nên cần gọi một cuộc điện thoại. Phó Tiên Phong khoát tay. Với tôi còn khách khí làm gì? Dường như nghĩ tới điều gì, hỏi thêm một câu. Không phải bởi vì việc cầu đường tỉnh Tương chứ? Hạ Tưởng lắc đầu. Cũng không hẳn. Quả thật chỉ có thể nói là không hẳn, bởi vì Trần Công Phương tuy nói là có liên hệ gián tiếp với cầu đường tỉnh Tương, nhưng hắn hiện tại phải xử lý chính là vấn đề Lâm Hoa Kiến. Vừa mới khởi động máy liền nhận được điện thoại của Tăng Trác. Chủ nhiệm Hạ. Trưởng ban thư ký Đào có chuyện quan trọng muốn hướng anh báo cáo. Được, bảo anh ta nửa giờ sau đến văn phòng chờ tôi. Hạ Tưởng vừa nghe giọng điệu của Tăng Trác biết có sự việc khẩn cấp,
liên tưởng đến lời Phó Tiên Phong vừa nói, hắn chỉ biết, giờ cùng Phó Tiên Phong ngồi nói suông đã không còn thích hợp. Thượng cấp bị cấp dưới tìm cách dụ dỗ chỗ nào cũng có. Người trong quan trường đều biết rằng, từ trước đến nay dưới huyện dụ dỗ thành phố dụ dỗ tỉnh dụ dỗ trung ương, cũng là việc nhìn sắc mặt nhau mà làm. Từ xã đến huyện, nói dối hết bài này đến bài khác, một đường lừa đến tận Trung Nam Hải. Thậm chí còn có việc cấp dưới đi thị sát Sanh Hóa, phía dưới huyện vì giả tạo diện tích Sanh Hóa, đưa ra bản đồ núi hoang nước xanh đầy hoang đường. Lấy trí tuệ người trong nước, sự tình hoang đường đến đâu cũng đều có, chỉ không thể tưởng tượng được, chứ không có gì làm không được. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, Lâm Hoa Kiến chỉ mượn tay hắn bắt Trần Công Phương. Trần Công Phương khẳng định cũng có chuyện, nếu không, Lâm Hoa Kiến lá gan dù có lớn đến mấy, cũng không dám bịa đặt sự thật, vu cáo hãm hại một phó thị trưởng. Nhưng vấn đề là Trần Công Phương từng dùng tên thật tố cáo Cầu Đường Tỉnh Tương, khẳng định có nội tình sâu bên trong. Hạ Tưởng còn vì cảm giác bị người lợi dụng mà phẫn uất. Phó Tiên Phong thấy Hạ Tưởng gặp vấn đề khó khăn, liền nói. Nếu có việc cậu cứ đi trước. Chủ tịch tỉnh phó xếp hạng phó tỉnh ủy thứ nhất, kỳ thật cũng có quyền hỏi đến vụ án ở ủy ban kỷ luật tỉnh, nhưng nếu Hạ Tưởng không nói ra, Phó Tiên Phong cũng sẽ không hỏi nhiều. Nhất là thấy hắn có vẻ rất kiềm chế, hai là cũng vì tôn trọng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng biết nếu Phó Tiên Phong cuối cùng thông qua con đường bình thường cũng có thể biết được kết quả, khẳng định cũng sẽ có ý kiến đối với hắn, chần chừ một lát hắn cũng nói một chút. Trước khi tan tầm, Lâm Hoa Kiến tìm tôi, nói là nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực, yêu cầu bắt giam Trần Công Phương, còn nói Ủy ban kỷ luật đã âm thầm điều tra Trần Công Phương hơn nửa năm. Tôi thấy quả thật Ủy ban kỷ luật đã nắm giữ tài liệu tỉ mỉ xác thực, liền phê chỉ thị. Mặt Phó Tiên Phong trong nháy mắt liền ngưng trọng. Hạ Tưởng còn nói, gần đây nhất lại vừa vặn thu được mấy thư tố cáo Cầu Đường Tỉnh Tương, nhưng tôi trước đó cũng chưa có nghe qua Trần Công Phương từng dùng tên thật tố cáo Cầu Đường Tỉnh Tương. Phó Tiên Phong dùng sức ngửa về phía sau, nặng nề mà tựa lưng vào ghế ngồi. Đối với Tỉnh Tương mà nói, cậu với tôi đều là dân từ bên ngoài tới. Đều không được hoan nghênh. Chủ nhiệm Hạ, anh khẩn trương trở về xử lý, trước tiên hãy dùng hết khả năng áp chế sự tình bắt giam Trần Công Phương, tốt nhất là sau khi thấy rõ phương hướng rồi mới lại ra tay. Hạ Tưởng gật đầu, khi đi tới cửa, Phó Tiên Phong lại nói thêm một câu. Nếu cần tôi ra mặt, cứ nói một tiếng. Những lời này nói được khá thành tâm. Hạ Tưởng nhìn Phó Tiên Phong vẻ mặt đầy bình tĩnh, lần đầu tiên trong lòng có chút chờ mong đối với Phó Tiên Phong. Sau đó, gật đầu một cái, hắn lại dứt khoát xoay người rời đi. Hạ Tưởng đi rồi, Phó Tiên Phong một mình ở trong phòng ngây người một lúc lâu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trở lại tỉnh ủy, đèn văn phòng vẫn còn để sáng. Hạ Tưởng đẩy cửa đi vào, Đào Hà Giang, Tăng Trác đều ở đó, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ là Lương Hạ Ninh cũng ở đó. Điều đó chẳng những khiến hắn cảm thấy giật mình, trong lòng cũng nhất thời mà trầm xuống. Hắn biết sự tình so với trong tưởng tượng của hắn càng phức tạp hơn. Vừa thấy Hạ Tưởng bước vào, mấy người đều đứng dậy đón chào. Hắn xua tay ra hiệu cho mấy người ngồi xuống, sau đó ngồi ở trên ghế, đầu tiên là nhìn Lương Hạ Ninh khẽ gật đầu, sau đó dừng ánh mắt ở Đào Hà Giang. Nói một chút về tình huống cụ thể đi. Đào Hà Giang theo bản năng liếc mắt nhìn Lương Hạ Ninh một cái, Lương Hạ Ninh khẽ gật đầu. Hà Giang, cụ thể anh cứ nói trước đi. Có quên chỗ nào, tôi sẽ bổ sung sau. Đào Hà Giang cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn nói. Chủ nhiệm Hạ, năm đó Cầu Đường Tỉnh Tương ở thành phố Thần Đông nhận xây dựng cây cầu Giao Giang, vừa mới xây xong thì đã bị một con thuyền đụng phải, kết quả cầu liền bị sụp, chết mất 7 người. Sau khi sự cố xảy ra, ở tỉnh phái ra một tổ điều tra. Sau khi điều đã cho ra kết luận, là doanh nghiệp xi măng cung ứng xi măng cho Thần Đông đã bị người động tay động chân. Chất lượng kém, nguyên nhân không phải là do bên Đạo Kiều Tỉnh Tương thi công. Sau khi kết luận được đưa ra, Trần Công Phương không phục. Hạ Tưởng vừa nghe liền hiểu rõ mưu mẹo trong đó, nếu hắn đoán không sai, xi măng cung ứng là có quan hệ với Trần Công Phương, mà tổ điều tra sự cố kết luận rõ ràng khuynh hướng che đậy cho Cầu Đường Tỉnh Tương, nói đúng hơn là, vụ oan giá họa, thay Cầu Đường Tỉnh Tương che giấu. Quả nhiên, Đào Hà Giang tiếp tục nói. Sau khi lại tiếp tục điều tra, liền tra ra doanh nghiệp cung ứng xi măng Vương Hổ là em vợ của Trần Công Phương, cuối cùng Vương Hổ bị phán xử 10 năm tù, Trần Công Phương bị đảng xử lý cảnh cáo.
Cuối cùng Trần Công Phương có động tay động chân vào trong đó hay không, Hạ Tưởng sẽ không thể dễ dàng kết luận, nhưng hắn hiểu được, đem một sự cố trọng đại như vậy đơn giản đổ lỗi cho bên cung ứng xi măng đưa xi măng không đạt tiêu chuẩn, tuyệt đối là lừa gạt người thường. Bởi vì doanh nghiệp cung ứng xi măng, thì bên thi công tất nhiên sẽ có nhân viên kỹ thuật tiến hành kiểm tra, nếu không đạt có thể không chọn dùng, giống như mua đồ vật vậy, chất lượng xem qua không đạt có thể không cần tới. Nếu không đạt tiêu chuẩn vẫn dùng để đổ bê tông, cầu đường tỉnh tương cũng phải chịu trách nhiệm do quản lý không nghiêm. Đương nhiên, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cấp nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn, thép to biến thành nhỏ, đủ loại thi công, là thủ pháp thường dùng. Hạ Tưởng thật sự rõ ràng, hắn không có ý định đi chỉ trích thi công trong nước thường có những hiện tượng bất lương, chỉ có điều giữa mâu thuẫn của công trình cầu đường tỉnh tương gặp sự cố và Trần Công Phương, khiến hắn mẫn cảm nhận ra một cái bẫy. Trần Công Phương không thừa nhận kết luận của tổ điều tra tỉnh, nói nguyên nhân căn bản là lực lượng kỹ thuật ở chỗ cầu đường tỉnh tương không quan tâm, tầng tầng chuyển thầu, mới đưa đến ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, hơn nữa cầu đường tỉnh tương rõ ràng lúc mua đã nói chỉ cần cấp xi măng loại thấp. Giờ cuối cùng lại bị cắn ngược lại một cái, nói thành là vấn đề là do bên cung ứng. Trần Công Phương không thuận theo cũng không buông tha, còn nói sẽ lên trung ương phản ánh vấn đề. Sự tình càng ngày càng lớn. Sau đó trưởng ban lương tự mình ra mặt làm công tác đả thông tư tưởng, Trần Công Phương mới ngừng lại. Tuy nhiên anh ta ngoài mặt không náo loạn, nhưng lại âm thầm mà gửi thư tố cáo khắp nơi. Đào Hà Giang nói xong, lén lút lau mồ hôi trên đầu. Sự tình trước sau, hậu quả đã nói rất rõ ràng, nhưng trên thực tế, các lớp sâu phía sau lại không hề được làm rõ. Trần Công Phương và cầu đường tỉnh Tương ở phía sau sự cố sụp cầu, kỳ thật ở tỉnh Tương có hai thế lực đang tiến hành đọ sức. Đương nhiên, kết quả là cầu đường tỉnh Tương thắng lợi, Trần Công Phương thua, và phải làm vật hy sinh. Vốn tưởng rằng sự tình sẽ dừng ở đây, sự cố sụp cầu cũng được đè ép xuống, vừa không có truyền thông gây ra chấn động, cũng không trở thành mồi lửa cho sự kiện chính trị. Nhưng không ngờ được, sau khi sự việc xảy ra được hơn nửa năm, lại bùng nổ, hơn nữa lại còn đưa vào tay Hạ Tưởng, Đào Hà Giang chỉ biết, có người muốn mượn thanh kiếm sắc của Ủy ban Kỷ luật, thẳng thừng đem sự kiện Trần Công Phương giải quyết, làm một mẻ, khỏe suốt đời, khiến Trần Công Phương vĩnh viễn câm miệng. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Bình tĩnh mà xem xét, Đào Hà Giang không nghĩ Hạ Tưởng sẽ tự tay châm ngòi cho sự kiện. Bởi vì, một khi sự tình náo động lớn, về phương diện Ủy ban Kỷ luật sẽ đặc biệt bị động. Hơn nữa người của Ủy ban Kỷ luật, ai cũng không muốn động chạm tới. Đào Hà Giang âm thầm liếc mắt quan sát Hạ Tưởng, thấy Hạ Tưởng vừa rồi còn lo âu từ từ đã khôi phục bình tĩnh, nghĩ thầm rằng đừng nhìn Hạ Tưởng tuổi trẻ, thật ra tâm tư khá trầm, nghĩ cũng phải, tâm tư không sâu sao có khả năng tuổi trẻ như vậy liền đảm nhiệm chức Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Ánh mắt Lương Hạ Ninh toát ra vài điều, cảm thấy cần phải giải thích vài câu, nên đã nói. Chủ nhiệm Hạ, lại nói tiếp, chúng ta cũng coi như bằng hữu, còn có Hà Giang, Tăng Trác, quan hệ cũng không tồi. Tôi cũng liền nhiều lời vài câu. Anh ta nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một màn đêm tối đen, sâu không lường được. Chủ nhiệm Hạ vừa tới tỉnh Tương, không hiểu rõ một vài nội tình ở tỉnh Tương cũng có thể hiểu được. Lúc ấy khi thảo luận về vấn đề quyết định xử phạt Trần Công Phương, tôi là người đưa ra ý kiến phản đối, tuy nhiên cuối cùng đảng vẫn thông qua xử phạt cảnh cáo Trần Công Phương trong nội bộ. Nói thật, tôi cảm thấy ý kiến xử phạt cũng đủ khẳng định kết luận của tổ điều tra chính phủ tỉnh. Hạ Tưởng nghe ra những điều Lương Hạ Ninh vừa nói, chỉ nói đến chính phủ tỉnh không đề cập tới tỉnh ủy, đã nói lên là về phương diện bộ máy chính phủ, có người muốn sửa trị Trần Công Phương, đồng thời cũng gián tiếp nói rằng, lực lượng hậu trường của cầu đường tỉnh Tương là ở chính phủ tỉnh. Lương Hạ Ninh lời nói dừng ở đó, không hề nói đến việc Trần Công Phương bị Ủy ban Kỷ luật bắt giam, cũng là vì y là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Tuy nói cán bộ cũng có quyền đưa ra lời bình, nhưng Trần Công Phương đề cập đến nhiều tin tức, sự tình rất phức tạp, vẫn là ít nói cho thỏa đáng. Nhưng lại không thể không nhiều lời, cũng là xuất phát từ góc độ Hạ Tưởng mà suy xét, thật tâm mà nói, Lương Hạ Ninh vẫn hy vọng Hạ Tưởng và anh ta đi cùng một đoạn đường, mà không phải cấp tiến hoặc tiêu cực. Hạ Tưởng trầm mặc một lát, hỏi Đào Hà Giang. Hiện tại có liên hệ được với Phó Chủ nhiệm Lâm không? Vẫn tắt máy. Chắc hiện giờ đã tới rồi Thần Đông. Thần Đông cách thành phố Tương Giang không xa, cũng khoảng 2 tiếng đi đường. Vậy chờ tin tức của Phó Chủ nhiệm Lâm.
Hạ Tưởng dường như không có việc gì nữa đứng lên. Đã làm kinh động tới trưởng ban lương rồi, thật ngại quá. Hà Giang và Tăng Trác cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hả? Lương Hạ Tưởng và Đào Hà Giang, Tăng Trác ngơ ngác nhìn nhau, Hạ Tưởng không áp dụng một biện pháp nào, chẳng lẽ là thật sự cam chịu để Lâm Hoa Kiến đùa nghịch sao? Hoặc là nói, Hạ Tưởng còn có chiêu gì phía sau? Thấy Hạ Tưởng rất ung dung, Lương Hạ Ninh cũng không dám nói gì thêm nữa. Anh ta cho rằng Hạ Tưởng sẽ khẩn cấp mở một cuộc họp hội nghị thường vụ của Ủy ban Kỷ luật, và sẽ phái người đuổi theo Lâm Hoa Kiến, sau đó áp dụng một loạt biện pháp giải quyết hậu quả cho tốt, không ngờ Hạ Tưởng hoàn toàn buông tay, chẳng lẽ là ứng phó tiêu cực, mặc kệ Lâm Hoa Kiến ở Ủy ban Kỷ luật tiếp tục dối trên lừa dưới, cầm giữ đại cục. Trong lòng Lương Hạ Ninh hiện lên chút thất vọng, chẳng lẽ nói, anh ta không thể tranh thủ kéo Hạ Tưởng về phía anh ta một lần sao? Mọi người đi rồi, Hạ Tưởng ngồi một mình trong văn phòng, ánh sáng không ngừng rọi xuống, chỉ thấy khuôn mặt hắn có chút lạnh lùng và lãnh đạm. Buổi sáng ngày hôm sau, tin tức chính thức truyền đến Thần Đông, Phó Thị trưởng Trần Công Phương của Thần Đông bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giam. Tin tức lập tức khiến cho bên trong tỉnh ủy không khỏi chấn động. Lẽ ra một phó thị trưởng bị bắt giam cũng không tính là sự kiện gì lớn, hàng năm Ủy ban Kỷ luật tỉnh đều xét xử hơn 10 phó giám đốc trở lên, nhưng ân oán giữa Trần Công Phương và Cầu Đường tỉnh Tương, mọi người đều biết. Điện thoại trong văn phòng Hạ Tưởng dồn dập đổ chuông, Tăng Trác vẻ mặt ngưng trọng tiến vào báo cáo. Chủ nhiệm Hạ, Bí thư Trịnh mời anh qua một chuyến. Chương 1288, khai cuộc. Trịnh Thịnh cuối cùng cũng ngồi không yên. Hạ Tưởng cũng không nóng vội, từng bước một, chậm rãi hướng về phía văn phòng của Trịnh Thịnh, hắn biết, Trịnh Thịnh tuyệt đối sẽ nổi cáu về vấn đề của Trần Công Phương. Tuy nói trước mắt thế cục của tỉnh Thương trong tầm mắt của hắn vẫn là một khối sương mù, nhưng đã lộ ra ân oán giữa Trần Công Phương và Cầu Đường tỉnh Tương, cùng với thư báo cáo của Cầu Đường tỉnh Tương, cho dù không dễ mây nhìn thấy mặt trời, thì cũng là ngắm hoa trong sương, ít nhiều cũng nhìn rõ được bộ phận của thế cục. Hạ Tưởng nhậm chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh được vài ngày rồi, ngoại trừ ngày đầu tiên tiếp xúc chính thức với Trịnh Thịnh và những việc làm chiếu lệ ra, về sau cũng không có thêm bất cứ tiếp xúc gì, cho dù là việc công hay việc tư, giữa hắn và Trịnh Thịnh, như người dưng nước lã. Hạ Tưởng cũng biết rõ Trịnh Thịnh là cố ý làm thế, là muốn đợi hắn chủ động đến thể hiện thiện ý. Dù sao Trịnh Thịnh là nhân vật số một, không thể để đường đường một bí thư tỉnh ủy cúi lưng chủ động đến bày tỏ thiện ý với hắn. Nhưng hắn lại không như Trịnh Thịnh mong muốn, cũng không phải qua loa, bởi vì hắn cùng lúc cũng không thể hiện thiện ý với Phó Tiên Phong, cuộc gặp mặt ngày hôm qua, cũng là do Phó Tiên Phong chủ động đề nghị. Hạ Tưởng cũng không phải muốn mọi việc đều thuận lợi giữa bí thư và chủ tịch tỉnh, mà là trước khi chưa nhìn rõ tình thế, cảm thấy chưa cần thiết đến gần với Trịnh Thịnh, càng không phải cố ý qua lại mật thiết với Phó Tiên Phong để thể hiện gì đó với mọi người. Chuyện xảy ra của Trần Công Phương, Trịnh Thịnh cuối cùng cũng đề xuất gặp mặt nói chuyện với hắn, Hạ Tưởng liền biết, sự cân bằng của tỉnh Tương phải bị phá vỡ rồi. Sự cân bằng cũng không phải hắn có ý đánh vỡ, mà là Lâm Hoa Kiến chủ động khiêu khích. Vốn Hạ Tưởng ngay từ đầu đã trong cơn giận dữ với hành vi của Lâm Hoa Kiến, nhưng về sau khi bình tĩnh lại, thì lại thản nhiên, tuy nói Lâm Hoa Kiến có hiểm nghi ngầm bài bố hắn, nhưng hắn cũng có thể tương kế tự kế, khiến Lâm Hoa Kiến trở thành bó đuốc. Sự cân bằng của tỉnh Tương sớm muộn gì cũng bị phá vỡ, không phá vỡ, thì không có cách nào để sóc bài. Chủ tịch tỉnh và chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh đều nhậm chức, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xem như cũng mới lên, thế cục của tỉnh ủy, không có biến động mới lạ. Đều biết rằng, tỉnh Tương đang chuẩn bị cho một đợt sóng xung kích, nhưng đến cuối cùng do ai dẫn kíp nổ, thì vẫn là con số chưa biết. Ai cũng không ngờ đó là, nợ cũ nhắc lại. Trần Công Phương không ngờ đã bị bắt giam khi chưa có bất kỳ dấu hiệu gì. Đừng nếu nói đến ai khác, chính là Trịnh Thịnh cũng vô cùng căm tức, bởi vì trước đó ông ta không có nghe tới một chút động tĩnh gì, thân làm bí thư tỉnh ủy, Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giam một phó thị trưởng, không ngờ ông ta một chút cũng không biết, thật là quá đáng. Cảm giác đầu tiên của Trịnh Thịnh chính là cho rằng, Hạ Tưởng mượn việc này để ra oai với ông ta. Chờ tới thời khắc ông ta gặp Hạ Tưởng, nhìn thấy Hạ Tưởng bước chân ung dung, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng ông ta không hiểu vì sao sự tức giận cứ tăng vọt lên. Hạ Tưởng tự cho rằng bây giờ có được sự thưởng thức của Tổng Bí Thư, nên tự cao tự đại. Hạ Tưởng tiến vào danh sách bồi dưỡng trọng điểm, còn sớm. Hơn nữa nếu không có sự gật đầu của ông ta, đoàn hệ cũng không chính thức nhận Hạ Tưởng.
Trịnh Thịnh có chút cúi người. Chủ nhiệm Hạ đến rồi, ngồi đi. Giọng điệu thản nhiên, ôn hòa. Hạ Tưởng từ sau khi Trịnh Thịnh đến tỉnh Tương, vẫn không có biểu hiện tìm ông ta qua một lần để nói chuyện công việc thì có thể đưa ra kết luận, Trịnh Thịnh đối với hắn cho dù có kỳ vọng, nhưng nhiều hơn vẫn là phòng bị và đề phòng. Hạ Tưởng cũng không biết cuộc đối thoại về triển vọng về hắn giữa Trịnh Thịnh và Cổ Thu thật, càng không rõ cách nhìn về hắn giữa Trịnh Thịnh và Cổ Thu thực rất khác nhau. Sau khi ngồi xuống, Hạ Tưởng một chút cũng không có ý chủ động báo cáo, ngược lại không nhanh không chậm hỏi. Bí thư Trịnh tìm tôi có tinh thần chỉ thị gì không? Trịnh Thịnh hơi ngả người về sau, vẻ mặt vẫn bình thường, trong ánh mắt mơ hồ có chút không vui, người khác có lẽ không nhận ra, nhưng Hạ Tưởng vừa khéo mượn ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, thu hết sự thay đổi trong ánh mắt của Trịnh Thịnh vào trong tầm mắt. Biểu cảm của một người có thể làm tới mức độ thản nhiên như không, nhưng ánh mắt lại rất khó che giấu được tình cảm thực trong lòng. Đồng chí Trần Công Phương tuy chỉ là phó thị trưởng, dựa vào quy định có thể không báo lên hội nghị công việc bí thư phê chuẩn. Tuy nhiên phía tỉnh ủy sau đó mới biết được tin tức, có phải là bị động quá không? Giọng nói của Trịnh Thịnh rất ôn hòa, mang kiểu thương lượng. Tôi vẫn luôn giúp đỡ công tác của ủy ban kỷ luật, cũng hy vọng mối liên hệ giữa tỉnh ủy và ủy ban kỷ luật mật thiết hơn một chút. Nói chuyện thực sự rất khéo léo, kỳ thật vẫn có ý phê bình, suýt nữa thì nói ra những lời ủy ban kỷ luật cũng nằm dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Đương nhiên, với sự kiềm chế và trình độ chính trị của Trịnh Thịnh, khẳng định sẽ không nói ra những lời quá mức độ cho phép. Nhưng biểu hiện hôm nay của Trịnh Thịnh ít nhiều cũng có chút ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, dường như kích động quá mức một chút. Cũng gián tiếp nói rõ, động đến Trần Công Phương, là động đến điểm mấu chốt của Trịnh Thịnh. Hạ Tưởng cũng mang bộ dáng kinh ngạc. Sao, bí thư Trịnh vẫn chưa biết chuyện này sao? Tôi cứ nghĩ rằng đồng chí Lâm Hoa Kiến đã báo cáo với ngài rồi. Trịnh Thịnh cũng ngây người ra. Sao lại thế này? Bộ dáng của Hạ Tưởng không giống làm bộ, lẽ nào nói, Hạ Tưởng cũng bị bịt trong trống sao? Trong nháy mắt tâm tư của ông ta lóe lên sự cân nhắc. Tình hình cụ thể là như thế. Hạ Tưởng bị Lâm Hoa Kiến ngầm chơi xỏ, hắn hiển nhiên phải trả lại, nói thật, Trần Công Phương cũng được, cầu đường tỉnh Tương cũng xong, đối với hắn không có chút xung đột lợi ích gì, hai bên ai thắng ai thua, hắn không quan tâm, nhưng nếu Lâm Hoa Kiến tự cho là thông minh muốn mượn tay hắn khuấy động lợi ích một bên, hơn nữa còn ở trước mặt hắn giở trò bịp bợp, hắn cũng không phải không có thủ đoạn, đầu đuôi gốc ngọn mà trần thuật lại sự thật với Trịnh Thịnh. Sự thật tuy rằng là sự thật, nhưng góc độ bất đồng, lập trường bất đồng, cùng một lời nói ra, hiệu quả lại vô cùng khác nhau. Đồng chí Hoa Kiến nếu nói là ủy ban kỷ luật đã ngầm điều tra hơn nửa năm Trần Công Phương, tôi sẽ cho rằng khẳng định đã báo lên hội nghị công việc bí thư thảo luận qua rồi, lúc ấy sự tình rất khẩn cấp, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực. Phù hợp điều kiện bắt giam, nên đã phê chuẩn. Hạ Tưởng trên mặt chứa đầy kinh ngạc và oán giận. Như thế nào lại có thể không qua sự thảo luận của hội nghị công việc bí thư? Xin lỗi, bí thư Trịnh, là công tác của tôi sơ sẩy, xin ngài phê bình. Cũng không thể nói là Hạ Tưởng công tác sơ sót, bởi vì dựa theo lệ thường, bắt giam một phó thị trưởng, cho dù không phải phó thị trưởng ủy viên thường vụ, ủy ban kỷ luật vì tôn trọng nhân vật số 1. Thông thường đều đệ trình lên hội nghị công việc bí thư tiến hành thảo luận. Mà trên thực tế trong điều lệ của Ủy ban kỷ luật đều không quá cứng nhắc quy định nhất định phải đệ trình lên hội nghị công việc bí thư, chính là nói, có thể đệ trình có thể không cần đệ trình, nhưng trên quan trường đều biết cái lợi của việc báo cáo nhiều xin chỉ thị nhiều, gần như trước khi sự việc xảy ra đều báo cho nhân vật số 1, thậm chí phải được nhân vật số 1 số 2 gật đầu, mới có thể thay đổi hành động. Đương nhiên những điều ở trên chỉ là tình trạng bình thường. Cũng có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật không báo cáo lên tỉnh ủy phê chuẩn đã áp dụng trường hợp đặc biệt hành động. Xét từ quy định và chính sách bảo mật liên quan mà nói, ủy ban kỷ luật phá án có tính đặc thù nhất định, trước khi sự việc xảy ra không báo cho biết cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên trường hợp đặc biệt chỉ xuất hiện ở những tình huống đặc thù, ví dụ như người bắt giữ phải là thân tín của nhân vật số 1, mà chủ nhiệm ủy ban kỷ luật và nhân vật số 1 bất hòa, v.v. Tính phức tạp trong đấu tranh chính trị quyết định ngoài lệ thường ra, thường xuyên có trường hợp đặc biệt phát sinh. Trịnh Thịnh nghe xong Hạ Tưởng giải thích, vẫn như cũ với vẻ mặt bình tĩnh, dường như vẻ mặt của ông ta từ đầu đến cuối giống như không thay đổi vậy, khả năng kiềm chế quả thật cũng rất cao. Ông ta trước tiên trầm mặc một lúc, rồi không chút để ý nói. Ủy ban kỷ luật phá án có tính đặc thù nhất định, tôi sẽ không nói nhiều nữa.
đồng chí Trần Công Phương là cán bộ mà đảng đào tạo nhiều năm, có thể có được ngày hôm nay thật không dễ. Thân là bí thư tỉnh ủy, tôi luôn tôn trọng tính nghiêm túc và tính độc lập trong cách phá án của đồng chí ủy ban kỷ luật. Tôi chỉ có một câu nói, dựa vào pháp luật phá án, tuyệt đối không làm vì tình riêng. Kỳ thực là có ý biện hộ, nhưng đằng sau lại nói là dựa vào pháp luật để giải quyết, nếu hạ tưởng một chút cũng không nghe ra sự thiên hướng của Trịnh Thịnh, hắn đã có thể đóng gói về nhà bình yên mà sống qua ngày rồi. Sẽ dựa theo tinh thần chỉ thị của bí thư Trịnh để làm việc. Hạ tưởng liền cười ha hả, cái muốn chính là đua sự kiên nhẫn, nếu không muốn xem, trên vấn đề của Trần Công Phương, có thể liên lụy đến bao nhiêu người. Nếu đường bí thư Trịnh không xác thực chỉ thị, hạ tưởng sẽ giả vờ không nghe thấy rõ, dù sao vụ án cũng không phải hắn đang chủ bắt, Lâm Hoa Kiến muốn mượn tay hắn lay động lợi ích của Trịnh Thịnh, Trịnh Thịnh muốn mượn tay hắn để trả đòn, thật sự xem hắn là một thanh kiếm sắc tùy ý người khác phung múa. Xin lỗi, hắn không muốn chơi cùng bọn họ. Sống chết mặc bay thôi, con đường hạ tưởng đi tới, trải qua vô số cuộc đấu tranh chính trị, bây giờ hắn muốn thay đổi sách lược đấu tranh chính trị, phải dốc sức mượn lực đẩy lực, ở giữa phối hợp tác chiến, sẽ không xuất kích trực diện nữa. Sau khi hạ tưởng đi, Trịnh Thịnh cầm ngay điện thoại lên. Mấy tiếng chuông vang lên, từ bên trong truyền đến giọng nói sang sảng của Cổ Thu Thật. Bí thư Trịnh, hạ tưởng nhậm chức đã mấy ngày rồi, biểu hiện thế nào? Trịnh Thịnh ha hả cười. Không nói dối ông, biểu hiện tạm hài lòng. Cổ Thu Thật vẫn cười hỏi. Làm sao vậy, lẽ nào bị cấp dưới bày trò rồi? Thật là bị ông đoán đúng rồi, Lâm Hoa Kiến mượn tay cậu ta, bắt giam Trần Công Phương. Trịnh Thịnh hiển nhiên biết rõ hạ tưởng không biết dụng tâm thực sự của Lâm Hoa Kiến cũng có thể hiểu, nhưng sau khi sự việc xảy ra vẫn mang thái độ không liên quan, thì không đúng rồi. Ông ta cũng rõ hạ tưởng là dĩ tính chế động. Khẳng định còn có chuẩn bị ở sau, nhưng cố ý nói không đầy đủ về hạ tưởng trước mặt Cổ Thu Thật, cũng là thăm dò cách nhìn của Cổ Thu Thật với hạ tưởng có kiên định hay không. Dựa vào sự hiểu biết của tôi với hạ tưởng, cậu ta không phải là người ngậm bồ hòn. Thôi, cứ chờ xem đi, Lâm Hoa Kiến sớm muộn gì cũng bị thất bại. Nhưng Lâm Hoa Kiến là cán bộ hậu bị mà Ủy ban Kỷ luật Trung ương ra sức bồi dưỡng, sớm muộn cũng điều đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương đảm nhiệm chức vụ mấu chốt. Trịnh Thịnh rất rõ căn nguyên của Lâm Hoa Kiến, cũng biết Lâm Hoa Kiến ở tỉnh Tương rất có sức mạnh là có nguyên nhân. Thay tôi gửi lời hỏi thăm tới hạ tưởng, qua một thời gian nữa nếu có thời gian, sẽ gặp nhau ở Bắc Kinh. Cổ Thu Thật không nói thêm gì nhiều, tỏ rõ vẫn rất tin tưởng với hạ tưởng. Buông điện thoại của Cổ Thu Thật xuống, Trịnh Thịnh suy nghĩ, rồi gọi thư ký Đồng Phàm. Tiểu Đồng, sự cố công trình mấy năm gần đây của cầu đường tỉnh Tương. Cậu hệ thống lại một phần tài liệu rồi đưa cho tôi. Đồng Phàm đi theo Trịnh Thịnh mấy năm rồi, biết rõ tính cách của Trịnh Thịnh, vừa thấy vẻ mặt của Trịnh Thịnh liền biết sự nặng nhẹ của sự việc, y vội nói. Vâng, bí thư Trịnh, tôi làm ngay. Vào lúc ánh mắt của Trịnh Thịnh trịnh trọng hướng vào cầu đường tỉnh Tương, trong một căn nhà bí mật ở ngoại thành, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lâm Hoa Kiến đang đích thân thẩm vấn Trần Công Phương. Mà cùng lúc đó, suốt đêm hôm qua Lý Tòng Đông đi công tác đã tới nơi, trời vừa sáng, ông ta đã xuất hiện trước cổng trại giam số 2 của thành phố Thần Đông, sau khi cho biết thân phận, yêu cầu hội kiến Vương Hổ. Vương Hổ là em vợ của Trần Công Phương, một năm trước vì sự kiện cây cầu lớn Thần Đông bị sập nên vào tù, bị phạt 10 năm tù giam. Lý Tòng Đông nhắc lại chuyện cũ, một lần nữa tiếp xúc với Vương Hổ, lật lại án cũ, bước một bước quan trọng trong kiếp sống chính trị của ông ta. Thế cục của tỉnh Tương, cùng với việc Trần Công Phương bị bắt giam và việc Lý Tòng Đông ngầm điều tra, đột ngột làm cho đất bằng nổi sóng. Chương 1289, trùng phùng. Hạ tưởng trở lại phòng, vừa mới ngồi xuống, điện thoại của Mai Hiểu Lâm gọi đến. Chủ nhiệm Hạ, tối nay hẳn là có thời gian để em làm chủ chứ? Giọng nói lạnh nhạt mà dịu dàng, làm gì có làn điệu của một phó thị trưởng thường trực. Hạ tưởng suy nghĩ một chút. Buổi tối quả thực cũng không có sắp xếp gì, liền trả lời. Cũng được, em nói thời gian và địa điểm đi, đến giờ anh sẽ qua. Không dám để chủ nhiệm Hạ tự đến, em sẽ qua đón anh. Không đợi Hạ tưởng nói, Mai Hiểu Lâm vội vàng cúp điện thoại. Mai Hiểu Lâm làm quan nhiều năm, khi suy xét vấn đề cũng nhiều hơn sự suy tính về chính trị. Bề ngoài là đến đón hắn, nhưng trên thực tế là có ý hiện thân ở trụ sở tỉnh ủy. Theo cô ấy đi là được rồi,
Hạ Tưởng lười đoán dụng tâm của Mai Hiểu Lâm, dù sao Mai Hiểu Lâm sẽ không bày mưu tính kế với hắn, càng không hại hắn. Người hắn cần đề phòng đủ nhiều rồi, sẽ không cố sức phòng bị cả Mai Hiểu Lâm. Bận rộn cả một ngày, lại làm thêm mấy hạng công tác, tổ chức hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật cho dù Lâm Hoa Kiến và Lý Tòng Đông đều không có mặt, nhưng không ảnh hưởng đến sự sắp xếp của hội nghị bình thường. Hội nghị đạt được nhận thức chung, đồng ý đồng chí Ngũ Toàn đảm nhiệm chánh văn phòng ủy ban kỷ luật. Ngũ Toàn, nữ, 42 tuổi, vẫn đảm nhiệm chức vụ phó chánh văn phòng ủy ban kỷ luật, công tác cần cù và chăm chỉ, đối nhân xử thế thật thà, tuy là đề danh của Lâm Hoa Kiến, Hạ Tưởng cũng không ngăn cản. Trong ủy ban kỷ luật nắm quyền lớn về nhân sự, không cần thiết phải hoàn toàn đề bạt người của mình vào cương vị công tác quan trọng, thu nạp lòng người mãi mãi trấn an lòng người hơn so với thay đổi người toàn bộ. Hội nghị vừa kết thúc, Ngũ Toàn liền lập tức đến văn phòng của Hạ Tưởng, cảm tạ ân dìu dắt của chủ nhiệm Hạ, biểu thị phải đoàn kết ở xung quanh chủ nhiệm Hạ, trên cương vị công tác mới cống hiến ánh hào quang và nhiệt huyết lớn hơn. Cách ăn mặc của Ngũ Toàn rất bản khắc, cũng là dít cách bảo thủ mà do nhiều năm làm quan tạo thành, tuy nhiên tính khí của cô ta cũng có phần thoải mái, có một số lời nói rất tự nhiên. Cảm ơn sự tín nhiệm của chủ nhiệm Hạ đối với tôi sẽ không nói những lời hùng hồn gì, dù sao cũng dựa vào chủ tâm để làm việc, có chỗ nào không phải, không hợp với ý của chủ nhiệm Hạ, xin anh phê bình trực tiếp với tôi là được, không cần phải giữ thể diện cho tôi. Trái lại là một người có tình ý, Hạ Tưởng liền cố gắng vài câu, cũng không nói nhiều những lời sáo rỗng. Bình thường trưởng ban thư ký ủy ban kỷ luật tỉnh sẽ kiêm nhiệm chánh văn phòng, nhưng đặc thù của ủy ban kỷ luật tỉnh tỉnh Tương, vẫn bổ nhiệm riêng biệt là trưởng ban thư ký và chánh văn phòng, Hạ Tưởng mới đến cũng sẽ không thay đổi ngay hiện trạng. Hơn nữa khi Lâm Hoa Kiến không có mặt, hắn đã thông qua bổ nhiệm Ngũ Toàn, cũng là có ý tiếp tục biểu thị thế yếu, một là để mê hoặc Lâm Hoa Kiến, hai là làm tốt tấm nệm cho bước tiếp theo. Khi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về, điện thoại của Phó Tiên Phong gọi tới. Chủ nhiệm Hạ, Đường Gia Thiếu bên cầu đường tỉnh Tương buổi tối mời tôi ăn cơm, cậu có muốn đi cùng không? Đường Gia Thiếu quả nhiên cũng có chút lai lịch, không ngờ mời được cả Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng liền biết, cầu đường tỉnh Tương đã gia tăng hoạt động, chuẩn bị tung sức mạnh đánh hạ chủ tịch tỉnh Phó. Cũng đúng, đường cao tốc dài 500 km đoạn tỉnh Tương, cho dù lấy một nửa trong đó, cũng là công trình lớn mấy chục tỷ, lợi nhuận quá kinh người. Tôi không đi đâu, đã có sắp xếp khác rồi. Hạ Tưởng cũng không khách khí nhiều, hắn cũng biết Phó Tiên Phong cũng không thật tâm mời hắn đi, mà là mượn cơ hội lộ ra một tin tức với hắn, chính là cầu đường tỉnh Tương không chỉ tay chân rất dài, hơn nữa ở tỉnh Tương như cá gặp nước, rất được hoan nghênh. Cậu có chuyện rồi thì thôi, tôi chỉ là muốn nói với cậu một chút, Đường thiếu gia nếu như là nhờ người khác, tôi có thể sẽ không đi. Nhưng lại là Nghiêm tiểu thì ra mặt, tôi chắc phải giữ thể diện cho cô ấy thôi. Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, phải xuất phát rồi. Điều Phó Tiên Phong tiết lộ ra cũng không phải là một tin tức, mà là hai tin. Hạ Tưởng trong lòng mơ hồ có chút bất mãn, Nghiêm tiểu thì rõ ràng là đồng ý với hắn là không giao tiếp với bên cầu đường tỉnh Tương nữa, xoay người liền ra mặt mời Phó Tiên Phong, hoàn toàn là không hề ghi nhớ những lời hắn nói ở trong lòng. Nghiêm tiểu thì trước đây tuy không phải là nói gì nghe nấy đối với hắn, nhưng cũng sẽ không trước nói một đằng sau làm một nẻo, lẽ nào nói điều kiện mà cầu đường tỉnh Tương đưa ra quá mê người, Nghiêm tiểu thì không giữ nổi mình. Hạ Tưởng lập tức gọi điện cho Nghiêm tiểu thì, nhưng lại tắt máy. Hắn thầm lắc đầu, thôi bỏ đi, cho dù Nghiêm tiểu thì ra mặt làm người trung gian, Phó Tiên Phong nể mặt chịu nhận lời ăn cơm, chưa chắc sẽ nể tình giao công trình cho cầu đường tỉnh Tương. Với cấp bậc của Phó Tiên Phong, còn có tài lực của nhà họ Phó, hạng mục công trình cao tốc sẽ không bị Phó Tiên Phong coi là thủ đoạn của cải, phỏng chừng sẽ xem nó là giao dịch chính trị, dùng để giành lấy gặt hái lớn trên chính trị. Cầu đường tỉnh Tương muốn lấy toàn bộ hay một phần công trình, thì phải bỏ ra một cái giá lớn hơn nhiều. Về phần động tác của Nghiêm tiểu thì, Hạ Tưởng đơn giản mà ném nó sang một bên, dù có hám tài đến thế nào nữa, cũng sẽ có chừng mực. Bởi vì cô không phải là người chưa nhìn thấy qua các mặt của xã hội. Nghiêm tiểu thì là người thấy qua các cảnh đời, nhưng đối với Đường Gia Thiếu lại thiếu mất sự đề phòng, cô tự cho là hiểu Đường Gia Thiếu, nhưng không biết người đàn ông trong mắt phụ nữ, mãi mãi chỉ có mặt không chân thật bên ngoài, càng có tâm lý chiếm hữu và sự đen tối nơi sâu thẳm, phụ nữ làm sao có thể biết. Khi hết giờ làm, chiếc xe chuyên dụng của Phó Thị trưởng Thường trực thành phố Tương Giang Mai Hiểu Lâm,
chậm rãi chạy vào trong trụ sở tỉnh ủy. Mai Hiểu Lâm từ rất sớm đã theo Trịnh Thịnh đến tỉnh Tương, bởi thế trong tỉnh ủy không ít người đều quen biết cô. Thế bay lên của Mai Hiểu Lâm bây giờ cũng vô cùng rõ ràng, cô vừa lộ diện ở trụ sở tỉnh ủy, liền có không ít người tới chào hỏi với. Làm một quan lớn rất nữ tính đoan trang trong số ít cán bộ nữ trong nước, Mai Hiểu Lâm 35 tuổi tự nhiên hào phóng, bộ trang phục công sở làm cho thân thể của cô nổi lên sự thành thục và thùy mị, nhưng lại không đến mức hấp dẫn quá mức, có thể nói vô cùng khéo léo. Hạ Tưởng cảm thán, Mai Hiểu Lâm so với trước kia thành thục hơn, cô nhất cử nhất động đã hoàn toàn quan trường hóa, cũng may, trong mắt Hạ Tưởng, còn giữ lại ý vị riêng có của Mai Hiểu Lâm, nhất là tư thái hất tóc của cô. Trong phút ngẩn ngơ giống như trở về huyện An, trở về với cảnh tượng gặp cô lần đầu. Hạ Tưởng đi cùng thư ký Tằng Trác, không nhờ người bảo Mai Hiểu Lâm lên lầu mời, mà chủ động đi xuống, đến trước xe, bắt tay với Mai Hiểu Lâm, hỏi thăm, sau đó dưới sự quan sát chăm chú của không ít người, hắn bước lên xe chuyên dụng của Mai Hiểu Lâm. Có thư ký đi cùng, thì đã có chút ý vị là việc công, sẽ không khiến người ngoài suy đoán và đàm tiếu. Tuy nhiên sau khi Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm ngồi cùng một xe đi khỏi, tuy có thư ký ngồi cùng, vẫn có không ít người rầm rầm suy đoán giữa chủ nhiệm Hạ và phó thị trưởng Mai rốt cuộc có quan hệ gì. Bây giờ nguồn tin tức đã phát đạt, rất nhanh đã có người điều tra ra quá trình cộng sự ở huyện An giữa Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng năm đó, không ít người đều cười trong lòng, hóa ra là bạn cũ gặp lại. Đương nhiên, cười thì cười, nhưng cũng không có ai nói gì nhiều, dù sao một người là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, một là phó thị trưởng thường trực, ủy viên thường vụ thành ủy, đều là những nhân vật cấp quan trọng, tốt nhất là tán gẫu ít thôi, chẳng may truyền đến tai phó thị trưởng Mai và chủ nhiệm Hạ, ai cũng không có kết cục tốt đẹp gì.